Chào Trân Dung Nguyễn em. Chào Kimochi đang ra nhé. Chào tất cả mọi người. Đi làm về chưa em? Chào thằng em. Ông đi tắm đi, ông tắm đi xong ra đây tôi với ông gọi là làm cái chương trình hỏi xoáy đến đám xoay đi. Hả? Ở Duy ơi, tắm đi xong là tắm nhanh rồi ra làm chương trình hỏi xoáy đam xoay. Trân Dung Nguyễn bây giờ lúc nào cũng xuất hiện rất sớm. Đấy. Có Trân Dung Nguyễn đây mà. Thấy anh thấy bây giờ chương trình mà anh với em mà hợp tác làm cái chương trình gọi là hỏi xoáy đam xoay nghe cũng được đấy. Có những câu hỏi mà người ta nhắn tin đến hỏi mà anh cũng rất khó trả lời, phải tầm cỡ như của em mới trả lời được Duy ạ. Đúng rồi, đến hẹn lại nên. Chào anh Phó Thường Dân. Bây giờ chúng ta phải ủa thôi, nó chả qua nhà mình thôi, mình qua nhà nó làm gì. Tầm cỡ như anh em mình đâu qua những cái diễn đàn đấy để làm gì. Chúng nó toàn ba bộ ba thần thánh chưa đủ hả? Bọn nó một bộ còn chả dám mua. Diễn đàn của Hùng Lân bây giờ đông người phết rồi đấy. Bọn nó có ba que ba sọc nhiều. Hạnh Phúc Trần, thô thế em. Phải bây giờ là chỉ anh em chỉ kết hợp ở đây thôi, lôi mọi người vào gọi là tạo cái cộng đồng, kết nối cộng đồng rồi vun đắp tình yêu đất nước. Mày thoải mái đi Thanh ơi, chứ còn cần gì mà phải đi qua diễn đàn chúng nó làm gì. Chúng nó thì luận điệu đi luận điệu lại cũng chỉ có biểu tình lật đổ, biểu tình thì không dám về. Cứ ngồi ở bên tận bên kia bờ đại dương xong bắt đầu hô mọi người ở Việt Nam đi biểu tình đi. Bị công an bắt thì chúng nó ngồi bên đấy thu tiền. Còn nếu mà biểu tình có thành công, có lật đổ có thành công thì chúng nó lại chiếm trệ về lãnh đạo đất nước. Đời làm gì có ai cho cái nước cờ khôn đến thế, làm như cả thế giới này ngu hết rồi không bằng đấy. Tắm đi rồi ra đây. Có thư của khán giả gửi đến cho anh em mình mà mỗi mình anh không dám đọc. Bao giờ phải có em anh mới đọc. Vì nó có nhắc đến tên em. Duy hả? Chào chị Lý Mặc Sầu nhá. Nó có nhắc đến tên em cho nên là anh phải đợi đến khi em lên. Đọc thư của khán giả, dạo này bây giờ có khán giả rồi, mình phải đọc thư nó oai. Mọi người ở nhà ăn cơm nước gì chưa? Đúng thế, xe đi anh chị em. Vào các diễn đàn mà yêu nước, các anh chị em yêu nước đó, các bạn rồi mọi người hãy xe đi để cho diễn đàn có nhiều người biết đến. Chúng ta bây giờ phải cạnh tranh với bọn ba que về số view đi. Đó, để cho bọn nó sợ, thấy được lòng yêu nước của người Việt Nam ở trong nước nó cao thế nào, chấp gì mấy cái thằng ba que suốt ngày ăn rồi lên chửi đảng, làm thì không chịu làm, bốc ruốc mà ăn. Chào anh Hiền Đức Mai nhá. Mọi người vào cơm nước gì chưa? Giờ ở Việt Nam mới có 6 giờ, hơn 6 giờ tí. Ngon. Anh block mày luôn, diễn đàn vẫn coi là 200 ok.
mọi người phải chịu khó nấu cơm sớm. Bây giờ thời gian view online ở bên này, ví dụ như mọi người ở Việt Nam là 6 giờ tối, là bên em là 8 giờ tối rồi. Cho nên là ví dụ live được 1-2 tiếng là bên em 11 giờ rồi. Đấy, lại phải ngủ để mai đi cày. Chứ như hôm qua na niếm các diễn đàn, thấy Duy nó đi, na niếm các diễn đàn mình cũng đi. Muộn muộn chết luôn, sáng dậy hơi mệt. Thì ăn sớm đi xong đêm ăn đêm. Cuộc sống ở Việt Nam bây giờ nó thoải mái chỗ đó đó. Ngoài ăn tối xong là đêm lại còn có cái suất ăn đêm nữa. Anh hỏi Trân Dung Nguyễn là em nấu cơm ăn một mình hay là ăn cơm với ai đó. Anh mới đặt cây si ở cổng nhà em thôi. Bây giờ là phải đi vào hỏi thăm xem là trong nhà có địch không. Đàn ông phải mập mới đẹp chứ nhiều cơ quá không đẹp đâu mà. Ví dụ như anh nói thật, nếu mà đứa con gái đấy, con gái mà nhìn, à nhà có cả chị em nữa à. Nếu con gái mà nhìn đấy, thường thường đàn ông mũm mĩm mập mập một chút đấy, mập cân đối như kiểu anh này, bao giờ cũng thích hơn là nhìn cơ bắp như kiểu của Duy. Đấy, đấy là tâm lý của con gái. Vì cơ bắp quá nó cũng không thích mà. Nó cứ phải hơi mập 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 một chút. Đấy, da rẻ nhìn nó mịn màng, nó mềm mại. Cơ bắp quá nhìn nó khô. Các bạn cũng thế thôi. Các bạn ăn. Úi dồi ôi, nhà em lại chân dung rồi lại công dung nữa kìa. Không, bia thì thỉnh thoảng uống thôi chứ không phải là lúc nào cũng uống. Nó uống trà. Đây là trà mua từ Việt Nam gửi qua. Trà Thái Nguyên. Vâng, chào các anh chị em. Hôm qua đi uống nhậu xỉn hay sao? Hôm qua anh thấy bình thường cũng không vui lắm. Qua mỗi AQ vào thì bị thằng Duy nó dập cho thôi. Nhưng mà các bạn phải lưu ý nhá. Khi mà có ba que vào các bạn chém nhẹ nhẹ tay thôi. Chém nhẹ nhẹ thôi để nó đỡ block. Bây giờ chúng nó chơi đảo lắm. Là chúng nó có 2 lick, 2 điện thoại. Thế là chúng nó block cái xong là nó ngồi nó comment là mọi người không đọc được. Tội cho mọi người lắm. Chém nhẹ nhẹ tay thôi. Chém vừa để lui hàng. Anh không cần bởi vì nhà anh mua xong gửi qua bưu điện sang đó. Trà Thái Nguyên. Hôm nay vừa khui một túi mới. Ăn cơm ăn nước xong ấy, bắt đầu là ngồi châm ly trà gừng ngồi uống. Cuộc sống thoải mái phết. Vậy à. Mọi người chia sẻ ra để kéo Huy vào đi. Chia sẻ ra rồi chia sẻ lên trên tường của mình đó. Kéo Huy vào đông đông một chút. Hôm nay anh muốn nói như này. Cái thực ra mà nói diễn đàn chính trị đấy thì thường nó rất là khô. Và nó cũng những người nào thực sự quan tâm đến tình hình đất nước đó thì họ không suy nghĩ gì. Họ rất lắng nghe. Thế nhưng mà với những người mà tập tẹ giới trẻ đó thì trong diễn đàn chúng ta nên cần một chút hài hước để cho không khí nó trở lên nó vui vẻ. Mình năm nay 35 tuổi rồi. Thì là cho cái không khí nó vui vẻ. Cho nên là từ nay trở đi là diễn đàn của Lưu Ly sẽ có cái chương trình gọi là hỏi xoáy đáp xoay và đọc thư của khán giả. Chào Quang Trương. Chào chị Ngọc Hiếu nha. Chị Ngọc Hiếu ăn cơm nước gì chưa? Không sao anh. Em thua anh một con giáp chứ không phải một con giáo. Một con giáp. Thua hơn một con giáp đó.
Đúng thế Quang Trương. Nghe nói Quang Trương vừa mới na niếm ở diễn đàn khác về mà thấy bảo chửi bị chửi té đầu té đít ra. Ok. Và thường thường thì lên diễn đàn này thì đa số là các anh chị cũng nhiều tuổi rồi, có niu ni thì vẫn còn trẻ, bởi vì trẻ thế cho nên là không lấy vợ, chưa lấy vợ. Vâng, chào Nguyễn Minh. Lấy vợ sớm làm gì em, lấy vợ sớm khổ lắm. Tí nữa anh sẽ kể cho em nghe những cái câu chuyện, rồi có những cái bức thư của khán giả gửi đến. Và họ khuyên cho anh một câu là đừng nên lấy vợ. Thế cho nên em thấy anh với Duy Nguyễn có lấy vợ lấy con gì đâu, cứ độc thân một mình. Bác Hồ mình dạy rồi, không có gì quý hơn độc lập tự do. Chị Ngọc Hiếu. À vậy à. Nhưng mình thấy vừa ở trong nhà của Ngũ Long mà thấy đang bị chửi tới tấp vào mà. Không, đấy là con mắt của anh nhìn nó xấu trai thôi. Chứ còn em nói thật, anh cái tư tưởng anh dìm hàng như thế, anh không bao giờ đẹp trai, em biết. Em biết anh Nguyễn Hiền này chắc chắn là không đẹp trai rồi. Bởi vì thường những người đẹp trai không bao giờ đi chê người khác xấu. Đó. Ai biết được, ai biết được hả cô Thảo Nguyên. Nói chung là như thường đấy, là những người xấu trai luôn luôn ganh ghét người đẹp trai, cho nên là bảo người đẹp trai là xấu trai lắm nọ kia. Bởi vì các ông xấu trai cho nên các ông rất mất tự tin, cho nên là có được kiếm được cô nào là các ông phải phải cưới ngay. Chứ còn cuộc đời như New Lee này thì cứ từ từ. Không không không, cái tướng thực sự là như vậy mà. Anh thấy thường ấy, như này, người ta thường nói này, hồng nhan ấy, thì bạc mệnh. Anh cứ để ý xem, người con gái đẹp thường lấy chồng hơi xấu. Là vì sao? Bởi vì lúc đẹp ấy, lúc trẻ đấy là có nhiều người theo đuổi. Cho nên là đến khi mà lấy chồng ấy là bắt buộc rồi, lúc đấy là cuối rồi, cuối thì rồi. Thế là bắt đầu mới vội vàng đấy. Thì cái ông xấu đó ông hay hưởng lợi. Còn những người đẹp trai thì cũng giống như con gái mà. Bao giờ phải 40. Lúc đấy thôi lấy một bà về làm vợ cũng được. Còn bây giờ cứ phải để cho thời gian được tự do cái đã. Không, đàn ông đi tán gái hay là đi gọi là yêu đương mà dùng đô la thần trưởng là kém rồi. Đàn ông đi tán gái nó phải dựa vào bản lĩnh. Và hồng nhan bây giờ bạc triệu, xong bắt đầu một phát, bước một phát vào gọi là trại cải tạo nhân phẩm ngay. Đúng rồi, kiếm hàng đi, kiếm hàng đi mọi người. Kiếm hàng mọi người, xong là tí nữa mình sẽ mời Duy lên, bắt đầu anh em chúng ta. Đáng lẽ ra mình cũng định đẻ dâu. Đấy, như thằng Nương Nì này bây giờ nó đang suốt ngày no gọi là rửa bát mới lại lau nhà này, kêu như vạc, lấy vợ xong kêu như vạc, yêu thôi đừng cưới. Nương Nì hiểu không? Duy công nhận với anh điều đấy không? Chúng ta chỉ nên yêu đừng cưới, bởi vì người ta thường nói đám cưới là hoàng hôn của tình yêu. Đấy, khổ lắm. Không, nhưng mà đấy anh nói đấy là do tâm lý của con gái thích đàn ông phải hơi mũm mĩm một chút. Đấy, đàn ông phải hơi mũm mĩm một chút, hơi gọi là người nó phải có gọi là tí mỡ mỡ một tí. Các bạn thế thôi, bây giờ tôi hỏi thật nhá. Nếu như một bạn nào mà đã ấy thế là thường ăn thịt thì nó phải hơi mỡ mỡ nặng nặng một tí ăn nó mới ngon. Mỡ quá cũng không được. Đấy. Mà lạc quá ăn nó không ngon. Lạc quá ăn khô lắm.
cứ phải có lửa mỡ lửa lạc ăn mới ngon. Làm gì mà ngứa, mình sống như vậy con gái nó còn ngứa hơn, tội gì phải 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 no như vậy hả anh Minh Chiến? Dâu mọc tận gò má, như thế người ta gọi là chưa tiến hóa hết. Dâu như của Lưu Ly là vừa đủ này. Đấy, trông vừa đủ, cái gì cũng vừa đủ, đều đặn đẹp. Úi giời, làm nương cao phết. Quả điều hòa 12 củ mới hết có nửa tháng nương. Làm như thế được rồi, khỏi cần phải đi nước ngoài, nương đi em ạ. Cứ ở Việt Nam thế thôi. Cơm no bò cưỡi. Thế bây giờ anh hỏi mày, ngoài cái tự tin ra anh còn cái gì nữa đâu? Làm một con người đấy, anh nói cho em biết, làm thằng đàn ông không tự tin vào bản thân mình đã là thất bại rồi. Người ta chưa nấy. Thằng nào chửi vơ ghê thế. Đúng rồi, cứ ở Việt Nam bấu víu thôi, không cần phải đi đâu cả. đừng có linh tinh nha, bắt đầu là hơi hơi quá rồi đó. Chút nữa để kéo hàng vào đi, mọi người chia sẻ rồi kéo hàng vào đi, rồi có hàng Duy nó mới lên. Hôm trước thì mình nói thật, mình cũng ít trả lời tin nhắn, bởi vì nhiều lúc không phải là bạn bè, tin nhắn nó cứ nằm trong phần chờ đấy, là mình cũng ít trả lời. Thế hôm nay có đứa nó kiện cáo, nó mới bảo anh ơi sao dạo này anh kêu thế, anh chả chịu trả lời tin nhắn của bọn em. Thế thì mình mới bảo được rồi, thì anh thì cũng ít thời gian để mà đọc tin nhắn, bởi vì đi làm xong rồi về live stream nó không có nhiều thời gian. Nó bảo hay là lúc nào mà anh cứ đọc ở trên live stream cũng được, bọn em nghe. Ôi kệ, nó kêu suốt bao nhiêu ngày tháng nay có được cái gì đâu, ăn thì kêu biểu tình riết. Thế nó bảo là dạo này diễn đàn của anh có anh Duy vào nữa, hai anh coi như là nói chuyện hay quá, mà anh Duy thì sao mà giỏi thế. Nhưng mà em vẫn thích anh Niu Ni, vì anh Niu Ni đẹp trai hơn anh Duy. Đấy, thế mới khổ. Đấy, nó bảo anh Duy, nó phải công nhận anh Duy giỏi. Cái gì anh Duy cũng biết, lại giàu, đẹp, giỏi. Nhưng mà em lại cứ thích mỗi anh Niu Ni thôi. Bị cua suốt mà. Con gái nó cua suốt, nó có dám đi ra đường đâu. Ừ? Thì đứa em nó ở trên Hà Giang. Nó ở Hà Giang, nó nhắn tin đến. Con gái Duy ạ, con gái. Tất nhiên là khi mà anh đọc thư ấy, thì anh chỉ đọc cái nội dung thôi, chứ còn không thể đọc cái tên được. Đấy, khi mà mình đọc cái tên ra thì nó làm cho người ta ngại ngùng. Đó, anh có thể đọc cái thư của em, nhưng mà anh đừng đọc tên của em ra. Đàn ông nó không nằm ở cái body, phụ nữ mới quan trọng body. Nguyễn Hiền hiểu chưa? Nguyễn Hiền là người không có biết thưởng thức cái cuộc sống. Anh đâu có sai hẹn, sai có mấy phút. Thì khổ em, cứ đi làm xong rồi tối về live stream mới mặc áo, ngủ được cái rồi. Mày dại lắm Duy ạ. Anh nói thật, mày vào cua gái bingo là đã là một thất bại rồi. Anh riêng gái bingo anh không bỏ cua.
con gái nó cua suốt, nhưng cái vấn đề là mình phải vững vàng, ý chí lập trường, quan điểm nó rõ ràng. Tình hình là rất tình hình. Chào thằng bạn nhé. Đó thì nó bảo như vậy đấy, rồi nó bảo em có một số câu hỏi gửi đến anh Duy mà Duy nó chưa lên, lúc nào Duy lên thì mình sẽ hỏi. Bọn này nó hỏi bây giờ nó hỏi xoáy lắm. Nó bây giờ nó hỏi xoáy lắm, ghê lắm. Duy Nguyễn đang mải tán gái ở Bingo. Mình vẫn khỏe cả. Đó, Khánh Hoài, anh nói thật, chỉ một mình em là người nói thành thật nhất ở trong cái room này. Giờ đây em là người tỏa sáng nhất trong room, dám nói một câu. Chúng ta quan trọng nhất là khi lên diễn đàn này, chúng ta tìm cái gọi là sự thật đó. Và Khánh Hoài là người mạnh dạn nói lên câu thật, thật đến lạ lùng luôn đó. Ôi má ơi, cái thằng mệt lắm này, địt mẹ đất nước Việt Nam đã không có tiền rồi thì tham nhũng bằng cái gì hả mày? Mày bảo là đất nước mà ok đúng rồi, mày bảo đất nước Việt Nam không có tiền thì lấy gì mà để mà tham nhũng? Nói chuyện ngu như mày. Nó thường ấy, nó phải có tiền thì người ta mới ăn cắp được, đúng không? Mày nói đất nước không có tiền thì lấy gì ăn cắp? Anh ơi, em nghe bên kia gọi 13 tháng 10 biểu tình cái vụ nhà hát, sao nó cứ xía vô chuyện của mình nhỉ? Thì em phải hỏi nó, bảo sao mày cứ xía vô chuyện của đất nước tao thế? Mà em cứ thử suy nghĩ đi, nó sống ở cái đất nước tư bản đó, ngoài cái việc rũ leo 8 tiếng một ngày ra thì nó còn cái việc gì để làm nữa không? Nó ăn rồi bắt đầu nó đi rũ leo, xong nó ngồi nó nghĩ chuyện chính trị. Đó là chuyện bình thường. New Ni giải thích cái chương trình trên đài VTV3 thương vụ bạc tỷ cái xác tanh đấy đúng không? Xác tanh thì bình thường thôi, có gì đâu mà phải giải thích. Bạn có ý tưởng, bạn có một cái ý tưởng nào đó, hoặc có một cái kế hoạch kinh doanh nào đó mà bạn không đủ vốn thì bạn lên đó bạn kêu gọi, người ta sẽ góp vốn với bạn để người ta phát triển cái kế hoạch của bạn ra. Lãi thì chia, nỗ thì bạn phải trả tiền. Nó thực ra là một cái cách đi kêu gọi đầu tư thôi mà. Mệt lắm ơi. Cái gì mà tại Cộng sản mà ra? À, tại Cộng sản mà nghèo à? Đáng lẽ ra chúng mày phải tại chúng mày thì mới sinh ra Cộng sản. Nó không có cái bọn ba que chúng mày thì lấy đâu ra Cộng sản? Không có cái bọn đế quốc thực dân làm gì có Cộng sản? Thế đến khi bây giờ có Cộng sản rồi thì chúng mày lại bảo là tại Cộng sản. Tao hỏi mày, không có thực dân Pháp đến xâm lược đất nước tao, không có đế quốc Mỹ vào xâm lược, không có cái bọn tay sai chúng mày thì làm gì có cái gọi là Cộng sản? Cho nên Cộng sản cũng do chúng mày sinh ra, đúng không? Bác Hồ mà mình không làm cháu ngoan thì chả nhẽ làm cháu mất dạy hay sao em? Cho nên cái chuyện đó nó bình thường thôi. Chân Dung Nguyễn, mình là cháu ngoan Bác Hồ, mình tự hào mình có Bác Hồ để làm cháu ngoan. Còn bọn nó làm gì có cái gì để làm cháu ngoan? Không lẽ lại bảo làm cháu ngoan cụ Diệm? Mà cụ Diệm thì ngỏm củ tỏi cách đây bao nhiêu năm rồi? 55 năm rồi. Không lẽ chúng ta lại là, không lẽ chúng nó tự hào vì chúng nó là cháu ngoan cụ Diệm hay là cháu ngoan của Lịch Sơn? Chúng nó chả có cái niềm tự hào thì chúng nó mới ghen tị với cái niềm tự hào của chúng ta. Còn người Việt Nam chúng ta rất tự hào khi được người khác gọi là cháu ngoan Bác Hồ. Cháu ngoan Bác Hồ có gì đâu mà xấu, đúng không? Có gì để mà chửi? Chào Hạc Lão. Ok Nguyễn Thanh Hải.
Thì Nguyễn đang ở đây thôi. Không có gì Ngô Việt à, em là người hay vào trong này của anh mà kêu anh át hoài. Anh thấy hôm nay xuất hiện ở trên cái tường của anh thì anh át vào thôi, có gì đâu. Bác là bác ra đi nó khác ở thằng Dũng Anh, mày hiểu chưa? Chứ còn kia đấy là bị bắn ở trong nhà. Sao thời gian chúng ta không đi làm cái việc gì mà cứ đi rình gái thay đồ thế hả Duy ơi? Anh nói thật, anh càng ngày càng phát hiện ra em rồi đó. Giỏi thì giỏi rồi, giàu cũng giàu rồi, nhưng mà dâm vừa thôi. Không, bây giờ thì nói chung là đấy là theo tiếng tiếng gọi của chúng nó. Đấy, cứ bảo làm sao Khánh Nguyễn, cứ bảo làm sao Duy nó block. Không, nhưng mà anh nói thật nhá Duy ạ. Cái chuyện lịch sử đấy thì anh công nhận là có những cái vấn đề trong lịch sử thì anh không không kém em là bao nhiêu đâu, anh cứ khẳng định đấy. Thế nhưng mà riêng cái chuyện thâm cung bí sử là ông này bà kia đấy thì đúng là anh chắp tay em, anh chịu thua em luôn đấy. Hồi xưa tao lại nghe nói bác bị thằng Mỹ ám sát, lớn lên mới biết là khác. Bác Lào đó, bác Lào bị Mỹ ám sát. Mày nghe chuyện gì? Mày nên nhớ một điều là chỉ trên đất nước Việt Nam là con người Việt Nam chỉ có một người tên là bác Hồ thôi, chứ còn không có bất cứ một ai có được gọi tên là cái kiểu bác chả nhẽ bác Diệm chúng mày á. Tào lao chi khươn. Tao thì tao không có biết là đối với chúng mày Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu là ai và quan trọng thế nào. Tao chỉ biết là hai tên đó là bị bắn ở trong cái xe gọi là xe dạng như xe bọc thép đó, bắn nằm chỏng chơ đấy. Mấy ngày hôm sau bắt đầu mới mang về chôn. Thực ra các bạn phải hiểu, có đôi khi chúng ta gọi là bác đấy là bởi vì chúng ta tôn sùng họ. Chứ các bạn phải hiểu rõ ràng tại sao gọi bác Hồ. Đó, tại sao gọi bác Hồ. Và cái từ bác này nó xuất hiện ở đâu? Vì bác Hồ là người Nghệ An. Và người Nghệ An khi mà xưng là anh đấy, bác Hồ ngày xưa chỉ anh mới chú thôi, anh mới em thôi, chứ không có chuyện là bác cháu hay là con cháu đâu. Mà người Nghệ An đấy là cái từ bác nó giống như anh. Ok. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Đúng thế, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy xem họ làm đó. Họ giữ đất nước đó, họ xây dựng đất nước đó. Nói như chị Thu Nhi này, người sao không lên được Duy ơi. Chị Thu Nhi là người Nghệ An này, chị biết này. Từ bác, gọi bác và chú, tức là anh và em. Đó. Còn đối với lại bác Giáp. Bác. Nhưng mà có điều là bác Giáp ở quê ở nơi khác. Alo. Nghe tính ngủ mà nghe bác bác bực mình quá. Giờ bác Diệm, bác Thiệu gì mà đệ tử bác Hồ. Mệt quá. Tối ngày cứ Diệm Diệm gì, đệ tử bác Hồ hết. Đúng không? Đúng rồi. Ngày xưa đó là thời mà bác Hồ đó mà bắt được bác Diệm đó, đúng không? Thì là bà kêu bác Diệm là phải làm ô xin cho bác Hồ. Đó, bác Diệm không chịu. Đó, bác Diệm mới vô miền Nam. Vậy thôi. Thì giữa bác Hồ với bác Diệm là chỉ bác Hồ lớn tuổi hơn, bác Diệm nhỏ tuổi hơn. Thì là em Út. Bây giờ trong cái quan hệ đó làm chủ tớ mà không chịu làm chủ tớ thì đối đầu. Sao sánh nghe hàng với bác Hồ được? Bác Hồ là số 1 ở đâu đi, đúng rồi đó. Cái tên anh của Hồ là cụ là danh từ riêng luôn rồi. Không ai được đặt nơi giống vậy đâu. Chẳng qua là khi mà mình cũng tôn trọng những cái người mà có công nữa thì mình cũng gọi thêm vào để cho thêm gọi là tôn trọng thôi, đúng không? Để em chửi thằng này cái. Để cài view cho nhỏ này mà tắt âm thanh bên này nó ồn quá. Tắt âm thanh đó. Trời đất ơi, nói chung là ngày xưa mà nói cộng sản nhồi sọ đúng không?
rồi sau này mà tỉnh ngộ rồi mà đập phản động nhồi sọ đúng không, rồi cái mày nghĩ là cộng sản sai phản động đúng không, thằng nào cũng vậy thôi mày ơi, đúng không? Mày thấy cái gì đó lạ đó thì á, mày thấy mày tưởng là đúng, nhưng mà tao nói mày nghe, thằng nào cũng như vậy, không phải riêng gì thằng này, bảo đảm ông Luli cũng vậy thôi. Ông mới nghe hồi nhỏ ông nghe khác, xong rồi tới hồi ông thủ dâm internet đó ông sẽ nghe khác, rồi bây giờ ông thức tỉnh rồi, ông đối chiếu nhiều chiều rồi thì ông mới được có ngày suy nghĩ hôm nay. Thì nói chung cái trình của Duy Nguyễn ngồi đây với ông Luli ngồi đây á là hơn cái trình của mày. Trình của mày mới giai đoạn số 2 thôi, tao với ông Luli là giai đoạn số 3, số 4 rồi. Nghe nên không cần phải nói mấy câu đó, mấy câu đó mày nói tao chừng 10 năm về trước á, dám chừng tao là đồng minh rồi đó. Ôi giời, nhưng mà anh chưa một lần gọi là có ý định phản quốc nha. Thế không phải là phản quốc anh, đúng không? Tức là ý em nói là sẽ có một giai đoạn nào đó anh phải nghe được những thông tin như vậy. Đó, anh nghe nhiều rồi, nghe từ những năm 2003, 2004. Thằng này thì nó nghe giống anh hồi đó nè. Đúng không? Hồi lúc còn nhỏ đó thì anh học lịch sử Đảng, anh học này đọc kia, anh không biết cái đó. Thôi lớn lớn một xíu anh nghe những thông tin giống như thằng đó nghe bây giờ vậy đó. Rồi sau này á anh sẽ phân tích, anh chọn lọc, anh biết thông tin nó sai lừa lệch gì đó, giờ anh mới được có được cái lý luận này. Thì em cũng giống như vậy, mà nó đang ở giai đoạn số 2. Thực sự mà nói ngày xưa đấy, khi mà hồi còn nhỏ ấy, anh lúc nào anh cũng nghĩ là ở Việt Nam mà có người Việt kiều bên nước ngoài là họ yêu nước lắm. Đúng rồi. Ở đấy thế xong bắt đầu đến khi mà mình sang Hàn Quốc chẳng hạn, bắt đầu mình mới lên mạng Fan Talk rồi là lên các cái mạng ở bên nước ngoài đó, mình mới thấy bên đấy nó chửi Việt Nam như chó. Đúng rồi. Xong bắt đầu nên khi đấy mình mới đi tìm tài liệu đó. Thằng trẻ gì đó, gán đi, gán chừng vài năm nữa là mày biết thêm à. khi nào mà chúng nó nhận thấy được ấy. Đúng rồi. Nói gì nói chứ bây giờ là anh Ngô Việt Hà anh nói vấn đề thẩm mỹ là em không đồng ý nha. Mà vấn đề thẩm mỹ đương nhiên là cái nào nó cũng nói đó, thẩm mỹ không liên quan tới chính trị nha đại ca. Không, đại ca và thẩm mỹ. Cái này thì anh lại có một cái câu mà hôm nay có một cái câu hỏi của bạn khán giả ở Hà Giang đó, bạn ấy hỏi anh nhưng mà anh thấy khó trả lời quá nên hỏi Duy. Vì anh có cái đường suy nghĩ khác. Nó bảo là bây giờ như này, ở trong nhà thì nó thì yêu nước nhưng vợ nó thì lại có tư tưởng là thích Việt Nam Cộng hòa. Tức là nó thì yêu nước mà vợ nó thì phản quốc, thì bây giờ nó phải làm sao? Dễ ẹt thôi. Tối mân mê vòng ngoài, hỏi cái quan điểm bà sao? Đúng không? Quan điểm bà vẫn Việt Nam Cộng hòa, nằm ngủ. Ba bữa nó sợ thôi. Không, anh thì trả lời nó khác. Anh bảo thôi, nếu mà đã như thế thì cũng đừng có buồn. Ăn cơm chung, kiếm tiền chung, ngủ chung. Còn đừng bao giờ nói chuyện chính trị. Chỉ nói chuyện chính trị lúc mà chuẩn bị ngủ. Mà vợ vậy cũng nhiều mà, em thấy trong gia đình của người này người kia suy nghĩ tùm lum hết à. Đó, chỉ nói chuyện chính trị lúc khi ngủ. Đấy, còn có thằng nhắn tin cho anh hỏi mà, bây giờ là nó đang có người yêu. Đấy mà nó thì không quan điểm chính trị gì cả. Nhưng mà đặc tính là bố của con người yêu thì lại là dân Việt Nam Cộng hòa. Ông ghét cộng sản. Cho nên là cấm đoán nó. Bây giờ nó phải làm sao? Thì anh tư vấn bảo thôi thì cứ chấp nhận là thôi làm phản quốc một thời gian, còn đến ngày mà tổ chức lễ cưới đấy, mày cứ coi như là đến chuẩn bị giờ đón dâu, uống mẹ rượu say vào điện thoại cho bố vợ, bảo ông bây giờ ông có thời gian thì ông chở nó đến gì, bây giờ tôi mệt lắm đấy. Được, đúng. Chị ngày xưa hoàng đế còn chết đây, nói chi giờ mấy ông già quan điểm cái kiểu khác, đúng không? Hoàng đế cũng bị vẫn gài như thường. Là đâu không phải nói chuyện lúc đấy nó căng thẳng, nó xảy ra mâu thuẫn thì lúc đấy cuộc chiến nó mới ác liệt, hiểu chưa? Như anh mới đang lại sớm hay sao á, người ta chưa đi làm về gì anh ơi. Mấy thằng bên kia nó chưa ngủ dậy nữa. Bên kia thì bây giờ mới có 6 giờ sáng, bọn đấy còn vẫn còn ăn. Bao giờ phải gần 7 giờ sáng bọn đấy mới dậy. Sáng nay lại sớm vậy? Ôi, mấy hôm nay thức khuya quá. Hôm nào xong cũng 11, 12 giờ mà thường nay xong ấy cũng có ngủ được ngay đâu. Qua bên Bình Dương còn phê dữ nữa kìa. Anh làm đỡ á. Anh hôm qua anh cũng thế. Em đi sang nhà chị Ngọc Hiếu thì anh cũng mò sang đó. Tí nữa thấy em bị văng luôn mà. Qua bên chị Ngọc Hiếu bị văng luôn. Qua bên Bình Dương bị văng luôn. Xong sang nhà ông Bình Dương thấy vẫn lại ở bên nhà ông Bình Dương lại ngồi tí. Thế đến tận hơn 1 giờ mới đi ngủ.
đâu có gì niu ni lù bù, lấy sung ra là sự sống à? Lấy súng ra. Lấy súng là xử là xong. Ấy, các ông tưởng các ông... em chị nè nó yêu cộng sản, cậu chồng nó à, cậu chồng nó cuối cùng anh sang tay xỏ lá vô nữa kìa. Riêng cái từ chào lưu ly, cái chữ lưu ly này chỉ có anh sang tay viết thì anh đọc phát ra ngay ông đã đổi nó thì xỏ lá đó. Ừ, rất đó là xỏ lá vô kìa. anh sơn tây ấy đi, anh sơn tây tung chiêu đi hả? Không anh sơn tây kéo hàng mà, anh sơn tây cứ phải kéo hàng mà. Không, giờ này chắc anh sơn tây chưa dậy đâu, vẫn còn đang nằm ở giường. Sơn tây cây anh di à vào nó có lạ, có phải ớt một cây bình thường mà. Phải chi cả nước Việt Nam đều được như hai anh vậy giàu rồi mày ơi. Trời, chỉ có em giàu, một lửa nước giàu thôi, anh vẫn nghèo. Nghèo khỉ móc, anh so với mấy bình thường khắp 3, khắp 4 lần của đó. Thì có phải là tính trong cái diện, ví dụ như bỏ em ra mà tất cả chỉ bằng anh thôi, thì có phải là Việt Nam mình giàu gấp 3, gấp 4 lần không? Thậm chí gấp 5, gấp 6 luôn nữa chứ. Anh nghèo so với tụi Hàn Quốc thôi, chứ so với Việt Nam và đại gia. Mua bộ ba thằng Thánh không trả giá là anh thích rồi đó. Bao nhiêu chuyển tiền là ok. Nói chung là nó phải cỡ đó. Bây giờ mặc cả để làm gì? Anh ở bên này, anh đi siêu thị nó cũng quen rồi mà. Thế hôm nay đã hỏi đệ tử chưa? Bảo đệ tử đi hỏi chưa? Em kêu ra, em kêu ra ngoài bưu điện hỏi rồi, mà chưa thấy nó trả lời. Mình chút mà xuống gặp nó hỏi. Bảo nó hỏi đi. Nói chung là anh thì bạn bè các anh chị em ở trên này cũng biết cả anh và biết cả em, đa số là anh, những người mà biết anh là đều từ nhà em ra, cho nên là nhưng có đôi khi em thì bận không, có gì họ inbox cho anh thì anh bảo thôi. Ông Duy Nguyễn sao nhớ ngày nào Sơn Tây ca ngợi Duy ghê lắm mà sao giờ dở xỏ lá dở quẻ ghê vậy, xong có khúc rồi có lúc. Không có người bạn nào là vĩnh viễn mà cũng không có đối thủ nào là mãi mãi đúng không? Sao anh Duy sao xem thường anh Sơn Tây vậy? Nói chung là Duy không có xem thường anh Sơn Tây. Duy chỉ cảm thấy là thứ nhất á, lớn tuổi cậy mẹ ông chứ, đúng không? Ông đang nói về những chuyện kinh tế, đất nước, nói về chính trị, chính em này nọ, nhưng mà kiến thức căn bản ông sai. Ông sai mà ông cù nhây ông nói hoài thì mình đánh giá ông là ngu thôi, chứ coi thường gì ba. Đúng không? Bây giờ ví dụ như bạn muốn nói gì nói, bạn phải chấp nhận là 1 cộng 1 bằng 2. Rồi bạn phải nói trên sự kiện đó đó. Chứ bạn giờ bạn nói là 1 cộng 1 bằng 1 chục, bạn bắt người ta nghe theo cái hướng đó, bạn chứng minh ABC không có rảnh. Đúng không? Tại vì 1 cộng 1 là 2, cái đó là kiến thức căn bản. Đúng rồi. Nước sôi 100 độ C, đó là kiến thức căn bản. Đúng không? Việt Nam thắng Mỹ, đó là chân lý. Không còn cãi gì nữa. Ông đó là ông phải là ông khôn á, tụi nó Mỹ thua Việt Nam đúng. Đó, nhưng mà cái cuộc chiến này cũng để lại cho Việt Nam chúng ta là quá nhiều đau thương mất mát. Đó, nói như vậy mới có trình độ. Hiểu chưa? Thì anh đã bảo rồi, có đợt trước anh Sơn Tây hỏi thì Việt Nam thắng hay Mỹ thắng. Rồi, bảo ok, chấp nhận luận điểm của Nguyễn Khánh luôn. Rồi, không có nói chữ ngu, stupid. Rồi, ok, khó quá. Mời Duy Nguyễn đi ăn thịt cầy được luôn á. Đang đầu tháng mà. 3, cái đó nó khác. 1 + 1 = 3, đó là cái cách mình chơi chữ để mình ví von, đúng không? Giống như chó đực chịch cho cái đang cho con là 1 + 1 = 3. Còn bây giờ tự nhiên ta đang nói về toán học mà không nổi. Ai đang soi? Đó, nên nói chung là Duy cũng hy vọng là anh Luli á, có lộn anh Sơn Tây á, ảnh có được kiến thức nền tảng. Rồi từ đó anh muốn nói gì nói, đó là quan điểm của anh, lúc đó là Duy tôn trọng. Ừ. Không, nhưng mà đó, thực ra mà nói đấy, nếu mà nói về Tây ấy, rất là nhiều lần rồi, đối với anh Sơn Tây đó là quan điểm, nhưng mà đối với em đó không là quan điểm, đó là kiến thức nền tảng, cái kiến thức gọi là background đó anh, đó là kiến thức nền tảng. Còn đối với anh đó là quan điểm, thì cái này thì em không có, em đâu có đồng tình được với anh. Thì em thấy anh vậy là em nói em anh ngu, nó không phục không phục kệ mẹ anh, quan điểm của em là vậy, anh ngu. Tại vì biết là sao không, ở trong trường của em á, em học đại học mà mấy bạn em mà nó suy nghĩ kiểu này á là kể như học dịch mà ăn thôi, đúng không? Đúng rồi. Nói chung là như thế này,
là cái kiến thức đấy là mình suy luận đúng, mình chưa nói đến chuyện làm chính trị, nhưng mà mình sẽ có những cái đánh giá nó chính xác về một cái sự vật sự việc, không bị lầm. Chứ còn nếu mà bình thường nhưng mà cứ suy nghĩ như kiểu bọn anh Sơn Tây đấy thì cuộc đời này đúng chỉ lo kiếm tiền và nấu cơm ăn thôi, chứ còn không có sự hưởng thụ cuộc sống được. Chào chú Hoàng. Cũng bình thường thôi Tấn Dũng, anh Tuấn Tấn Dũng Trần, bọn em thì chỉ Tim Ba Quy và Thống và Nguyễn Thống đang tranh giành nhau à, thì tranh giành không tranh giành với mày thôi, liên quan tới mày đâu có thành nhiều chuyện bái. Đúng không? Nhẹ nhẹ cũng được mà Duy Nguyễn. Không phải, tại bữa hổm là nói chữ ngu, khẳng định chữ ngu rồi. Đã nói ra rồi thì nếu thì mà ngày trước xây thêm không thể nào gỡ bỏ được không? Thì em sẽ dùng chữ ngây thơ. Nhưng mà mình lỡ nó là chữ ngu rồi, giờ phóng lao theo lao thôi chứ giờ sao giờ. Có nghĩa là riêng với Duy Nguyễn chỉ cơi lới chứ không bao giờ dỡ bỏ. Bộ leo này mấy tỷ rồi, không thể nào tháo bỏ được đúng không? Cái này không, nhưng mà từ lúc em nói như thế anh Sơn Tây ít comment đi hẳn nha. Ngày xưa anh Sơn Tây còn tích cực comment, bây giờ là ít á. Tại vì anh nói anh sợ anh chụp mà, nhưng mà anh nói đi. Anh mở ngoặc đóng ngoặc nên là này theo suy nghĩ của anh là em hiểu là câu đó anh chưa chắc. Đúng không? Anh chưa chắc thì có quyền nói sai. Còn khi mà đã khẳng định mà anh sai thì mới trở nên ngu. Đó, chứ cuộc đời mà đúng không? Chắc gì tôi đây em. Đó. Thế là mình chưa chắc mình yêu người ta thì mình nó có thể sai, có trúng gió nhất thời thôi. Còn mà khi mà khẳng định là tôi yêu em, mặt nhỏ đó nó xấu quá, thì thằng nó có câu theo em ngu. Hiểu không sao? Hiểu mà sao đây? Cái gì đấy? Ơ đi bà tay độc tài độc đoán của cộng sản. Qua tới Mỹ luôn à, chết mẹ Việt kiều Mỹ rồi. Là sao? Anh không hiểu câu này. Ý của ảnh nói là em độc tài, ông mà thôi kệ mẹ, ảnh nhầm nhò gì. Ý nói là em độc tài, độc đoán là bàn tay của cộng sản đó. Đúng, tức là cộng sản sáng tạo độc tài. Nói chuyện ngu chết mẹ. Độc tài ở đâu ra? Đúng không? Ở đó mà tự nhiên cái gì cộng sản có nhiều công được vậy đâu. Cộng sản là quýnh Mỹ chết mẹ kìa, ở đó mà sáng tạo độc tài. Hiểu không? Chỉ ra thôi là vua chúa ngày xưa là độc tài hơn rồi. Ok chưa? Chế độ chiếm hữu nô lệ độc tài hơn rồi kìa. Vâng, chào chú Hoàng Trách Kỳ. Tụ trưởng là độc tài hơn rồi kìa. Khổ, chú Hoàng Trách Kỳ đang kiện kìa. Cộng sản hết, khổ quá. À, giờ bây giờ mình chơi với nhau, mình bỏ cộng sản qua một bên đi. Đúng không? Đúng thế, bỏ đi làm gì? Bây giờ nói chung là nó ai còn nói cộng sản đâu coi đâu mà nói trời. Nói nó đâu có nghe đâu. Bây giờ còn ai nói chuyện cộng sản với lại tư bản nữa, chẳng qua nói về tình hình đất nước đấy, thấy cuộc sống đất nước bây giờ nó còn được hay không. Chứ còn bây giờ mà so sánh một cộng sản ở Việt Nam chả còn cộng sản, tất cả là tư bản hết rồi. Con người người ta cũng thoải mái. Chứ cộng sản chuyên chính ngày xưa đấy, người ta khác lắm. Độc tài ông Trọng nên làm vua. Ông Trọng làm vua cái gì mày khùng quá mày ơi. Bây giờ chế độ bây giờ là cách mạng rồi, cộng hòa xã hội rồi, vua chúa gì mày ngu vừa thôi. Mày không có hiểu quyền lực của Việt Nam mẹ với chân ẵn hoài. Tao nói với mày rồi, quyền lực Việt Nam nằm ở trong tay quốc hội, nằm ở trong tay bộ chính trị. Mày cũng nếu mày nói câu này là tôi ok này, quyền lực của Việt Nam nằm trong tay Đảng Cộng sản, ok mày nói với tao chịu. Còn ông Trọng hay ông không Trọng gì chứ là một đồng chí đã lãnh đạo đứng làm đại diện thôi. Bây giờ đồng chí Trọng mà alo mà nói đi bên trái, 16 ông kia nói đi bên phải thì đồng chí Trọng cũng phải theo bên phải thôi. Mà thực tế mà nói thì ở Việt Nam ấy cái mô hình nắm quyền thì nó khác ở Mỹ, thế nhưng mà về cách thức thì nó cũng giống ở Mỹ thôi. Cũng là tập thể. Anh Sơn Tây anh cứ lái hoài à, em không cần ai phải suy nghĩ như em, đúng không? Nhưng mà phải hiểu những cái căn bản về kiến thức. Kiến thức nó có kiến thức căn bản, tao kêu là kiến thức nền tảng. Giống như em là giống như anh nói vậy đó, trứng cặp tinh trùng mới ra anh. Cái đó là cái kiến thức căn bản phải chấp nhận. Chứ không thể nào anh nói anh ở trong núi lẻ anh nở ra nhưng tề thiên được. Đúng không? Anh không thể nào nói là cái gì mẹ của anh đi ra đồng đạp trúng lỗ chân trâu về có bầu. Cái đó là chuyện truyền thuyết thôi.
anh phải chấp nhận cho em đi, tinh trùng của ba anh gặp trứng của mẹ anh mới đẻ ra anh, cái đó là kiến thức căn bản anh không được cãi. Cái đó không là quan điểm anh. Nói mãi mà anh không hiểu hả? Đúng không? Khi nào mà anh nói về kiến thức căn bản mà nó sai mà tính chất khẳng định thì em mới nói anh ngu. Còn những cái gì quan điểm ok, nước Mỹ của anh lớn, nước Mỹ của anh mạnh, em đồng tình mà. Em đâu có phản đối đâu mà sao anh ngu lâu dốt bền vậy? Tối ngày nhai đi nhai lại cái luận điểm đã cũ à. Anh Sơn Tây buồn đó. Vì nói thì anh Sơn Tây buồn. Không có buồn đâu, anh Sơn Tây người Mỹ mà không có buồn đâu. Bác Trọng làm chủ tịch nước cũng tốt phải không em? Em nói rất tốt. Em đã chứng minh rất nhiều lần là Bác Trọng nếu được làm chủ tịch nước rất tốt. Thứ nhất cái bộ máy nó nhẹ lại. Đúng không? Cơ quan nhà nước nó nhẹ lại. Và bây giờ á, là cái tính đảng với tính nhà nước á, nó gần gần như là nó gộp lại nó với nhau. Thiện. Theo như em thấy á, nó cụ thể hơn như mặt hiến pháp. Hiến pháp nó quy định là đảng lãnh đạo nhà nước, đúng không? Thì bây giờ là một mà là tổng bí thư làm luôn cái chức chủ tịch nước á, thì nó gọn lại. Và khi đó đó Việt Nam mình ngoại giao với nước ngoài nó chính danh hơn. Nó chính danh hơn ngày ngoại giao á, là chủ tịch mới đi ngoại giao, đúng không? Đúng rồi. Đó. Thì bây giờ ông Trọng á, ông đi ngoại giao như vậy á, Việt Nam sẽ xử lý được nhiều tình huống hơn. Và nó nhưng mà thực tế ở trên thế giới này cũng chỉ có mỗi một là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên là mang tính chất là một Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản đến ngồi tại phòng bầu dục. Rõ ràng, đúng. Kể cả Tập Cận Bình sang còn chưa được vào Nhà Trắng cơ mà. Ừ. Đấy, chỉ có gọi là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên là được vào gọi là Tổng Bí thư đầu tiên đến thăm Nhà Trắng và ngồi phòng bầu dục bàn chuyện Tổng thống Mỹ. Đấy là cái bước tiến lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn nếu mà nói một câu cho nó vui, các bạn dễ hiểu á, khi nào mà ông tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà ngồi luôn cái ghế của ông Phúc á thì mới bằng Trump. Đúng thế, ông Chu Mông Nghi nắm hết cơ mà, hiểu không? Phải ngồi luôn ghế của ông Phúc này thì mới bằng ông Trump nha. Thế mà chẳng thấy ai kêu nước Mỹ độc tài gì cả. Bây giờ bạn nhìn bên nước Mỹ coi, nước Mỹ cái nếu mà nói về cá nhân quyền lực nhất á thì có phải làm tổng thống không? Đó, rồi tới nhánh tòa án là một đống ông. Đó, rồi tới nhánh quốc hội cũng là một nồi ông luôn. Riêng cái nhánh của tổng thống á, ông tổng thống là người quyền lực nhất. Vậy tại sao không nói Mỹ độc tài? Đúng không? Khánh Nguyễn không biết phòng bầu dục ở bên Mỹ là gì à? Là cái phòng không phải hình vuông á mày. Nó là hình bầu dục đó. Anh Sơn Tây đừng có buồn gì, nó hay giỡn vậy thôi chứ nó nói thật à. À, thôi Duy ăn nói thô tục mất dạy, chắc đây là tư tưởng à, mà thôi đi nghe nhạc giao hưởng đây thì đi anh, đúng không? Anh tự vào thì anh cũng tự đi thôi chứ đâu có ai mời anh vào đâu, thì không lẽ giờ đuổi anh đi đúng không? Là lại mày lên mấy hôm nữa thì diễn đàn của tao cũng lại sạch như diễn đàn của mày đó. Bây giờ hả, chạy không khỏi em đâu, bây giờ qua diễn đàn ông Dương, ông Bình Dương em cũng lên nữa. Còn diệt bằng hết, diệt bằng sạch, không còn chạy diễn đàn nào đúng không? Ui, ông Sơn Tây ông lái cái gì, tuổi ông hết lái rồi, cỡ nhỏ gái 18 đang quay dài vòng là ông say sóng luôn chứ lái gì, ý nó dù thủ thêm chứ gì. Yên tâm đi, có gì ngồi đây là ông Sơn Tây phải cục cái đuôi vô thôi à. Không có giỏng được đâu. Tập không phải là đối thủ của Mỹ, chỉ có Tổng Bí thư Việt Nam thôi. Duy nói... Nguyễn tối nay ba dám đòi nhà anh bằng Nguyễn Đam ba sọc không? Tối nay có hẹn rồi ông ơi. Mẹ đam hoài, ngày nào cũng đam hết, mốt tôi vô sinh sao? Thứ sáu máu thứ bảy đúng không? Coi nè, đó, mình là mình chơi là mình phải mình đầu tiên mua được cái camera nó quay sao ta? Ấn vào màn hình. À đây đó, thấy không, mình là phải cài Bigo kinh nghiệm cho gái rồi này không? Trời ơi, chuyện like với bạn là like thôi chứ còn phải mình phải làm nhiệm vụ quốc tế cao cả nữa. Bởi vậy người như tôi như hưởng thụ nhiều cái đó bạn ơi. Chứ không phải ăn rồi chính trị chính em đâu. Mẹ mấy thằng cha yếu sinh lý tối ngày chính trị chính em hoài, mình làm việc dạ, 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 dạ. Vừa phải thế nha. Nhưng mà rõ sao con gái được con gái, mà con gái là dân tộc nó lại thật đi. Nó bảo là anh Duy thì giỏi, giàu, nhưng mà em lại thích anh Niu Ni. Thế mẹ. Má cái này tự quăng bom hả cha? Ủa thiệt mà.
Con cái ở dân tộc họ thật cơ, nó nhắn tin cho mà mình không đọc. Nó thiệt chứ anh Luli á, không phải gì, không phải ghét, ủa anh Sơn Tây không phải ghét bỏ gì ổng, ổng lớn tuổi rồi, không phải nói chuyện cho nó cứng vô. Nó chứ không một chừng 3 4 năm nữa chống gậy lái xe còn nổi nữa mà nói chuyện như vậy nữa thì sao đây? Không biết anh Sơn Tây có con cháu không? Bị ế mà chưa biết thân thỏ nào mà la liếm từng diễn đàn như tối qua. Anh nói chuyện ngu quá anh Sơn Tây ơi, bây giờ là tao nói là gì? Khôn ngoan đối đáp người ngoài mà gà cùng mật mẹ chớ hoài đá nhau, bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng mà chung một vàng đúng không? Thí dụ như bên diễn đàn này nó câu thách rất là thiệt tình luôn. Ở trên đây nhiều khi hội này hội kia, nhóm này nhóm nọ, thì cuộc đời em là không có hội nhóm, em không có gọi là gia nhập tổ chức này tổ chức kia, nhưng mà em nhìn thấy có những người bạn của em á, nó lên làm diễn đàn ví dụ như bị ăn hiếp này nọ kia đó, thì em qua em cúng vậy thôi. Anh em đối với em, anh em một ngày là anh em một đời vậy thôi. Diễn đàn nào em cũng phải tham gia. Giờ thì ví dụ như em không like nữa, em like một lần nó rất là mất thời gian của em. Bây giờ em cứ diễn đàn của anh Luli nửa tiếng đúng không? Em ví dụ như em thấy anh Sáu ngon đi, mà ông Luli ông là khách mời, ông không nắng, ông đánh được với anh nó, thì em bay vô em đập anh vậy thôi à, đập cho anh rụng càng em đi ra thôi chứ chảm gì để ế cho anh rồi mà thấy gì đúng không? Em mà cài hai cái điện thoại nè chưa thấy hả cha, tắt tiếng luôn sợ nó chửi kìa. Trời đất ơi, nói cho phải khoe các bạn nghe các bạn. Anh thấy không? Vậy anh thấy gì không? Nhìn... sống là phải vậy đó. Mục tiêu rồi. Nhìn Bingo rồi, cho tôi mới ăn nhớ Việt Nam. Đó. Anh Luli, anh Sơn Tây thấy không? Em mới mua cái ạc này 1.000 đô nè anh. Thấy cái áo không? Cái áo 1.000 đô duy trì 1 tháng. Tháng sau nạp lại 500 đô duy trì. Đó. Thấy trời. Chơi đầu tư thấy không? Đi cô gái mà. Sao mà chơi những cái trò này bây giờ nó ta tốn tiền ác như ngày xưa anh chơi nó đâu có tốn tiền như này đâu. Trời ơi, bây giờ mình chơi ra được, mình cô gái mà anh. Nói chung làm gì làm phải có tiền hết. Đúng không? Có tiền mới chơi được. Đó, thấy rồi không? Chơi là phải đầu tư vậy đó. Em là nghiêm túc lắm, cái gì em làm cũng nghiêm túc hết. Chơi đầu tư bây giờ diễn đàn thì cái quan điểm của em là ban ngày thì em like đủ rồi. Tối tối thì chắc em đi dạo chơi cho nó vui thôi. Chứ giờ nhiều khi người ta sợ diễn đàn của em, tám dám vô. Xong rồi cái người ta chạy qua diễn đàn khác, người ta tấn công bạn bè của em, đúng không? Nhiều khi bạn bè của em có những cái khó, nó không có ra tay được, thì em mà phải đóng vai xấu thôi. Nhưng mà cũng xấu sẵn rồi, đóng không cần hóa trang. Chứ còn anh Sơn Tây, anh không cần phải so sánh cuộc đời của em đâu. Nói về chất chơi, anh nó bằng cái móng cẳng của em nói thiệt. Nó riêng ví dụ như các anh chị em ở đây mỗi người một kiểu em nói, nhưng mà riêng anh Sơn Tây bố láo thì mới nói cách cái chất chơi của anh không bằng em đâu. Cách chất chơi của Duy Nguyễn này là người nào cũng nể hết á, em nói thiệt, cho dù chính trị hay không chính trị, cho dù gái hay đàn bà đó, em không chơi thì thôi mà thế này, em thế chơi này là người ta nể. Thấy mày hơn Bảo Đại gì đó. Bảo Đại còn cái cách chơi của anh á, em nói thiệt, cái cách chơi của anh đó là em rất coi thường, cái đó là quan điểm của em. Còn mấy người ở đây làm sao thì em không biết nó, nên anh đừng có bị đặt nói chuyện xỏ lá về mặt ăn chơi nữa, đúng không? Còn nói về tiền á thì anh so với ai chứ đừng so với em chỉ nói ngắn gọn thôi. Còn nói về nước Mỹ á thì anh so với ai cũng chung, đừng so với em, tại vì quan điểm của em rất dễ dàng thôi. Thằng giàu nó đâu nó làm cha thiên hạ hết đó. Còn bản thân em có một đất nước Việt Nam, em có những người đồng bào của em có những người bạn bè yêu nước chung với em, đó là niềm hạnh phúc và thứ đó anh không có. Ơ vậy thôi, anh không hề có đất nước nữa, anh chỉ có Mỹ thôi đó. Mà cái tuổi đời của em nó cũng dài hơn của anh nữa đó. Nếu mà anh là người biết suy nghĩ á, anh nhìn về Duy Nguyễn và anh nhìn về anh đó thành phải biết hổ thẹn. Chứ không phải là anh cứ nói chuyện cái kiểu đó được, đúng không anh chị? Nói Duy nói cái này anh mới thấy hiểu cái điều này này. Nói đơn giản này là nhìn những người chống cộng bên kia toàn những ông già, còn những người phản biện như anh em mình thì toàn người trẻ, nguyên toàn cái khoản coi là cầm chân nhau rồi ông đã chết trước rồi chứ gì nữa. Tôi chưa nói đến chuyện là gọi bên nào thắng bên nào thua đi, mà mới gọi là cứ gọi cầm hòa với nhau thôi là ông đã chết trước tôi rồi. Đúng không? Mình sống mình mang cái ấm ức cuộc đời làm gì, đúng không? Mà cái trong khi cái ấm ức cuộc đời đó thì anh đi đam những thằng mà nó là ngày xưa nó gây ra cho anh đó, nó thì người ta còn ủng hộ. Còn bây giờ thế hệ trẻ của Việt Nam họ cũng phải vượt lên cực khổ, họ vươn lên để họ lao động để giúp cho cái đất nước này sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Anh không ủng hộ thì thôi, anh đam nó đam lại anh chết gắng chịu, đúng không? Giống như em cũng phải lao động, và bản thân anh Sơn Tây cũng phải lao động, anh Luli cũng phải lao động.
tất cả mọi người đây đều phải lao động. Chiều nay thấy cái nhìn về quê hương, nay khi mà đóng góp cho họ xây dựng đất nước Việt Nam này, còn anh vô bị đặt anh xỏ lá cái chữ miền Bắc, anh kêu lu ly, kêu mẹ nó lu ly đi, anh kêu nu ni làm cái gì, đúng không? Đó. Cái vùng nu ni làm cái gì? Nhưng vùng quê anh ta. Có mỗi anh Sơn Tây rồi em Phan anh không kịp cô mình đấy. Nói chung á, làm cái gì làm á thì anh phải biết người biết ta. Cái đó là cái quan trọng nhất. Trong cuộc sống cũng phải vậy, mà trong chiến đấu cũng phải như vậy. Trong chiến đấu là biết địch biết ta, còn trong cuộc sống là biết người biết ta. Biết cái gì nên xã giao và cái gì nên nghiêm túc. Anh hiểu không? Không, đấy là đáng nghĩa ra là phải mình, Dương Quốc Hưng hiểu chưa? Mình cứ câu giờ thôi, là họ đã chết trước rồi. Chưa cần phải tấn công làm gì, chỉ ngồi câu giờ, bởi vì tuổi mình còn trẻ mà. Nó lên 130 rồi đó anh. Một chút nữa lại đông ngay mà. Tầm khoảng 7 giờ, 7 rưỡi. 7 rưỡi thì là đông. Nói chung em đi lai dạo mà em sung lắm. Ông làm khách vẫn sướng hơn là làm chủ mà. Làm chủ đôi khi mình nói chuyện mình không thể gắt gỏng quá được. Không, em chủ em cũng gắt. Không, mời khách mời lên thì chú không gắt. Thì mời lên thì em gắt. Thì thường thường như vậy, mời lên thì không gắt. Nhưng mà mình đam thì mình có người ở dưới comment ấy thì mình đam gắt được. Nói chung là tại vì em cũng mượn tiếng nói của em để tạo cho các anh chị em ở đây cái niềm tin. Đúng không? Nên đôi khi, nhiều khi các anh chị em ở đây cũng mơ mơ hồ hồ về Mỹ, cũng không mơ mơ hồ hồ về thế cuộc. Nhiều khi các anh chị em ở đây cũng yêu nước, nhưng mà cái lý của mình không cứng, đâm ra mấy anh trả dẻ. Mấy anh trả dẻ là cũng biết là nó dẻ đúng mà dẻ sai nữa. Nên em mới lên diễn đàn của Luli để em phan đó chứ. Em yên tâm, thực ra nói nước Mỹ thì nói mình, anh thì anh cũng chưa qua Mỹ bao giờ. Nhưng mà cái văn hóa của Mỹ rồi, cái cách sống của Mỹ anh thuộc mà. Dắt đi đâu được, chẳng qua họ hơn được mỗi cái đô la thần trưởng. Đấy. Họ hơn cái Facebook với lại cái iPhone. Cái đấy thì nó hơi khó làm. Nhưng mà thì cũng biết được rằng đấy là của người Mỹ chứ đâu phải của người Việt đâu. Đâu phải là của người Việt ở bên Mỹ đâu. Hơn thua gì mấy người Việt bên Mỹ, cơm cháo được gì đâu. Nhiều khi họ... Cái khổ nổi là họ lại để đi hơn thua với người trong nước. Có vậy đó. Nhiều khi thì anh thấy, ví dụ nhiều lúc anh cũng muốn mời Duy lên đam, rồi thậm chí là em đam ở nhà, đam càng hay càng tốt. Nhưng anh cũng no, bởi vì là em mà cứ đam như thế con gái nó đéo dám lấy. Đéo dám lấy. Đúng rồi, Vigo anh. Nó bảo ai mà lấy phải ông này thì suốt ngày về ông chanh chua thế này thì làm sao mà mình chịu được. Bậy rồi, gái dịu dàng lắm nha. Ý trời, biết được lúc nào ông dịu dàng. Tại vì em ghét xỏ lá anh ơi, em cũng không có ghét, em nói chung là chính trị trên em thì em ghét xỏ lá thôi. Nhưng mà riêng khoản mà tiếp con gái bánh bèo là khả năng là chú thua anh gì đó. Anh chịu được khoảng khoản bánh bèo tốt lắm. Nhưng mà tội nhất là vẫn là tội mấy ông cộng sản. Không có đụng chạm gì, ông Sơn Tây cũng mượn hình ảnh ông chửi hoài. Khổ, nhiều khi mà người cộng sản của mình làm cái đéo gì cũng auto sai so trong mắt người Mỹ. Nó khổ thế đấy. Đi đánh sang đánh Campuchia, đánh người chết chết mẹ, mà lúc đất nước thì đói ăn bo bo, thế mà vẫn phải nuôi thằng Campuchia chết mẹ. Thế mà cuối cùng rồi vẫn cứ bị bảo là bị xâm, mang tiếng là xâm chiếm Campuchia, lại bị cấm vận. Thế mới khổ cơ. Chứ còn một mình anh Sơn Tây thì chưa là cái gì cả. Em nhẹ thôi Duy ơi, anh Sơn Tây chạy rồi hả? Rồi em nhẹ. Rồi còn anh chị em nào khác lên chơi đi. Ok, để anh mời anh chị em khác đi. Em chơi bingo đi. Thank you nha. Không, thằng Duy này nó ruột để trong bụng đấy, không có ruột ngoài da đâu. Nhưng vấn đề của nó sang diễn đàn của mình nó tàn sát kinh lắm. Nó kéo view lên nhưng mà nó tàn sát, nó đồ sát gọi là ba que. Thì thử hỏi mấy các bạn là làm gì còn ba que nữa. Ok, cảm ơn. Nói chung anh em thì anh rất là cảm ơn Duy, bởi vì Duy là một người có tiếng nói rất là quan trọng ở trong cái mạng
trong cái cộng đồng người yêu nước này. Và em cũng có cái tấm lòng rất là rộng rãi và thoải mái khi mà đi giúp đỡ anh chị em, những cái người cũng lên live stream nhưng cái tiếng nói thì không có cái uy tín, hoặc là thậm chí là không có khả năng ăn nói được như em. Thì em cứ cố gắng mỗi một ngày sau khi mà buổi tối nếu mà rảnh rảnh đấy thì đi ủng hộ các cái diễn đàn. Ví dụ như vào diễn đàn chị Ngọc Hiếu, hay là diễn đàn anh Bằng, diễn đàn Trung, diễn đàn anh Bình Dương. Rồi những cái diễn đàn nhỏ để mình tạo nên một cái cộng đồng phản biện nó thật là sôi nổi. Đúng rồi chú Hoàng, ruột đẻ ngoài da thì chết rồi, để còn làm sao mà ấy được. Không phải là biến thái, thằng Khánh Nguyễn này mày có thù mới này Duy hay sao đấy. Duy hơi dâm một tí thôi. Chào chú Lưu Ly. Chào bạn. Em chào cả nhà đang theo dõi diễn đàn của Lưu Ly nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Mình lên thì nói chung là hôm nay mình lên thì cũng không có mục đích đam điếc gì cả, nhưng mà mình chỉ muốn lên mình gửi đến Lưu Ly với một số anh chị em yêu nước ở trên diễn đàn là như thế này này. Cẩn thận với một số kẻ nha, hiện nay có một số kẻ chuyên cắt ghép clip, bây giờ nó không đấu tố nữa mà nó bắt đầu nó đi gửi tin nhắn bằng tin nhắn Messenger đấy. Thôi là cái chuyện là Thanh Hải chưa? Cái chuyện đấy thì mình những con người mà gọi là trong sạch, gọi là trong sáng, kệ cho họ cắt ghép thoải mái, không có vấn đề gì cả. Thì không, thì mình chỉ nói lên là mọi người cẩn thận thôi, bởi vì khi mà tiếp xúc với một cái nguồn thông tin gì ấy, chúng ta cần phải xác định nó rõ ràng, thành thực, chứ còn thì tính chân thực của cái thông tin đấy. Chứ còn thì những cái diễn đàn như của Lưu Ly hay của Nguyễn hay của Bình Dương hay của Trung Vũ hay của chị Hà My hay của chị Hiếu Ngọc, mình theo dõi lâu rồi thì mình với một số cái diễn đàn mà mình theo dõi lâu rồi thì mình nói thật là nó có đập như thế nào thì đập thì cũng chả bao giờ thiếu lượt người theo dõi, nhưng mà mình chỉ nói là những người cố gắng nên xác thực nguồn thông tin của mình, của những cái dòng tin nhắn Messenger đấy gửi đến, chỉ thế thôi. Vâng, ok thôi, mình chào Lưu Ly nhá, chào tất cả mọi người. Ok, cảm ơn anh nhé. Đâu mọi người chia sẻ chú Hoàng, kéo hàng vào đi. Vậy có một tí hàng mà Duy nó lên nó tạt cho tan hết rồi. Rồi kéo hàng đi đây cho con đam tí. Đúng rồi, tự do ngôn luận, ông thấy ở Việt Nam rồi, ai cũng được quyền nói hết. Chỉ có các ông không được quyền nói thôi. Các ông không được quyền nói lên sự thật. Các ông mới là người khổ lắm đấy, mệt lắm ạ. Tôi nói thật với các ông đấy. Ở nước Mỹ hoặc là ở các cái cộng đồng người Việt ở Mỹ, các ông mới là những người không có cái quyền nói lên sự thật, toàn phải nói dối, toàn phải nói xuyên tạc không. Cái chuyện đấy là bình thường mà mọi người đừng có lo, những cái chuyện đơn giản như thế. Tất nhiên rồi, một ngôi sao thì bao giờ cũng có cho lên ở trên trong cái làng bóng đá đấy. À, ví dụ đội nào mà có được một ngôi sao là thu hút khán giả đông lắm. Ok, cảm ơn Nguyễn Khánh. Chú cứ kéo đi, chưa kéo đã đòi công. À thôi, nó không phải liên quan gì đến chuyện của ông, mệt lắm ạ. Không có liên quan gì đến ông cứ yên tâm, ông cứ comment đi. Xem là có ý cò gì ở trong diễn đàn này nói ra xem nào. Vâng, chào Uy người miền Tây. Mấy chú tối ngày đòi quyền con người mệt lắm, đúng rồi. Bọn nó thì cả đời làm chó cho nên là cứ phải đòi quyền làm con người. Yên tâm, một chút nữa là có hàng vào lại tăng view mà. Chẳng qua là bây giờ là đang ít hàng. Thường thường tâm lý của người Việt mình ấy mà, cứ phải thích ngồi nghe đâm vào đầu ba sọc thì mới vào hấp dẫn được. Còn ba sọc mà ra cái là lại hết ngay.
Đúng rồi, cả đời làm chó cho nên là suốt ngày đi đòi quyền con người. Thì có ai nói gì đâu mà chịu Will trả tụt. Mọi người vào thì toàn bận chào hỏi nhau không thì chả chịu đưa thông tin gì cả. Cái chuyện đấy mình không muốn bàn ở đây nhé Phước Diễn Nguyễn. Đúng rồi, anh Sơn Tây không phải là không biết được cái tên của anh ấy như nào. Nói thật, lên đây thì mọi người cũng chỉ biết cái tên nick của nhau thôi và cũng chỉ gọi tên nick của nhau, ai quan trọng cái tên làm gì. Đúng rồi, Hùng Nân thì cái tư duy phản biện của anh Hùng Nân nên là một người rất là cùn cù nhầy nên là vào nói chuyện thế thôi. Anh Sơn Tây thì anh ấy hơi nhây một chút thật nhưng mà vâng, chào anh. Em chào anh. Chào anh. Vâng. Chào. Alo. Vâng, vẫn nghe này. Anh nghe rõ không? Nghe rõ. Alo. À vâng, em chào anh, chào cả nhà, chào cách mạng kháng chiến thành công. Đúng, người quê bác đúng không ạ? À, đúng rồi, em người Nghệ An. Em là sai tao không đấy, em vừa nói chuyện với anh Trần Toản xong. À. Vâng, chào anh. Chắc là anh biết Trần Toản cái gì? Vâng, anh Trần Toản thì cũng biết. À, vâng. Hôm nay em lên diễn đàn em nói với anh thế này. Nói chung cái lũ mà ba que, lũ phản đồng ấy, bất cứ một cái lũ gì, nói chung là chống phá nhà nước, chống phá cách mạng ấy, anh nói chung lập trường mình là con lạc chậu hồng, con rồng chậu tiên ấy, nói chung màu đỏ da vàng, mình đoàn kết bảo vệ lẫn nhau đấy. Trong cái trường hợp mà cái lũ ba que thì riêng em ấy, em nói thật, bọn mày làm gì làm, bọn mày chỉ có chữ chết, không có chữ hy sinh đấy. Nhưng mà theo con đường cách mạng đấy của chúng ta thì nói chung là dù bị trớt giá chảy máu đấy, đấy gọi là máu chảy thì được thương binh, được tổ quốc ghi công thôi, chứ bọn mày về đấy thì nói thật vì anh bọn đó thì chỉ có chết xuống 9 tầng địa ngục với là mới biết chịu oan đấy. Đấy là bọn ngu, bọn tiểu xảo. Nói chung là bọn đó thì mình chả chấp nó làm gì, nói chung là thích thì về đây mà đổi đầu thôi. Nhưng mà bọn bờ đít đu càng ở bên hải ngoài là bọn làm cái mù què gì bên không biết, chẳng qua là một kẻ ăn xin thất nghiệp. Bây giờ là chế độ nó khác rồi, đu càng sang bên đỏ thì là làm ố về cái nước khác thôi, chứ hải ngoài thôi. Làm bên đấy thì trả được cái đồng tiền nào thì chẳng quá điên xin. Muốn về đấy thành tưởng thôi, nhưng mà Việt Nam đâu có cho bọn mày về. Muốn lật đổ chính quyền để mà về là có một cái tiếng nói ở trong cái xã hội chủ nghĩa ấy. Nhưng mà muốn về thì là về, ôm sách học lại đấy, từ mẫu giáo cho đến ấy, chương trình lịch sử ấy. Thì bọn mày về chịu khó học lịch sử đi, bọn bác quẻ ơi. Đấy. Thì về để mà cải tà quy trình đi, thì là bọn tao thương thì là cho gọi là ăn cơm tàu cơm tu ảo sổ ấy, nói thật với anh như vậy đúng không? Thế bọn đó thì về để làm được cái gì, anh hiểu không? Thì chẳng qua là bất chính thôi. Vâng, anh cứ chia sẻ đi. Thế thì bọn đấy thì giờ về thì nói thật với anh, ở bên ngoài quốc thì chẳng qua là bên là cái tỷ lệ mà thất nghiệp ấy, vì cái tỷ lệ ăn xin nhiều quá. Nhưng mà bây giờ mà về ở Việt Nam ta thì bây giờ là về là chẳng qua đi đào bơ thôi, lùm vé chai thôi, nhưng mà nghe nhục quá cho nên là không dám về. Một anh hùng bàn phím đấy là một cái tàu, một cái niềm tin hay là một cái chỉ đó
ở cái đất nước Việt Nam này là để về có chỗ dừa để là núp bóng ở dưới cái cộng đồng của cái bọn chống phá thôi. Nhưng mà Việt Nam được cái tỷ lệ bao nhiêu? Hơn 90 triệu dân. Đấy. Nhưng mà cho là được một cái số thành phần, một cái cá biệt nào đó là bọn nó nó muốn là núp bóng ở dưới đó. Cái danh nghĩa là gọi là nhân quyền. Nhưng mà cái nhân quyền của nó là nhân quyền gì? Đừng ra mà nói là bảo vệ cho tổ quốc, bảo vệ cho đất nước, nói là yêu quốc. Nhưng mà bọn mày là yêu quốc, nhưng mà bọn mày chết là chỉ có chết, không được hy sinh. Đấy. Cho nên là nhắn nhủ với đồng bào, với kiều bào cả nước là hãy đoàn kết lại, nắm đầu bọn nó, là cho ra ngoài biển đông á, cho cả nó ăn. Đấy là còn bổ ích hơn. Chứ còn bọn đó mà về thì nói chung là đấy, chỉ chẳng qua là kẻ bù nhìn thôi. À, mình không điểm xỉa nó để làm gì. Nhưng mình nói chuyện tương lai, anh em đoàn kết lại làm ăn xây dựng kinh tế. Để, kẻ thì đi xây, người thì buôn bán. Đấy. Thì mỗi người một việc tạo nên một cái mắt xích là đoàn kết. Làm ăn đường hoàng, tạo nên dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Thằng mệt lắm này. Ta nói thằng ra anh cho em dân đi. Nước nào cũng thôi, có qua Hàn Quốc hay qua đâu người ta chưa về, chứ không phải là không về. Và họ làm bao nhiêu tiền họ gửi về quê, mày hiểu chưa? Gửi về đất nước, đấy là một cách yêu nước còn cao thượng hơn nhiều cái thằng suốt ngày chỉ đi đòi cái nhân dân chủ nhân quyền. Dân chủ nhân quyền mà không có cơm ăn chúng mày có chịu được không? Có sống được bằng cái dân chủ nhân quyền đâu. Yeah. Bọn trả bọn đó là đòi nhân quyền đòi được cái gì? Em bảo thế này, nó ở bên hải ngoại á thì là bọn ví dụ như bọn ở Mỹ đúng không, thì từ cái lịch sử là từ khi cái đú càng á, nó đú càng sang Mỹ tới bây giờ, thì em hỏi anh nó có cái tiếng nói gì chưa, nó làm đến cái quân trường hay là cái gì trường của một quân nữa là California hay là ở New York hay là cái gì gì đó, bọn mày là tương đương một cái thằng chân cày thôi. Nếu mà nói về một cách công bằng mà nói đó, thì nước Việt Nam chỉ cần quan tâm là gì? Quan tâm là một năm gửi được bao nhiêu tiền từ nước ngoài về thôi. Chứ còn đứa này đi hay đứa kia đi thì cũng thế à? Có khác gì nhau đâu. Vâng. Chuyện con người được quyền tự do mưu sinh ở chỗ đó đó. Dạ. Rồi em nghe. Thế gần nhà anh có thằng nào bác quê không? Không, ở đây thì không có ba que ba củng gì, ít ở bên này ít. Anh phát hiện được thằng nào bảo em. Em đang muốn thuê nó về là rửa đít bờ đít cho em đấy, em đang thèm lắm. Dạo này em nhiều tiền rồi em chả biết làm gì, muốn thuê bọn ba que về là nói chung là cái đồ bẩn thỉu em thuê nó dọn dẹp nó ăn đấy. Em tưởng đâu anh biết có cái số điện thoại thằng nào ba que đấy. Yeah, anh nói nó ấy. Ông cứ vào diễn đàn của Tân Thái đó, nhiều lắm. Mà dân chủ cuội bao à, vào nhiều. Đó là nhiều à? Nghe nói là đấu bọn đó ở bên Mỹ là bên hải ngoại đó nó thất nghiệp. Em giờ nhiều tiền em thích thuê ai thuê à? Nhưng mà đồng bào kiều bào yêu nước thì em trả thuê. Em là cái ác ấy. Em khổ chỗ đó. Em giờ nhiều tiền thôi. Em trả sợ. Cho nên là em thích không thích thuê ấy. Nói chung đồng bào kiều bào yêu nước là em không thuê. Thích thuê bọn bác que về đây là nói chung là ấy. Thôi được rồi, để làm những cái chuyện bác em đi chia sẻ đúng không? Để mình đam mấy ông này một tí. Em nói thật với anh này, xưa các cụ đã nói rồi, cái thủa vua Hùng ấy đã nói chung là có công dựng nước đấy, sau này bác Hồ nói là các vua Hùng có công dựng nước, bác chủng giàu ta hãy giữ lấy nước. Thì bây giờ thế hệ lấy sau của em nghĩ này, một công dân tốt là một tế bào tốt của cách mạng Việt Nam đấy. Nhưng mà chân thành trong này em có quỷ với anh thế này, hôm sau lên diễn đàn á thì nhỏ nhỏ thôi, không biết anh có hài lòng không, anh nên treo cái lá cờ của tổ quốc lên
đấy à. Nhìn dáng lịch sử đấy, đấy ý của em như vậy thôi em. Ok, em nói thì em luôn sát cảnh bên anh, nói chung em luôn ủng hộ cách mạng đấy. Thế em lên diễn đàn bao nhiêu ý kiến vậy thôi. Vâng. Thì là em có chút xíu em có cái công chuyện. Em vâng. Đi ra bên ngoài chịu. Nên là cho em xuống. Em chào. Okay. Chào cả nhà. Chúc cả nhà mình khỏe. Cảm ơn bạn nhé. Cứ bình tĩnh. Cũng định châm điếu thuốc rồi đấy. Nhưng mà do có khách nên nhiều lúc cũng từ từ. Xin lỗi tất cả mọi người vì mình hút thuốc lá cho nên là có đôi khi... thỉnh thoảng có hút điếu thuốc nhé. Ok. Tao nói cho thằng mệt lắm nghe này. Tao nói cho mày nghe này. Cái con người ở trong miền Trung đấy, nó không phải gọi là côn đồ mà tính của người ta rất sôi nổi. Nếu mà nói đấy, ở trên cái đất nước Việt Nam này có nơi nào mà con người đoàn kết nhất thì cái người miền Trung họ cực kỳ đoàn kết. Họ đi bất cứ quốc gia nào, đi bất cứ một nơi nào thì cái người miền Trung lúc nào cũng rất là đoàn kết với nhau. Họ sẵn sàng bảo vệ nhau. Chứ còn chúng mày hãy nhìn lại cái cộng đồng ở bên 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 Mỹ của chúng mày đi. Con người chỉ kèn cựa nhau thôi. Thậm chí anh chị em hoặc là họ hàng thân thiết. Đấy có những cái vlog họ nói chuyện đó. Cuộc sống ở bên Mỹ, người Việt với nhau nó kèn cựa kinh khủng luôn. Ví dụ như là con cháu mình nhưng mà hỏi mình làm thế nào mở tiệm nail, không bao giờ nó dạy. Nhưng nó sẵn sàng thuê vào trong để làm cùng nó để nó sai mình. Chứ còn mày xem lại nhá, người Nghệ An, người Hà Tĩnh, họ sống rất tình cảm, tình nghĩa. Họ giúp đỡ nhau rất là chân tình. Đấy là cái mà gọi là cá mặn đồng chua của người miền Trung đó. Cái chuyện cấm đấy là cái chuyện chính sách quốc gia của nước này đối với nước kia, hoặc là đối với nhà nước đối với tỉnh này tỉnh kia. Cái chuyện đó nó không liên quan đến. Nhưng thử hỏi rằng nếu như khi mà đất nước lâm nguy, người ở đâu họ mạnh mẽ nhất? Người Nghệ An, người Hà Tĩnh, người Thanh Hóa. Đấy có thể gọi là trước đây đấy, trong tất cả rất nhiều cuộc khởi nghĩa rồi, họ luôn lấy cái vùng đất đó để làm khởi nghĩa đó. Cho nên đừng đừng có bao giờ suốt ngày mà cứ lôi người Nghệ An, người nọ, người kia ra. Còn tao đã ra một quy định. Tao đã ra một cái quy định nhà. Thứ nhất, ai phân biệt vùng miền. Thứ nhất là chỉ Bác Hồ. Thứ hai, phân biệt vùng miền là tao cho ra khỏi nhà. Đấy, còn lôi người miền này miền kia ra là ta sút ra khỏi. Bởi vì ở Việt Nam đấy, vốn dĩ thành công được như ngày hôm nay và có được ngày hôm nay là nhờ một khối đại đoàn kết, một đại đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các vùng miền. Nó tạo lên một cái sức mạnh. Chứ còn không phải là vùng này vùng kia, hoặc là dân tộc này dân tộc kia, mà nó phải là một cái khối đại đoàn kết. Việt Nam hơn được ở những cái nước khác, hơn được cái nước yếu hơn đấy. Nó nằm ở chỗ có được một cái khối đại đoàn kết. Vùng đất miền Trung là vùng đất mà có thể nói là mưa bão thiên tai rất nhiều, thời tiết thì khắc nghiệt. Con người ở đó họ rất là nóng tính nhưng lại sống rất tình cảm. Đấy là một điều ai cũng phải công nhận. Chứ không riêng gì là cái thằng mà nó phản nó tư tưởng phản động như bọn này mà, thì nó chỉ lúc nào cũng nhằm tìm cách chia rẽ. Đâu riêng cái bọn phản động này phải dùng những lời lẽ như thế, nó thẳng câu. Cái gì mà trả lời được với trả lời không được này hả? Mỗi một vùng đất nó có một cái đặc điểm. Người miền Trung họ khắc thời tiết khắc nghiệt thế, họ phải bươn trải khắp nơi từ trong Nam ra ngoài Bắc, lẫn sang nước ngoài. Người miền Bắc cũng điều kiện đất chật người đông nên cũng phải vào Nam rồi đi nước ngoài. Còn người ở trong miền Nam đấy thì họ có điều kiện về tự nhiên nó tốt hơn, rồi công ăn việc làm nó cũng tốt hơn.
họ cũng ít đi lao động nước ngoài hơn. Và cái phong cách sống. À vâng, chào anh Daniel Modern. Mày nói người Nghệ An, tao nói mày, ví dụ trong Nghệ An có một người nào đó, người ta có thể là nóng tính, cục cằn, thì mày chỉ nói người đó thôi, còn mày nói gom cả cái người Nghệ An là không được. Nói chung là anh Sơn Tây thì cái tư tưởng của anh ấy, nói thật với anh ấy, không riêng gì Việt Nam mà đi sang Mỹ, người Mexico người ta còn vượt biên qua Mỹ cơ. Ấy Mexico cũng là tư bản đó. Cứ gì riêng là chỉ có Việt Nam mới qua Mỹ đâu. Mexico cũng qua Mỹ, các nước châu Phi qua Mỹ, Cuba qua Mỹ. Bởi vì sao? Nước Mỹ nó giàu thì ok nó giàu. Thế nhưng mà để đánh đổi giữa nước Mỹ với lại Việt Nam, khi mà hai nước có động chạm đến quyền lợi, lúc đấy lòng yêu nước nó mới được thể hiện. Cái đấy nào chúng ta phải khẳng định với nhau một điều như thế. Lúc những cái lúc mà nào, lúc nào mà dân tộc khó khăn, người dân ở trong nước đó họ đứng về phía dân tộc hay là đứng về phía ngoại bang, thì nó thể hiện được lòng yêu nước hay là phản quốc. Các anh đừng nghĩ rằng các anh có được gọi là có điều kiện, các anh có được người đến làm thì các anh cứ khoe khoang là thế nọ thế kia. Nói thẳng sang theo một cái cách nó thoải mái là tao xin visa, tao sang. Ok. Chứ còn bảo bây giờ mày phải sang đây, mày phải ký một cái giấy là bán, không được coi mình là người Việt Nam nữa. Em nói thẳng câu nhá. Chỉ có những cái người Việt Nam Cộng Hòa cước trước đây mới nói từ tị nạn Cộng sản. Chứ còn đối với những người Việt Nam mà sống trong cái chế độ này, với những bọn như bọn em, sang nước Mỹ theo cái con đường đi xin visa, sang một cách công bằng, ok. Chứ còn sang theo cái gọi là tị nạn cộng sản nhá, xin lỗi không bao giờ có. Này tao thở ở Việt Nam chết đói luôn. Tao sẵn sàng ăn cơm muối vừng. Không bao giờ chấp nhận theo cái kiểu bán nước để mà sang đó để hưởng được một chút bơ thừa sữa cạn. Đừng có nghĩ rằng là các ông tưởng là lấy nước Mỹ lấy tiền ra để mua lấy cái lòng yêu nước của người Việt, không bao giờ có chuyện đó. Với người Việt Nam đấy, với những người mà có lòng yêu nước tại Việt Nam đấy, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, nhưng dân tộc Việt Nam phải sống. Anh có biết thế nào là gọi là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh không? Có những người họ sẵn sàng ôm bom ba càng để lao vào những chiếc xe bọc thép, những chiếc xe tăng của địch, họ thả chết. Nói rồi, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Đôi khi ở Mỹ, nói đúng ra hiện nay, khi mà đi sang theo cái phong cách rất là công bằng, tức là gì, con người đi tìm công danh chẳng hạn, đi tìm cái môi trường làm việc nó thích hợp, cái đồng lương nó khá khẩm, thì người ta chọn nước Mỹ. Nhưng mà để mà nói đấy, mà bảo đánh đổi hết tất cả quê hương dòng tộc để mà sang Mỹ để kiếm cái cuộc sống đó, không bao giờ có chuyện đó. Anh Sơn Tây viết bậy bạ quá, em tuy không biết tiếng Anh đâu nhưng em có thể dịch được vài cái từ, ví dụ như là ad mới hôn này, không cần phải đến Google dịch đâu. Nên anh viết nó lịch sự một chút đi. Mọi người cũng đừng chửi bới bậy bạ quá làm gì. Chúng ta có thể có quyền tranh luận, có thể gay gắt nhưng không nên dùng bậy bạ. Để cho diễn đàn nó trở lên nó thoải mái. Anh có biết bao nhiêu ở Việt Nam? Thì đấy là cách sống của người Việt. Đơn giản vậy thôi. Tao nói thật cho mày biết nhé. Nếu như nói đúng ra, ở người Việt Nam mình có cái tính gì, họ chấp nhận, thì thôi, cái gì nó còn chấp nhận được, họ cũng chấp nhận. Nhưng để mà nói đánh đổi cái điều này, điều kia đấy, mà cứ ngồi chửi đảng đấy, thì không bao giờ có chuyện đó.
Còn tất nhiên về điều kiện kinh tế chẳng hạn, họ làm với tay nghề của họ ở bên này, họ có thể kiếm được khoảng 50 triệu, 60 triệu một tháng. Nhưng về Việt Nam họ không kiếm được công việc đó thì họ tiếc, thì họ ở lại thế thôi. Chứ còn nếu mà nói vào mày ở bên này theo cái kiểu tị nạn chính trị đi, không bao giờ. Thề đấy. Ở Hàn Quốc này đi, có những người mà nếu như Hàn Quốc có cái chế độ đó bảo cho những người ở lại nhé. Tất nhiên là với cái đất nước khi mà không lâm nguy thì họ sẵn sàng chấp nhận. Xong rồi họ lại về họ xin lỗi đất nước bình thường. Thế nhưng mà khi mà có cái sự gọi là đấu tranh quyền, gọi là quyền lợi giữa Việt Nam hay Hàn Quốc hay là giữa Việt Nam với Mỹ nhé, thì họ sẵn sàng lại xách vali lên máy bay trở về đất nước ngay. Rõ ràng lúc nào các ông cũng bảo là Đảng Cộng sản độc tài, Đảng Cộng sản là độc ác. Thế nhưng thử hỏi đó, sau khi họ giải phóng dân tộc xong đó, bao nhiêu người theo Việt Nam Cộng Hòa đó? Nếu như độc tài, độc ác đó, nó cho thịt hết, giống như thằng phát xít, thằng Hitler đó, cho vào bắn hết, bắn xong cho vào hỏa thiêu, tóc thì cạo đi làm đệm, còn hỏa thiêu xong là lấy cho để làm phân. Nói chung là cái chuyện bức xúc lên ấy thì ai cũng vậy thôi. Đây em chỉ nhắc nhở là mọi người lên diễn đàn thì có thể gay gắt nhưng mà cũng không nên bậy bạ quá. Nó cuộc sống trên mạng này là ảo. Chúng ta có thể trái chiều quan điểm ở trong cái trên cái mạng này. Nhưng thực ra đến khi mà nói yêu nước cũng chưa biết ai yêu nước hơn ai đâu mà. Nó nên là đừng làm cái gì để mà nó ảnh hưởng đến cái tình cảm ngoài đời. Vâng, chào chị Lê Thị Hằng Phương. Thằng Huy Trần này là thằng nào đấy? Vào viết linh ta linh tinh thế. Cho mày ra mẹ đi cho xong. Đeo để lại đây làm gì? Muốn nghe thì cho nghe, không thì sút ra ngoài. Đúng rồi đấy, Đỗ Văn Trưởng. Chúng ta phải hiểu rằng ấy, cái tội ác mà địch nó gây ra cho không yêu nước mà gọi em yêu nước mà không yêu đảng ấy là em đã phản nào là mang tính phản động rồi đó. Thứ nhất về tư cách của em đấy là không đủ. Bởi vì em năm nay bao nhiêu tuổi? Em chắc chắn ít tuổi hơn anh đúng không? Em sinh ra trong thời bình đúng không? Em sinh ra trong thời bình đúng không? Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ này này. Để được có cái thời bình đó không nhờ Đảng Cộng sản thì em không bao giờ có được cái thời bình đó, cũng không bao giờ có cái cuộc sống ngày hôm nay. Nhưng em bảo em không yêu họ. Đấy, em thử nghĩ xem em như thế em được không? Đảng Cộng sản họ đã chịu bao nhiêu khổ cực, tù đầy để giành lại độc lập dân tộc, chiến đấu bao nhiêu để gọi là có được cái ngày hôm nay hòa bình. Cho nên cái lý luận mà yêu nước không yêu đảng đấy, đấy là một trong những cái lý luận cùn mà thôi. Rõ ràng đúng là có đảng, à, có nước thì mới có đảng đúng không? Thế nhưng thực sự nước có tồn tại được hay không cũng lại phải nhờ vào đảng. Đấy là một cái mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Khi tổ tiên của em nó, anh luôn luôn nói một điều, khi tổ tiên của em nó làm nô lệ cho giặc Tàu, làm nô lệ cho giặc Pháp, anh thử hỏi em, nếu như mà không có Đảng Cộng sản thì bây giờ Việt Nam này nói tiếng Pháp rồi, đâu còn có cái ngày hôm nay nữa, để đâu còn nước để mà em yêu. Đúng không? Anh thử hỏi em, nếu như không có Đảng Cộng sản em đâu còn nước để mà yêu đâu. Bởi vì nước của em thuộc trực thuộc Pháp rồi.
thậm chí lúc đó không có đảng, không có đảng cộng sản đó, thì cái miền Bắc này lúc đấy thuộc Tưởng Giới Thạch, miền Nam thuộc Anh kìa. Anh thì chắc nó có thể giao cho Pháp, nhưng mà miền Bắc chắc chắn là Tưởng Giới Thạch nó không giao cho ai cả đâu. Lúc đấy nói tiếng Tàu rồi. Nên cái tư tưởng nói rằng yêu nước không yêu đảng là một tư tưởng sai. Trong đấy nó đã có cái sự gọi là mang cái tính chất phản động rồi. Đấy, Phương Ninh này, một con người mà không nghĩ đến cái dòng giống, không nghĩ đến đến tổ tiên đây này, thuộc Pháp cũng được, cái tư tưởng đấy, thế mày sang Pháp à? Đó, đơn giản thôi, lại cho mày cái thuyền, cho mày vượt sang Pháp. Mà tao nghe nói đâu Pháp Paris toàn bả chó thế đấy, anh Sơn Tây anh nói thế đấy. Làm người không muốn làm nô lệ, nó thích làm nô lệ đấy. Những cái thằng mà vì tiền ấy mà sẵn sàng bán cả coi là đất nước dân tộc đi thì còn gì gọi là yêu nước nữa. Mà không yêu nước thì nói chuyện chính trị làm cái gì? Mày không có tuổi. Mà chắc gì đã có ngày hôm nay. Nhà nước cho đi đấy, mày đi đi. Quan trọng là Pháp nó có nhận mày hay không, là nhà nước không không cản cấm. Còn không ai cấm mày ở lại cả, không ai cấm mày mày ra đi cả, cho đi thoải mái. Thậm chí cấp cả cho mày cái thuyền. Ok. Mày nói chuyện ngu như chó đấy, cái thằng Trần Năng. Bọn Sinh nó có bị Pháp đô hộ không? Bọn Hàn nó có bị đặc Pháp đô hộ không? Hả? À, thằng Trần Năng, mỗi một đất nước, một dân tộc nó có điều kiện khác nhau. Chúng mày chỉ nhìn thấy là ở nước ngoài nó không có thì tại sao nó cũng có đất nước. Mà chúng mày không biết được ở nước ngoài họ có cái điều kiện, họ có gặp phải những hoàn cảnh như chúng ta hay không. Mẹ không có đảng, khéo bây giờ chúng mày vẫn còn kéo cái xe tay chạy bon bon ở ngoài đường ấy chứ. Kéo xe tay cho quan thầy. Đúng, cho đi tao đi. Nhưng mà tao đi để tao tìm đường trở về. Chứ không phải tao đi để đi mất như chúng mày, hiểu chưa? Tao đi đâu cũng thế thôi. Đi đâu cũng cầm theo cuốn hộ chiếu của Việt Nam. Chứ còn như chúng mày đấy là muốn vứt cuốn hộ chiếu Việt Nam đi. Chúng mày muốn mang cái cuốn hộ chiếu của Pháp, của Mỹ. Mà thường thường đấy, người ta đấy mua chuộc là mua chuộc những người có tính trung thành. Chứ còn cái loại phản động như chúng mày đấy, nó chỉ lợi dụng thôi. Còn không lợi dụng được ấy, nó lách. Mày xem đấy, trong cái nguyên lý cuộc đời đấy, người ta chỉ trải thảm đỏ, mời những người có cái tính trung thành, mời những vĩ nhân. Chứ còn đối với loại phản động chúng mày chỉ là vơ vào thôi. Dùng được lúc nào dùng, không dùng vứt bỏ, bắn bỏ. Đừng tưởng là thằng Pháp hay thằng Mỹ mà nó thích những cái người như thế. Không đâu. Sang ngồi rũa leo. Tỉa lông thì ok. Chả bao giờ nó mời sang làm những ông vương bà tướng kìa. Đấy, con Phương Ninh, mày cứ thử xem em. Tao không cần biết VTV3. Cho mày đi xem tất cả các rạp phim nào của Hollywood đi chăng nữa. Có thằng nào nó tôn trọng cái loại phản động không? Cái loại phản bội không? Hả? Mày càng đi theo, càng bám chân nó, càng muốn làm đệ tử cho nó, thì nó càng hất hủi mày ra. Nó coi mày chẳng ra cái gì. Còn những cái người đấy mà có cái tính trung thành, có cái phẩm chất đạo đức cao quý thì nó luôn giải tiền tấn ra để mời. Mày ngậm mõm lại bò vàng con, ba sọc con thì thịt mẹ cộng con này tao không có thời gian đâu mà lên đây mà xàm cả. Mày hiểu chưa?
Đấy, mày cứ xem đi. Chúng mày cứ thử xem đi. Đấy, Việt Nam Cộng Hòa lúc nào cũng muốn đi theo Pháp hoặc theo Mỹ. Thì nó coi nó chỉ là những thằng con trai, đúng không? Thế nhưng Cộng sản thì nó mua chuộc bằng đủ cách, mời bằng đủ cách. Bằng chứng là bây giờ là Mỹ và Việt Nam bắt chân bắt tay nhau đi vào, gọi là trải thảm đỏ đi vào trong Nhà Trắng. Mời tướng nọ tướng kia sang thăm Lầu Năm Góc. Rồi tài trợ cái lọ tài trợ kia. Nhưng mà Việt Nam tao vẫn còn rửng rưng à. Bắt tay mặt mừng. Thế nhưng bây giờ mày muốn cái gì? Cứ đề đạt. Xong tao còn phải suy nghĩ. Đấy mới là chất của người Việt. Chứ còn cỡ những cái thằng mà mang cái tính chất phản động ấy mà. Càng đến thì càng ghét. Trong cái cuộc đời này thế mà. Thằng nào càng khó mời, thằng nào càng khó mua chuộc thì lại càng muốn. Chứ cái loại không thiền huýt sáo nhẹ cái đi theo không mà. Nó coi chẳng ra cái đéo rồi. Mày cần tao mua cho mày một cái thuyền. Đấy lại vượt biển như giống như cha ông mày đó. Đi qua đó mà làm. Mày thấy không? Việt Nam tao có đi theo Liên Xô, đi theo Trung Cộng không? Hả? Tao hỏi mày, Liên Xô sụp đổ, Việt Nam tao có sụp đổ theo đâu? Trung Quốc, Việt Nam tao cũng đánh 10 năm. Thế tao hỏi mày bây giờ, hỏi Tú Nguyễn là bây giờ thì mày muốn cho thuê bao nhiêu năm? Không lẽ cho thuê đất 5 năm 1? Bởi vì mỗi ông nhiệm kỳ chỉ được 5 năm thôi mà, đúng không? Đúng không? Nếu theo mày thì cứ ông nào lên thì chỉ được ký trong cái quyền của ông đấy thôi, thì chỉ 5 năm 1 thôi, đúng không? Mày thấy có nước nào trên thế giới này ký 5 năm 1 không? Ừ? Những cái luận điệu như chúng mày. Mày thấy thằng Mỹ đấy, nó dỡ bỏ cấm vận là ông Bill Clinton. Ông dỡ bỏ cấm vận tại Việt Nam. Đúng chưa? Bán bao giờ Trung Quốc nó mua nào? Mày nói cho tao nghe. Bao giờ? Bây giờ nhá, tao nói mày, mày cứ dơ bằng chứng ra. Và tao mày mày cùng ngồi chờ. Tao mày cùng ngồi chờ. Xem đến ngày đó, nếu như mày mà Việt Nam mà không phải là thuộc về Trung Quốc, mày mất cái gì? Có dám chặt đầu ra để cá cược không? Nếu như Việt Nam mà bán đấy, tao nói cho chúng mày biết này, nếu mà bán đấy thì tại sao phải đánh nhau năm 79 đến năm 89? Ừ? Ở cái thằng Phúc Minano này. Nếu mà bán thì tại sao không mở cửa luôn, đánh nhau làm gì cho nó mệt, cho nó người chết ra. Năm 79 Trung Quốc sang đánh Việt Nam gì đó. Bán tại sao cái lúc mà còn nghèo còn đói không bán đi mà đến bây giờ bán? Chúng mày bỏ lên năm 2020 đúng không? Đấy, ra giả đấy. Năm nay là năm hết năm 2018 rồi, còn có một năm nữa. Mày thấy có hiện tượng gì chưa? Tại sao lúc nào chúng mày cũng Ma Văn Kiên, bạn có đồng ý trưng cầu dân ý không? Lý do gì phải trưng cầu dân ý? Lý do gì? À, lý do gì phải trưng cầu dân ý? Mày có giờ hỏi vợ mày có cho thằng Niu Ni nó chơi phát không? Có giờ dám mở miệng ra hỏi nó như thế không? Tao chưa thấy một nước nào trên thế giới trưng cầu dân ý xem là cái nhà nước đó có người dân có chấp nhận nhà nước đó lãnh đạo hay không đấy. Tao chưa thấy một nước nào. Mà mày bắt tự nhiên bắt Việt Nam tao phải đi trưng cầu dân ý. Tao cũng không yêu những cái thằng phản động. Đúng Nguyễn hiểu không? Không yêu những thằng phản động. Tao nói chúng mày rồi, đi tán gái hay là đi cua trạng chứ thôi, phải càng kêu mới càng có giá.
chứ còn chưa gì tư tưởng mà tư tưởng dạng như là thèm muốn quá đấy, mà nó coi thường lắm. Sống nó phải biết giữ mình, chứ đừng có vội vàng mà cái kiểu như là mà thấy người ta cao quý quá mà lao vào. Đời nó khinh cho, càng ôm chân bó gối nó thì nó càng khinh ra, nó càng đạp ra, nó còn phải chọc chán nó mới cho vào. Còn càng kêu đấy thì nó càng mời mọc, càng kêu gào. Tôi không muốn cãi nhau với bạn mà chúng ta tiến đến hòa giải dân tộc. Hòa cái mẹ gì, thua thì chấp nhận thua đi. Nước Việt Nam vẫn còn ở đó. Thích về chơi cứ về, thích về Việt Nam mua cái gì cứ về mua. Đâu có cần gì mà phải hòa giải. Hả? Mày không hòa giải thì 20 năm, 43 năm về trước không hòa giải đấy cũng đã làm được cái gì đâu. Hòa giải cái kiểu gì mà cứ suốt ngày mà chống đối. Trước hết chúng mày là những người không có cái gì. Muốn hòa giải với chúng tao thì phải đem lễ nạp đến mà hòa giải. Còn đằng này chúng ta đã bỏ qua cho rồi. Là thôi, thích lúc nào về thì cứ về. Thích mua đất, mua nhà, mua cửa cứ về. Hộ chiếu ta vẫn giữ cho đó. Về rồi lại còn ngồi đấy mà chống phá cơ. Thế thì về làm cái gì? Mày thấy trên đời này có ai như thế không? Đất nước giống như cha mẹ đó. Người ta vì cái gọi là thương chúng mày thì hòa gọi cho chúng mày về thôi. Chứ còn không cho chúng mày về cũng chẳng làm được cái chó gì nữa. Bởi vì chúng mày làm gì có cái gì để mà làm. Mày thấy bao nhiêu người về có bị bắt không? Ông Nguyễn Cao Kỳ về có bị bắt không? Hả? À thì nói chung là đây là niềm vui mà. Chọc cái bọn này. Thì để tao chết đi, Clement Nguyễn. Đất nước làm gì có cái gì mà không thống nhất. Ở Việt Nam vẫn hình chữ S đó. Và trong cái khối đại đoàn kết đó vẫn còn nguyên đó. Làm gì đi chia cắt cho ai mà gọi là phải thống nhất. Hả thằng ngu. Còn nói bảo cái kiều bào bên đó, cái bọn ba que bên nước ngoài mà muốn về thống nhất đất nước á. Hả? Mày định sát nhập Cali vào Việt Nam à, mà phải gọi là thống nhất. Chúng mày định sát nhập Cali vào Việt Nam hay sao mà gọi là thống nhất? Hả? À. Ừ thì ok, cho tay lên chém. Chém bọn này. Đang đi chơi à? Đang đi chơi, vô ủng hộ anh em, vụ gì gắt đi anh. Bọn này nó đang kêu là bây giờ phải hòa giải dân tộc với chúng nó để thống nhất đất nước rồi tiến đến tam quyền phân lập. Thì được, ok, đồng ý. Rồi sao nữa? Tam quyền phân lập thì nó muốn tách đảng ra chứ còn sao nữa. Đồng ý, rồi sao? Rồi đảng mình đó là ai? Ai đại diện? Đấy, nó có trả lời đâu. Ai đại diện? Bây giờ phải đại diện chứ. Ai đại diện cái đảng đặt tên chưa? Cái đảng đặt tên chưa? Tôi hỏi chúng nó, anh chịu. Mà anh nghĩ rằng đảng nào nói được còn đây không? Vẫn còn. Mà anh nghĩ là có cái đéo gì mà hòa giải, thích thì đất nước nó còn đó, thích thì về, không về thì thôi, chứ ai cấm ai bắt đâu, đúng không? Thì hòa giải rồi mà, đâu có gì đâu, không hòa giải. Có cái gì đâu để mà hòa giải. Cái đảng kia tên gì? Ở đâu? Đảng neo hả? Rồi ai làm đảng trưởng? Vậy là chưa có chốt rồi, chưa có rõ ràng rồi, chỉ mới ý tưởng đó, đúng không? Thôi về suy nghĩ thêm đi.
Vậy mà làm trong lưu ly cũng nóng. Tưởng đồ vô gì. anh lưu ly đọc comment giùm em nha. Cái nào hot hot đọc giùm em đang lái em không đọc được, em nghe okay. Thôi. Bầu tổng thống theo ý dân. Được, được. Nói chung là có đảng chưa? Rồi đồng ý nhất trí luôn, có đảng chưa? Có đảng thì mình rồi. Mới nói chuyện được với người đại diện của đảng chứ. Còn bây giờ nói chuyện với ai? Nhà phải có chủ đúng không? Chọn, nó phải rõ ràng. Nhưng mà hình như cứ em nên cái là bọn này nó tụt lại, nó không chịu comment, không comment kịp sao? Hồi nãy em ở bên anh đó, mà tụi nó chạy bên nhà chị Hà My quá trời luôn. Má bên nhà chị Hà My có 40 người coi à. Mà toàn lúc có chú Hồng Phạm ở đó nữa. Em mới nói chú Hồng Phạm ơi, chú đàn ông trai qua nhà ông Luli Bình Dương kìa. Mà chị Hà My làm gì? Mời cái ông càng nói chả có câu nào hay. À mời cái ông nói càn, nó bảo em nói càn đó, chả có câu nào hay. À ông nào rồi, giờ muốn nói sao hay. Khó quá cho đề tài đi. Không phải tao lên view cho ổng hả mày? Tao lên view cho ổng là nói chung là tao đúng rồi. Quá giờ lên view tao cũng thấy tính tiền chứ mà mày. Chết đấy. Quả lại cuối tháng đòi chi tiền là đau đầu phết đấy. Mà em thấy cái chiến thuật như vậy nè anh cứ like giờ này, xong rồi cái bên Bình Dương like trễ hơn, xong cái tới ai phiêu phiêu bạo thêm cái nữa là bển khỏi làm ăn luôn. Đây là con Hương Đoàn nó nói 99% quán quân Olympic từ bỏ cộng sản để chứng minh chế độ cộng sản là khốn nạn. Thì nói chung thì tụi nó quán quân gì Olympic đúng không? Olympia. Mấy tập tạ nó chưa từ bỏ mà yên tâm đi đó. Quán quân Olympia đó. Tự nhiên là nhìn sao mình lấy quán Olympia mà đại diện cho Việt Nam được. Không có giờ có gì hết đâu. Rồi mà bây giờ thì theo như em nghĩ vậy nha, đã từ bỏ thì là mình không có liên quan nữa. Không liên quan gì nữa thì người ta sao cậy mẹ đi. Sao cứ phải lăng tăng thế nhỉ? Ừ thật, anh cũng suy nghĩ cho cùng. Chia tay sớm bớt đau khổ rồi. Chia tay rồi xong vẫn còn quan tâm đến đời sống người ta thì nghe nó kỳ đúng không? Ờ giống như kiểu mình yêu một cô khác rồi mà bây giờ mình lại vẫn cứ vấn vương cấm cái cô kia không được yêu ai nữa thì nghe nạ quá, hẹp hòi quá. À, nên bạn Hương Đoàn thì lý luận của bạn không chắc nha. À, Duy đã nói với bạn rồi, chọn cái chế độ gì không phải là chuyện của chúng ta, cái chúng ta xin nó đã có rồi, đúng không, đúng chưa? À. Mà cái chế độ này đâu phải là ai gán ghép cho mình đâu, ông cha chúng ta chọn mà, không lẽ giờ mình không tin ông cha chúng ta sao? Thí dụ như bạn nói chế độ này ừ do Mỹ nó làm, ừ do Trung Quốc nó làm thì mình cũng đồng ý. Còn giờ cái chuyện chế độ đó quan trọng đâu, cha ông chúng ta ngày xưa đã chọn, mà không phải là chọn một lần mà là chọn nhiều lần nữa, đúng không? Hồi năm mà nó đã vượt qua thử thách rồi, đúng, nó đã qua thử thách bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian khó rồi. Và nó cũng đã từng so bàn cân chính thống với lại cái mà bây giờ chúng nó đang muốn đó. Đúng không? Đã từng so sánh ở trên gọi là đấu trường gì đó. Ừ. Nên bây giờ là các bạn cứ tìm cách mà tranh giành quyền lực bằng kiểu khác đi. Cứ về đây xây dựng đất nước rồi này nọ, chiếm tình cảm người dân, khi bạn làm tài phiệt là bạn nói gì cũng đúng hết đó. Đúng không? Bạn làm ra được chứ Việt Nam là mới có một ông Dượng thôi. Sau này bạn làm tới 7-8 ông Dượng, mà 7-8 ông Dượng chọn gì tổng thống gì đó là chị nghĩ chắc thành công rồi đó. Nói chung cố gắng vậy đi. Cái đó là khả thi hơn. Nó mình phải tranh giành trên cái người ta xây dựng chứ mình giờ mình đập bỏ anh chi. Mà mình đập đâu được đâu. Thì anh đã nói rồi, đã bảo rồi là bao nhiêu đấy. Bây giờ nhà nước mình có cái điều kiện như thế này. Bây giờ chúng mày muốn thay đổi đúng không? Trả một cái giá cao hơn đi. Rồi xong thì chúng mày muốn thay đổi kiểu đéo thì cũng được. Ừ. Thằng Ma Văn Kiên nó bảo, là... nó bảo là thì nó sẽ chống cộng sản đến cùng nè. Anh rồi ok. Bây giờ chống cộng sản là có mua bộ ba thằng Thánh không? Mua đi có sức chống nha. Đó mình sẽ ủng hộ tinh thần của bạn trên mặt bộ ba thằng Thánh. Rồi bạn cứ chống đi.
Đúng, không có cái gì trường tồn mãi mãi được. Thế nhưng mà vấn đề nó nằm ấy, nếu như nó tự gọi là tiêu hủy thì chúng ta nó tự chết chẳng hạn, thì chúng ta không có cái lý gì. Nhưng mà đằng này đang khỏe mạnh mà chúng ta cứ chống, đấy là chúng ta có tội. Tuổi già thì thôi, thì chết thì không ai trách, nhưng mà cầm dao đâm chết người khác ấy là mày có tội. Chỉ hiểu một điều như thế thôi. Qua trên xe. Đúng rồi, nói chung là hôm nay thứ sáu máu hơn thứ bảy mà. Lê Minh Trung, tình hình là cộng sản sẽ sụp đổ, sẽ ụp. Đợi đi. Đó sao? Đợi đi. Nói chung thì mình thì cái cuộc sống mình là mình bạn nhìn Sài Gòn là đúng không? Ở ngoài đường này chạy xe có thằng nào nó dán chữ cộng sản ở đầu xe không? Đúng không? Người ta không quan tâm mấy ông nội ơi. Mấy ông khùng quá. Lo đi ăn đi chơi đi. Chơi bời gái gú hưởng thụ cuộc đời. Nhà này có chữ cộng sản không? Đó. Má tối ngày lên mạng cũng chăm cộng sản không mà trời. Không, bọn em chỉ đi tán gái thôi chứ quyết định không có vợ chị ơi. Chị Ngọc Hiếu. Chỉ tán thôi chứ không lấy vợ đâu. Cuộc sống nó vui vẻ, nó biết bao nhiêu nè, công trình đang xây dựng nè, thấy không? Đất nước ngày càng đổi mới nè. Nói chung là bọn lên đấy mà nhìn thấy cuộc sống ở Việt Nam này thèm lắm. Kể cả anh đây, anh là người gọi là rất cộng sản đó. Thế mà anh nhìn cuộc sống ở Việt Nam anh còn thèm cơ mà. Mình cũng đã, mình thấy đất nước như này mình vui rồi. Thế này mình còn mong được về để mà hưởng thụ cuộc sống như Duy này. Thế mà cuối cùng bọn nó thì suốt ngày ở Việt Nam, suốt ngày chống. Hay là không có tiền mới chống. Thường thường anh nghĩ này, thường thằng nào chống đối chính nhà nước ấy là toàn thằng nghèo. Chứ thằng giàu chẳng hơi sức đâu nó đi chống nhà nước cả. Nó lên 167 rồi kìa. Ờ. Nó lên 200 luôn. Bây giờ thằng Ma Văn Kiên nó bảo là đả đảo cộng sản, tàn ác thối nát này. Cái mẹ nó. Nó đâu có lý luận đâu anh ơi, nói với mấy thằng vậy không có trình độ. Tu Nguyễn này. Thấy, nếu như không có đổi mới đã thay đổi từ lâu rồi, đã đổ từ lâu rồi đúng không? Thì rõ ràng họ đã thay đổi đó thôi, họ đã đổi mới đấy thôi. Nhà nước hay là đảng họ vẫn có tìm cách họ có thể tồn tại được. Cái gì làm chưa đúng thì họ sẽ sửa. Thế thì tại sao chúng mày không tiếp tục? Mà chúng mày cứ phải lo chuyện gọi là nó tàn ác như thế này thế kia ấy nhỉ? Nhà nước còn biết đổi mới mà chúng mày không biết đổi mới à? Chúng mày chống 43 năm nay không được mà chúng mày vẫn cứ không đổi. Chúng mày cũng chỉ biết đi vạch những cái xấu của đảng ra thôi. Anh em tao đã dạy rồi, đừng bao giờ vạch ra cái xấu của đảng nữa, mà hãy khoe những cái mày tốt hơn đi. Rồi tao nghe. Đúng rồi. Tối ngày sống tiêu cực quá à. Nói rồi nè, đường đẹp không? Nhìn đi. Bực mình. Ăn rồi tối ngày cộng sản cộng hành hoài, mấy bố giờ mấy bố chống cộng sản. Ngày xưa cái chỗ này xin lỗi nghe, gớm lắm á. Thời Việt Nam Cộng Hòa nè, chỗ này ghê lắm. Bây giờ bên kia nhà có đèn nè, thấy không? Chỗ này là chỗ nào? Không đổi mới. Sợ tay lại ngứa rồi đấy Duy. Đừng chống đó, đối với mấy bạn. Gần có chỗ nghe nhạc giao hưởng rồi, vui lên đi nào. Đúng rồi. Nhà, có mỗi cái nhà hát thôi mà chúng nó lại bắt đầu lật đổ cộng sản. Cái mẹ nó mệt quá. Chống ngốt vô trong đó mua vé thôi gì đâu. Còn tài sản nó là tài sản của toàn dân Việt Nam. Em cảm thấy bình thường. Thí dụ như thành phố vậy đẹp vậy em thích rồi. Đó vậy thôi, ai nói gì kệ em chịu. Đẹp vậy làm thích rồi. Đúng không? Cảm giác lái mẹt đi ngoài đường ngạo nghễ live stream với đồng bào yêu nước sướng bằng gì nữa. Nó không công an nào bắt đâu đúng không? Mấy chúng nó bắt vô làm chứng cho mấy chị em. là thông báo nó vừa lái xe vừa live stream vi phạm luật giao thông. Đúng.
Ông thực ra mà nói ấy, thì mấy ông này coi là suốt ngày họ chỉ vào đây họ nói về đất nước cộng sản độc ác tàn ác, ngoài ra họ có cái nói được cái gì hay hơn đâu. Nói chung là bồ của em vào kìa Duy ơi. Ai nữa? Hương Hương Golia phải. Ôi giời, mệt con nhỏ đâu quá. Sao mệt? Con nhỏ nào mà đi về shopping mua nước hoa đồ này nó đi. Ăn là tối ngày chính trị không có nó bị khùng hay sao trời. Nè mẹ cùi nè. Bao giờ ở Việt Nam đi mình cũng được lắm. Chung chùa thôi đổ. Thù này tao quên. Mày quên hay không quên kệ mẹ mày, tao quan trọng đéo rồi. Một thằng làm địch thì tao cho một thằng vào tù, hai thằng làm địch thì tao cho hai thằng vào tù, thế thôi. Ê Minh Trung, tao chưa thấy thằng Duy nó vô cảm với đồng loại nha, nhưng mà chúng mày cũng chưa làm được gì giúp cho đồng loại nha. Tao chỉ có lâu lâu ăn thịt phụ nữ thôi à, chứ không có gì ác hết mày ơi. Thế nhưng vấn đề là bà Tư Nguyễn nó nói là vạch những cái xấu của đảng ra là để phát triển, để rút kinh nghiệm chứ làm sai trốn tránh trách nhiệm mà. Nhưng mày chống lại đảng cộng sản cơ mà. Mày không thích đảng cộng sản cơ mà, nhưng mà cái vấn đề là tao bảo bây giờ mày không nói cái xấu nữa, mày hãy nói cái tốt của chúng mày có đi. Thì đến lúc đấy mới cái xấu nó mới so sánh được. Chứ còn bây giờ chúng mày chỉ nói người ta xấu thôi nhưng mà không có cái gì so sánh, không có cái gì để thay thế. Thì xấu thế, xấu nữa mày vẫn phải dùng. Ví dụ như cái xấu là tụi mày có ẩn giá thằng tụi mày mà phải đổ. Thế thôi. Ví dụ như tao chỉ có một cái cốc này thì cái cốc này dù có xấu thế nào chăng nữa tao cũng vẫn phải dùng cái cốc này. Mày đưa cho tao một cốc mới đi, tao sẽ vứt cái cốc này đi ngay. Ui ôi, Mã Văn Kiên hóa ra là fan của Lisa Phạm, chị Lisa Phạm muôn năm. À thế à? Tao thua. Thế à? Đánh vật này thì đúng tao thua rồi đấy. Thế. Cái lợi lớn nhất của nhà hát nè, khi thành phố Hồ Chí Minh bị ngập, chúng ta có thể vào chỗ đấy đánh ngập nước nghe nhạc. Nói chung là mấy cái chỗ nào của Việt Nam Cộng Hòa xưa nó mới ngập thôi. Cái chỗ đó nó xây dựng từ xưa. Và cũ rồi chưa, người ta chưa thay thôi. Còn giờ mấy ông cộng sản xây nó khác, nó hết cặp rồi. Và mà mấy ông cộng sản là phải cứu lại những công trình hồi xưa. Đó, cho nó đồng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đang chạy đi quận mấy đấy mà đường đẹp thế em? Mà đường này vắng vẻ. Đây là đường. Ủa, đường này đẹp đi, đường nhà quê, đường này đường Đại lộ Đông Tây. À. Đi quận 1 anh. Vâng, chào chị Thanh Ngọc Nhiên nha. Anh vừa nhận một cái tin nhắn nữa Duy ơi. Gì đó? Anh vừa nhận được tin nhắn của nó bảo là anh Niu Ni ơi, dạo này hai vợ chồng em thường xuyên cãi nhau. Rồi. Hỏi lý do tại sao, nó bảo là vợ em thì suốt ngày xem livestream của anh Duy Nguyễn. Thế đúng. Rồi là đêm ngủ nó cũng nằm mơ Duy Nguyễn. Làm thế nào anh? Thì anh mới tư vấn bảo đợi bao giờ phòng gym của thằng Duy nó hoàn thành đấy thì em cứ đăng ký cho vợ em đến để tập gym. Đấy. Thì khi mà người ta thèm thuồng hoặc nhớ nhung chẳng qua là vì lâu không được gặp. Còn nếu đến đấy tập gym hàng ngày nhìn mãi cũng chán. Duy Nguyễn có cái gì đâu để mà nhìn. Đúng không? Được. Kèo này cũng được á. Đấy. Còn muốn cạnh tranh công bằng thì cứ mua bộ ba thần thánh uống để tăng cường sinh lực để mà cạnh tranh công bằng với nó. Được không? Có lý. Thường thường ấy, con gái khi mà không gặp được mới nhớ nhung, còn gặp nhìn mãi là thế nào lại cãi nhau đúng không? Chán đúng không? Đấy thì cứ đến đăng ký tập gym ở phòng tập của em đó, nhìn mãi chán, em có cái gì đâu để nhìn. Chính xác. Nói chung là tư vấn mà tiền vô túi em là được anh. Anh biết mà. Cái gì đó cũng quy đổi ra tiền hết đúng không? Chính xác chứ nữa. Thằng Tống KN này thì mày bảo là một câu là bọn nào không biết nhục, biết là phải rõ ràng ra, không là đạn bắn lung tung đấy. Việt Ryan em đang ở đâu? Chắc ở Mỹ à? Ma Văn Kiên này, mày ra đường mày hô đả đạo cộng sản chứ mày hô đả đạo cộng sản trên này thì ai nghe?
khủng. Cho em hỏi, cơ quan lập pháp Việt Nam luôn luôn là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân đúng hay sai? Đúng rồi. Cái đấy mà chúng nó cũng hỏi được thì cũng phải chịu. Anh New Lee, em bị Ba Sọc lừa hôm qua, em bị bắt xe xong em nghe Ba Sọc nói công an Việt Nam ăn hối lộ xong em em bị quy thêm tội cản trở người thi hành công vụ, nghe lời Ba Sọc thì có chết. Thì anh bảo rồi, tại sao mày đi nghe lời Ba Sọc, nghe lời bọn anh thì không chịu nghe, có đút phải đút kín, đừng có đút lộ quá. Mày đứng thanh thiên bạch nhật, mày đưa tiền cho người ta thì chả là cản trở. Mày cứ đi vào góc tối tối nào mày đút thì cơ làm sao ai nói. Đấy. Còn 13 wheel nó chẳng 200 cho lâu đi bạn ơi. Chia sẻ ra. Ủa Hương vô đi phạm. Duy Nguyễn là thằng BD đang làm đĩ đực cho con Hương Trần. Má ơi, BD mà làm đĩ đực, tao không chịu cái văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa chúng mày. Em có công nhận điều đó không? Em đang lái xe mà phải cười đó anh. Má, nó bỏ rõ ràng, nó bảo là BD rồi mà vẫn đi làm đĩ đực. Hình như bọn này nó không có học sao. Nãy giờ mấy cậu ở đây là thời Việt Nam Cộng Hòa là không có nữa nha, mới xây á. Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa Sài Gòn nhỏ xíu có cái gì. Đọc có vài cái ba cái quán ba đêm nó nhập nhình chỉ gọi là Hòn Ngọc. Bởi vì thường thường ấy nó giống bóng điện nhưng mà chứ còn có cái gì đâu. Em cứ thử tính em ngày đó ở Việt Nam Cộng Hòa Sài Gòn lúc đó có cái gì? Có trung tâm tài chính kinh tế nào không? Hay ngoài vài ba quán ba ra chẳng còn cái gì? Mới có cái chợ Bến Thành, cái nhà thờ Đức Bà nữa. Còn cái chỗ nào hay hơn à? Nhiều khi có bọn nó cứ khen anh chẳng biết nó khen cái Sài Gòn nó ở cái chỗ nào. Cho em hỏi, việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước do điều kiện kinh tế chính trị xã hội quyết định đúng không anh? Đúng hay sai? Cái này mày phải hỏi nhà nước. Anh nói thật, anh yêu nước đi, yêu nước thật, nhưng mà anh cũng có biết là cái bộ máy nhà nước đó được tổ chức như thế nào đó. Nói chung mày hỏi tao cũng hiểu mày hỏi gì luôn á. Hóa ra là lúc nghèo được tổ chức một kiểu, lúc giàu được tổ chức một kiểu à? Có khi nào như thế không? Cái này anh chịu nha. À, hơn miền Bắc thì đúng. Bởi vì miền Nam là được Mỹ nó cho tiền để nó đến nó ăn chơi. Thế nhưng mà tôi khẳng định một điều là con gái ngoài Bắc không có thằng nào, không có đứa nào phải hiến cho lính Mỹ cả. Còn con gái trong Nam là bị mất cái đó rồi đó. Nhưng đi sao mày không về Việt Nam mà sống với Đảng? Một khi tao đã yêu Đảng, tao ở đâu tao chả yêu được. Tao nói cho thằng Cát Trắng biết một điều này, tình yêu nó không biên giới, mọi khoảng cách nó chỉ là những con số. Ok. Ừ thì anh có bảo là anh sói hổ báo cáo trồn gì đâu mấy em. Ở Huy Phước nè, cho coi cầu nè, cầu này mới có nha. Cầu này đi là đỡ kẹt xe lắm á. Việt Nam là chuẩn bị, ôi mẹ, Sài Gòn chuẩn bị xây thêm một đống cầu nữa nè. Thấy cầu không? Ở dưới là đường đi vô quận 1 á. Bây giờ mình qua cầu quận 8, quận 4. Cái tuyến giao thông này sẽ được kết nối thông suốt. À, công nhận lái cũng lộ thì vừa live stream, vừa lái xe, mà vừa cua, mà vừa xe nhan nữa nè. Công nhận mình cũng phải ghê chứ. Căng thật chứ. Đó, thấy không? Đó, nên nhờ clip. Xong mình ôm, xuống đây mình xuống quận 4 nè. Hàng, đó, mình ôm là xuống 4. Hàng hơi nhiều. Hôm nay chậu hơi nhiều em ơi. Chậu gà quá, chậu cùi. Nói chung là em cũng muốn tìm ông nào mà biết lý luận á. Em kết làm tri kỷ luôn anh. Mình đào tạo chép nó, nó có trình. Hay anh làm chuyển sang Ba Sọc kiếm vé đi Mỹ.
thỉnh thoảng nên nên nên, nên gọi là tranh luận tí. Bây giờ đi Mỹ cũng được, anh phải kết hôn giả với con Hương là Phạm, anh chịu không? Má ơi, kết hôn thật tao còn chưa chịu, nói kết hôn giả. Má khổ thế, giả là phải giả bộ nhưng mà nó quốc anh thiệt. Nó quận 4 nè, chỗ Đại Ca Thay hồi xưa nè. Nhà Đại Ca Thay hồi xưa nè. Tứ Đại Thiên Vương ngày xưa ở trong trong Sài Gòn đúng không? Hoang giờ thấy không? Toàn là building không mà nhìn kìa. Đó. Ngon không? Building không mà thấy không? Đó, giờ mình sống ở Sài Gòn phải ăn chơi vậy chứ. Mấy ông mà tối ngày có tiền không biết hưởng, mà không biết có tiền không nữa. Có tuổi không biết sống, ngu. Thời gian là cái đó quý nhất. Mình cuộc đời mình để mình làm những cái điều vô nghĩa đó là mình không có quay lại được. Sau này mình già rồi, muốn ăn muốn chơi, muốn muốn tìm hiểu cái này cái kia đó, còn không còn thời gian đâu. Đúng thế, anh nói cái gì mất đi cũng có thể tìm lại được, tiền mất đi có thể tìm lại được, nhưng mà có một thứ không bao giờ tìm được, đó là thời gian. Khi mà mình cứ để trong mình cái tư tưởng chống đối đi mà, mình sẽ không bao giờ mình thành công. Năm Will nó cố gắng đi anh chị em ơi, năm Will ném xuống. Năm Will ném xuống nha. Cố gắng giúp đi, giúp gì đi, giúp gì đi, còn 4 wheel nữa kìa. Thôi còn 2 wheel nữa, cho gì xuống. Chết mẹ. Nó lại tụt. Bà lốc bớt đi cho mình ngồi trên này mãi. Thôi vô 5 wheel nữa đi, cho gì xuống đi, gì xuống gì tới nơi rồi. Chút xíu rồi gì quất xong rồi gì lên tiếp. Thôi được rồi, em xuống đi, xong là anh mời bác cầm được. Em, dạ rồi rồi, mời lên bác cầm lên ủ đi anh. À, ok. Nói chung là có Duy Nguyễn vào là kéo view rất là tốt. Đâu rồi? Bác cầm lên trên này nói chuyện không bác ơi? Nói chung cái con Hương Goria không biết là ở bên nước Mỹ mình nhìn cái phong cách nào. Chứ còn tao nói cho Hương này, đã bảo rồi, thôi đừng có chống đối nữa, làm bạn đi. Về Việt Nam ăn chơi du lịch. Tao chiều suốt ngày đi chửi hai thằng BD, chẳng có cái gì là không lấy lại được. Tự do nhân quyền cũng là do con người tạo ra, cho nên nếu có mất đi, nhưng cái việc đầu tiên trước khi mà lấy cái gọi là tự do nhân quyền là đầu tiên phải có cái nút vào miệng cái đã. Hello, hello Luli, nghe rõ không? Vâng, nghe rõ. Chào Luli, chào mọi người. Chào Hương gì đây? Trời, chào Hương, Hương Phạm gì đó. Goria Phạm. Ok, chào tất cả mọi người. Tao cũng chưa đụng chạm tới mày, chưa chi mới đầu vô đàng hoàng, tao cho hỏi đàng hoàng cái mày chửi tao rồi à. Đụ mẹ thằng Nam Kỳ bưng bô cộng sản ha. Tụi bay chỉ có nói cách sao ta? Tụi bay không có ăn có học mà sao mà tụi bay chưa cái gì chứ, tụi bay đã đâu. Bởi vì cái đẳng cấp tụi bay đâu làm gì có. Tụi bay ăn nói vậy trời đất ơi. Khi tụi bay bước vào những cái trang như vậy là tụi bay bước chân một chân vào chính trị rồi đó. Tụi bay ra rã, tụi bay lúc nào tụi bay cũng nói là tụi bay làm những cái chuyện đó là coi như người Mỹ ủng hộ tụi bay, rồi những người đó đứng sau lưng tụi bay là tướng tá ở bên Mỹ là cái ủng hộ tụi bay. Tao nói vậy tụi bay có đúng không? Chắc chắn là đúng rồi chứ gì nữa, phải không? Nhưng mà tao cần tụi bay giải thích một cái điều như vậy nè. Nếu mà người Mỹ ủng hộ tụi bay lật đổ đảng Cộng sản Việt Nam thì tại làm sao mà nó đưa hết mười mấy hai chục chiếc độ F-16 qua cho Việt Nam chi vậy trời? Rồi xong rồi cái bây giờ nó đưa một cái hàm, hôm trước tao nói gửi lộn hàng đó, độ nó đưa cho một phát độ một cái máy kiểm quá độ ngay tân sân bay Tân Sơn Nhất độ má để cho độ nó xoay đồ độ má vậy làm sao mà đem vũ khí về mà quýnh được? Tao nói con Hương Hoàn, mày không thể nào đại diện cho giới trẻ Việt Nam được đâu. Tao hỏi mày, các mày nói vậy, mày nói như vậy thì mày giải thích giùm tao đó, con Hương với đứa nào mà chống không nào. Bây giờ tao nói cho mày nghe nè, mày giải thích làm sao ngay tại phút này tao đang nói chuyện với mày thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang thăm Việt Nam. Mày giải thích làm giùm tao cái vụ đó đi. Thì lúc đó mày biết. Thế bây giờ muốn hòa nhã thế nào hả? Tụi bay giùm tao đi, rồi tụi bay mới nói. Bây giờ tao nói cho tụi bay nghe nè.
bây giờ trước mắt là tụi bay phải nghiêm chỉnh lại, coi lại cái tư tưởng của mình đúng hay là sai. Tụi bay chống mà thường thường tụi bay chống theo kiểu mà thù hằn cá nhân không, mà có nghĩa là như vậy là sao tao mấy có đứa nào nói mà không biết có đúng hay là không, tao không biết, nhưng mà đây tao nói rõ ràng, cái thằng cha Benny Trương á, Benny Trương ngày xưa ở Việt Nam á, nó lấy xuống nó bắn người ta bị ở tù 10 năm rồi xong mới bắt đầu á thì nó mới đi vượt biên hay gì đó tao không biết, nhưng mà khi nó đã ở nước ngoài rồi thì rõ ràng cái đó là nó hận thù cá nhân, mày hiểu tụi nó không, nó phạm tội nó bị ở tù đó, thành ra nó bị thù cá nhân, tao không phải gì vì đất vì nước vì non con mẹ gì chứ trời á. Ngô Đình Diệm muôn năm thế thì tại sao mày không trách mấy cái thằng bắn Ngô Đình Diệm này, mà tao trách nước Mỹ này? Ờ à, đúng rồi đó, mày Ngô Đình Diệm muôn năm rồi, ok là mày thần tượng của mày đó, tại làm sao Ngô Đình Diệm bị bắn chết mà không phải người nào bắn chết mà người Việt Nam bắn chết, mà người Việt Nam bắn chết vì lo lệnh của ai? Do lệnh của thằng Mỹ này. Đó, muôn năm mày nói mâu thuẫn quá. Đáng lẽ mày tôn sùng cái người đó giống như cha ông mày mà bị bắn chết, mày không thù người đó, mày thù người ta là sao? Mày thù người dân Việt Nam là sao? Thậm chí đấy, mày không trách đến cái dân miền Nam lúc bấy giờ họ còn muốn moi mã Ngô Đình Diệm lên. Cho nên nên là cái chính phủ mà đảo chính đấy, người ta mới không có không không dám gọi là chôn Ngô Đình Diệm ở ngoài, mà phải chôn ở trong cái dinh thống nhất. Vài năm này, sau cái chuyện nguôi đi rồi. Khác cho nữa, tao thì tao lớn tuổi, nhưng mà có điều này, có trong này có nhiều người ngang tuổi tao, hoặc là nhỏ hơn hoặc là lớn hơn, có chuyện đó tao không nói được. Nhưng mà chúng mày comment ở dưới hoặc là lên nói chuyện đàng, phải có lý luận đàng hoàng, phải có lập trường và phải có lý luận. Lý luận phải logic và không phải nó ngang nó bừa. Mày hiểu tôi nói không? Bởi vì tao mới hỏi tụi bay ba câu đó. Tụi bay giải thích làm sao, lý do gì mà thằng Mỹ nó phái đủ mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ qua thăm Việt Nam. Nó đâu có ngu, nếu nó ngu thì đủ, nó đâu phải làm đủ bá chủ kiểu là thế giới này. Mày giải thích giùm tao đi, bắt đầu mày giải thích được cái đó, thì mày giải thích được cái đó đó, thì lúc đó mày hãy lên mày nói. Còn nếu mà mày giải thích không được là mày không có đẳng cấp. Mày không đã, mà đã không đẳng cấp thì mày lên đây mày ngồi mày comment chi cho nó mệt đi vậy. Trong khi đó một cái đất nước ngày xưa là kẻ thù của Việt Nam. Mà bây giờ người ta đã xóa bỏ đi, người ta đã làm ăn ở Việt Nam. Đó là cấp trên của mày đó, nó hẳn là cấp trên của mày luôn á. Mày biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là thế lực là như thế nào? Sao mày giọt đi rồi? Sao con Hương không chịu ngồi nghe này đấy? Chỉ có mình mày à, đủ mà. Trời ơi, vậy mà cũng đòi bày đặt lên đây ngồi sổ mỏ vô nói tầm chuyện chính trị, tầm bậy phân tích đủ mà tư bản đủ rồi xã hội chủ nghĩa gì đủ mà. Có hết tụi bay khùng quá. Mà trước khi mày nói cái chuyện mà đụng chạm tới Việt Nam thì mày nói mấy cái thằng cha trên cấp lớn của mày ra, kể như Tổng thống Trump nè, Bộ trưởng Quốc phòng nè, mày nói đừng có thèm chơi với nó thì mày nói được thì lúc đó mày mới nói chuyện với tao. Còn không thì mày đừng có nói không được, tức là mày phải đi theo thằng cha thôi, thằng cha làm sao mày làm vậy? Cha bắt tay là mày phải bắt tay thôi. Nên mày là thuộc dạng lính rồi mà. Lính bị ông trả được cái à, lính mày cũng không có được nữa đủ. Lính con nói bác rồi, kể cả bác cái cuộc đời của bác cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm rồi, cũng trải qua rất nhiều những cái điều kiện ở trong cái, tức là sự từng trải rất là lớn rồi. Bác phải biết càng ôm chân bó gối nó thì nó càng đạp ra, còn càng chảnh với nó thì nó lại càng trào mời. Bác có công nhận con điều đó không? Đó giờ bạn nghe thằng Mỹ đâu có ngu, mấy đứa nào mà nịnh nó là đá ra hết rồi. Có nghĩa là bởi là càng kinh. Ở đó cái tập tục của thằng Mỹ nó khác hơn Việt Nam. Việt Nam mình có cái diện chứ mà khi mà lót tay á, cái đại khái là giống kiểu như hồi xưa mình làm đi ở Việt Nam á nha, thì ví dụ như thằng sếp của mình lâu lâu mình tặng quà tặng đồ cho nó rồi luôn má. Mỹ không có đâu, mày càng tặng quà thì nào nó là nó để ý mày nhiều hơn nữa, nó cái người đầu tiên nó đuổi là đuổi mày đó. Tao hỏi thằng Ma Văn Kiên nhá, mày thử xét xem thằng Tân Thái thằng Ben Đi Trương với tao thằng nào chết trước. Ôi cái thằng đó thì tao nói mày rồi đó, có tin là coi như thằng gì đó Ben Đi Trương phải không? Ben Đi Trương như đó bị ở tù 10 năm. Thằng đó nó thù. Chứng tỏ nó là thù cá nhân thôi, đủ chứ đâu không phải đủ mà về xã hội xí hết cái mẹ trên trời á, mệt lắm.
Nhưng mà thằng đấy ở tù 10 năm thì sang nó sang Mỹ nó vẫn học được bằng luật sư cơ mà. Đâu phải luật sư con mẹ gì, nó đâu phải luật sư, nó như là thư ký luật sư thôi. Có nghĩa là nó phụ việc cho cái văn phòng luật sư. Hiểu không? Chứ luật sư ai mà thèm lên ngồi mạng mà ngồi gõ 8 tiếng mà đã vậy mà đã vậy đã làm như vậy, đã thư ký mà không làm được con mẹ chứ chắc là bị nó đuổi ra làm sao. Rảnh rang quá mới ngồi gì thế, chắc là bất tài ở đây thiệt mày. Luật sư bác sĩ bên này đồ má cái thiếu trai gì trắng tay thiếu trai gì. Ở đâu là xã hội mà muôn màu muôn vẻ. Cái đâu phải kiểu như mà nghe cái mang bằng. Tao nói mày rồi, hôm trước tao đã nói là không phải mày ra mà tốt nghiệp ở trường ra mày cầm cái bằng tiến sĩ hoặc là master đồ mà ra mày xin việc làm đâu có đơn giản gì đâu, mày phải có thực lực. Mấy cái thằng này có vậy đầu tiên tao, mình tao buộc phải cho mày xuống cầm cầu nhé. Chưa trả lời mà mày nói gì đâu không á. Tao hỏi Ma Văn Kiên này nhá. Kiên vậy nè. Kền kền gì đó, sắc túi gì nè. Tao không biết nữa nhưng mà mày giải thích giùm tao đi. Lý do tại sao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng qua thăm Việt Nam. Rồi lý do tại sao mà Mỹ đủ má nó đưa cho hết đủ một đống đủ gì đó F-16 qua. Rồi nó đưa tao nó cho tàu nữa đủ mà coi như tuần nhiên gì đó qua. Lý do tại sao mày giải nghĩa mà tao coi tao dốt vì đó tao hỏi mày trả lời tao đi lúc đó mà lúc đó mày lên đây mày nói mày không quyết một cái gì hết làm sao mày lên đây mày phản biện. Phản biện là phải có tình có lý phải có phải nói làm sao mà người ta cảm thấy ờ tao chấp nhận được. Còn mày nói toàn là không chấp nhận được thì làm sao mày nói gì được. Mệt quá, bữa nay bên tao rất là lạnh, mới có mùa thu thôi mà đã 3 độ rồi, chưa phải mùa đông mà 3 độ á. Cái khả năng là bác đã chuẩn bị về Việt Nam tránh đông như vậy à? Thì bây giờ thì chưa được, nhưng mà chắc là vài năm tới là cái mùa đông chắc là ta trốn Việt Nam chứ mà này lạnh quá. Cái tiểu bang của tao là nó biệt danh là cái tủ lạnh của nước Mỹ, lạnh nhất nước Mỹ. Nó giáp với lại và Canada thì lạnh rồi. Đúng rồi, giáp Canada. Từ đây qua lái xe Canada 6 tiếng. Nhưng mà tao nói cho tụi bay nghe thôi, chuyện bao tao không có nói chuyện lông dài mà tao chỉ nói tụi bay lên đây tụi bay phải nói một cách tao chỉ nói tao thì không giỏi hơn ai cả nhưng mà cái điều tao biết nghĩ lại mày tao nói không giống như tao kỳ trước tao nói mày khi người ta làm một cái chuyện gì đó là người ta của có chủ đích rồi, có nghĩa là bất cứ những cái gì tại vì đối với cái đầu của mình á mình không có giỏi bằng họ, mình không nhìn sâu và mình không có tầm vĩ mô. Rồi không phải là mình không có chức có quyền, rồi mình tiếng nói mình không được trọng lượng. Nói chung mình được, mình không có con mẹ gì hết trời, mình ngồi mình đó mò không à. Trong cái đó khi ta làm cái gì đó, giống như tao thí dụ cho mày hôm trước đó, có nghĩa là khi nào mày bắt cầm dưới đàn con hiểu được cái đường dây 500 kV đó, thì biết đâu mày mới nói. Ở đây đủ bây giờ mới cái 8 giờ mấy sáng tao mới ngủ dậy mà đây nó rộn ràng rồi. Nó dốc, nó xạo, không mà nói làm sao phải có cái tình, có lý để cho người ta phải có cái một cái sự và đắn đo. Khi mà nói xong rồi người ta về người ta suy nghĩ, ờ đúng thiệt vậy không mà ta này kia không. Đủ mày rống họng lên cái đủ mà chó cầm sẵn cái gì được. Cứ bừ ra đủ mà. Tao thiệt mà tao đâu phải là cộng sản, cộng sức gì đâu. Nhưng mà ít nhất cái dù muốn gì không khi mày nói ra mày cũng phải có cái lý. Mày dẫn chứng cái đó điều đúng là đúng. Còn cái điều đó là chính xác hay là cái gì đó thì ok mày lên phản biện đúng ok tao xác nhận đúng rồi tao đi theo mày liền. Còn tôi hở gì miệng ra nó bắt đầu chửi đồ tùm lum ra chửi mà không có lý luận không có chính xác gì hết. Nào thì dân quen rồi cướp đất rồi nói chung tùm lum ta ra bất cứ cái gì tao làm ra mày cũng mày nó ngộ chỗ này nha. Người dân trong nước hoặc là tụi bay cái so sánh mày thấy không đủ mà Singapore không đủ mà đẹp những cái đủ mà khi người ta làm đất nước cho người ta lên đẹp lên thì bắt đầu chửi rồi là sao ta không hiểu mẹ. Khi đất nước Việt Nam muốn vươn mình ra thế giới làm cho nó đẹp mặt đẹp mày thì chúng mày tụi phản đối mà trong khi đó mà đi ra nước ngoài mày trầm trồ mày chê bai Việt Nam thậm chí cái giống gì cái nhà hát hay gì đó. Ở Việt Nam á, ta không biết nhưng mà cái điều ta mới sắp sửa, ta mới xây là tụi bay biểu tình, tụi bay đòi biểu tình người ta phản đối này. Trong khi đó mày ra nước ngoài, trời ơi thấy chưa, đất nước người ta thấy chưa, trời ơi đẹp ghê. Mà đủ, trong khi đó đất nước mình làm vậy các bạn là mày chửi. Tụi bay sao thì ta không hiểu nữa. Không xây dựng thì nó bảo đất nước nghèo nàn lạc hậu, mà xây dựng thì chúng nó kêu là tốn tiền của dân. Trong khi đó mày lo mày chửi tao bới ta lại mình.
mày hô hào là đủ mày lật đổ Đảng Cộng sản, là có Mỹ sẽ ủng hộ, có tướng Việt Nam gì đó gì nó mạo danh, bên kia bị ta chửi quá trời, cái ông tướng gì Việt Nam mà ở thì đưa sát hạm đội đó, bên mẹ tên là tao không biết à, rồi xong đó, ủng hộ tao mới thắc mắc với nó đủ mẹ, nếu nó ủng hộ thì đủ mấy nó viện trợ chi máy bay ta, mà nếu mà nó ủng hộ thì đủ mấy bộ trưởng quốc phòng ra thăm Việt Nam làm chi ta, mày giải thích làm tao mấy vụ đó coi, mày giải thích được thì đủ mà tao đi theo mày. Toàn là thứ đủ mà thù Việt Nam mình, nó có thù cá nhân không á, có nghĩa là đó tao nghe nó bị đi chưa, nó bị ở tù 10 năm bây giờ nó mang cái hận, nó muốn nó ghét, nó giết quỷ bọn nó còn cái gì còn nữa, còn một tên nữa tướng gì không biết nữa, tư lệnh thái tư, không phải tư lệnh Thái Bình Dương, nhưng cái gì đó, tao không có rành nữa, mà đó có ai tao thiệt mày ở bên Mỹ hoặc bên Việt Nam mà tao đéo cần biết ai, nhưng trời người lớn tao đéo biết rồi, tao không cần biết gì trên trời, nhưng mà có cái điểm nó tự nhận rồi ồ mà tao ủng hộ rồi cái tùm lum tao ra, mà tự nhiên sao bây giờ đủ má thiên hạ Mỹ với nó ùng nó viện trợ cho Việt Nam mà viện trợ không có lấy tiền nha mày, mày là ghê chứ, mày giải thích giùm tao coi, thì mày giải thích được thì bắt đầu mày mới lên. Má thằng Lê Minh Trung, tao hỏi mày một điều này này, thế bây giờ Mỹ giàu thì Mỹ có quyền xây đúng không, Việt Nam nghèo người ta có tiền xây là được rồi, nếu mà nói như mày nghèo thì làm gì có tiền để mà xây, thằng này có tiền người ta mới xây chứ. Thằng này là thuộc quyền ăn cùng, không lẽ đủ thằng Mỹ được quyền ăn cơm, còn Việt Nam nghèo Việt Nam không lẽ đủ không cho được quyền ăn cơm, đủ thổ chứ. Mỹ Nai đấy thì có cái gì mà không biết, không những vụ thảm sát Mỹ Nai, còn có vụ thảm sát Mỹ Sơn, còn vụ cô bé Na Ban, các bạn có biết không, như cái bọn mà ba que ba sọc kia có biết không, chúng mày nói mở miệng, chúng mày nói là thương nước thương dân rồi đấy, nước thì bị Mỹ nó vác bom lên đánh đấy, dân thì bị chúng nó tàn sát đó, nó hiếp dâm đó, thương đi. Nói như thế này, xuất khẩu lao động thì chúng nó bảo là xuất khẩu lô lệ, mở nhà máy trong trong nước thì nó bán đất cho ngoại xâm, cái gì nó giặc đầu tuyên đạt được riết rồi thì bây giờ mày muốn dân Việt Nam làm sao? Mày đọc thường thường ơi, bên nước ngoài này buồn quá, tụi bay cũng giống như tao thôi, nhưng thường thường tụi bay coi phim, nhưng mà tao khóc cái phim khác, tụi bay mày coi cái phim gì đó mà đủ cái thời mà đủ gì tại ta thời gì vua gì mà luôn má là nổi trống mà để ca chư hầu tới giúp á, đủ má lần đầu tiên á đủ bả gì vua vui cho nên ra đủ phải làm ẩu, rồi lần thứ nhì lần thứ ba đủ giặc tới thiệt, đủ nổi trống lên đéo ai giúp tích gì đó, đó là tụi bay nói xạo một lần thì người ta tin, nó xạo hai lần thì người ta cũng còn hơi tin, mày từ xưa tới giờ mấy chục năm rồi nó xạo riết cái độ bây giờ đéo ai tin luôn, mày coi bây giờ người Việt mình nó đau nước đâu có ai tin đâu, chứ có những đứa tin là đứa là hút xì ke ma túy này kia, mày thiết cho nó về là bật lẻ thì nó bắt đầu nó mới nó hùa theo mày, chứ độ còn lâu rồi mới nó tin mày. Tao nói cho cái thằng Nguyễn Minh Trung về một điều này, nói chung là mày yêu đảng hay không không yêu đảng đéo quan trọng, hiểu chưa? Nhưng tao nói cho mày một cái lý lẽ đơn giản trong cuộc đời này, mày có yêu con gái nhà người ta chẳng hạn thì mày cũng phải yêu cha mẹ người ta thì nó mới chấp nhận yêu mày, chứ còn mày yêu con gái mà mày chửi cha mẹ người ta như hát hay thế thì đứa nào nó yêu mày, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ghê quá ta, mày có tấm lòng gọi là rộng rãi quá ta. Tao nói cho mày nghe là tao thì thiệt mày không có bắt đầu bỏ điểm với con mẹ chứ, cái nào sai hoặc là cái nào thấy không đúng là tao nói, kể cả bên Việt Nam á đụ mà tao cũng chửi tắt luôn, đụ cái gì sai là tao cũng chửi tắt. Nếu mà nghĩ về quê hương á, mày muốn nói đời Việt Nam mình cho người dân hạnh phúc á, thì mình nhìn về Việt Nam bằng một con mắt tích cực, đừng có tiêu cực. Mày muốn nói một cái gì ở Việt Nam là mày phân tích cho nó kỹ, tìm hiểu sự việc cho nó đúng, mày hiểu tao nói không? Cái việc đó ra mày, tao không cần biết chuyện đó, tao cần gì cho tao đứng chính giữa thôi, đủ mà tao thấy nhiều cái bất công là tao chửi thôi, cho tao thiệt tình mày đủ, tao nếu biết gì thiệt là tao rõ ràng tao cũng không có biết theo ai chứ, nhưng mà phải nói sao cho nó có tin, tao yêu đảng yêu nước gì đủ mà biết đéo gì này, cát trắng này tao với mày đều là người Việt Nam đúng không, người Việt Nam thì phải hiểu văn hóa Việt Nam, mày yêu đất nước thì mày phải hiểu văn hóa, qua sông thì phải nhị đò, muốn con hay chứ phải yêu với thầy.
mày yêu yêu con gái người ta, mày người ta bảo rồi là nó gọi là gì, đại khái là có một cái câu người Việt nói là gì, bố mẹ vợ cũng là bố mẹ của mình, đừng có nói là yêu vợ mà không yêu bố mẹ vợ, cái đấy là hoàn toàn là bố láo. Tao thì mày... mày có những cái mà đơn giản nhất à, giống như thằng Duy Nguyễn á, hôm trước mà vụ bão lụt ở đâu ở ngoài Tây Bắc thì biết gì đó, đã mày nó kêu gọi mà thực tế cái thằng Duy Nguyễn nó cũng thật, thằng này nó cũng ăn tiếng nói thẳng, đủ nó khi dễ nguyên cái đám Việt kiều ở nước ngoài luôn, đủ. Trong khi đó người nó đưa một cái clip mà thấy không, rõ ràng người Việt ở trong nước người ta ủng hộ quá trời luôn, trong khi đó ta không nói tao và ta không nói người khác, những người khác như tao tư tưng bình thì mỗi người có một chút, nhưng mà những cái thằng mà lớn bòm á như là Sơn Tây là những cái thằng mà đủ cái gì nó bùi này kia trốn mất tiêu luôn, đủ má đéo có một đồng bạc nào mà thấy nhục không đó, mà đừng làm cho người Việt, đừng làm cho người Việt ở trong nước để mà coi thường người Việt ở ngoài nữa. Ai cũng yêu nước chứ, ai cũng yêu tất cả mọi người. Nhưng mà những cái nhỏ nhỏ vậy cũng làm chưa được. Đừng nói làm chi mấy cái chuyện. Đấy, con nói không phải gì đâu. Đó, bọn con ở bên này đi lao động nước ngoài thôi. Mỗi người cũng góp một ngày công, hai ngày công. Ờ. Đấy, gửi về. Đó là một... Trong khi những ông mang tiếng Việt kiều, mang tiếng người Mỹ. Đó. Đồ ba làm cho con làm đâu. Yêu nước thương dân đấy. Nó chửi cho đấy, yêu nước bằng nước miếng đó. Có tính bằng lít. Bởi đó, đó là nói cho mày, mày hiểu một cái đơn giản nhỏ nhỏ. Nếu mày yêu nước một cái thiết thực đó, chứ đây không có phải về cho thằng nào ăn hay là kia ăn kia tương trời, nhưng mà có cái điều mà đừng làm cho mình, đừng làm cho những người khác mà Lê Minh Trung. Ok, nếu vậy thì cũng tốt thôi chứ không có gì, nhưng mà con nếu mà con có một cái gì đó mà con cảm thấy bác nói không đúng thì con lên con phản biện thôi, dễ thôi, không có gì hết. Nhưng mà thường thường tao về tao nói ra những cái từ xưa giờ hay tao nói ra nếu có thằng nào phản biện được chân trời, vì tao nói ra cái sự thật, mày hiểu tao nói không? Đúng rồi, Lê Việt Dũng, chúng nó chỉ yêu bằng Facebook và yêu bằng máu người khác thôi. Yêu nó yêu bằng cái Facebook với lại gì máu người khác là, chứ còn ngoài ra bỏ thằng nó không có làm cái gì chân trời. Cũng giống như bên ngoài Hà My giờ này, tao muốn lên tao muốn chửi mà tao nghĩ thôi, chửi thằng này thì cũng giống như chửi đầu đất cái đồ thằng hùng phạm. Ê, đâu có được gì đâu, nó hay nó mỗi lần nó lên cái miệng là nó đã cộng sản thôi, mà nó không biết ra cái gì, ít nhất nó không có lý luận. Nó phải lý luận tôi không bằng lòng đó, như vậy không, nó chỉ có một câu một đã đủ, mà giống như con chó mà đi sủa vậy, tao hỏi mày làm gì. Con chỉ nói đơn giản như thế này thôi, bác Cẩm, bác thấy ở bên Mỹ thì ai cũng phải có một cái ô tô để đi làm đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như bác mà có một người ở bên hàng xóm bên cạnh cứ sang chê cái xe của bác, xe này đi không an toàn, nó vứt đi, xe này bỏ đi. Ừ. Nhưng bây giờ tao bỏ đi thì mày phải có cái xe nào mới hơn, đẹp hơn, tốt hơn mà cho tao thì tao mới bỏ cái xe này đi, chứ đằng này mày bảo tao bỏ đi, đúng không? Tao lấy gì tao đi nào? Đúng rồi, cái này vậy. Thì ở trong một đất nước cũng thế thôi, chúng nó chỉ chửi Đảng Cộng sản, chỉ chửi nhà nước, nhưng mà bây giờ bảo nó chúng mày giới thiệu lên một cái tổ chức nào nó tốt hơn, nó uy tín hơn, nó giỏi hơn, có thể lãnh đạo được nhà nước cho tao xem này. Nói thẳng một cách khác cái nữa là tao thấy ở nước ngoài từ lớn tới nhỏ 2 triệu, 3, 4 triệu thì tao không biết, ở tao chưa thấy có một người nào có tầm cỡ cả. Không có một cái tầm cỡ nào mà để gọi là coi như là thuộc dạng như chỉ huy á, có nghĩa ý tao muốn nói là vui đó. Không có một người nào mà coi được cả. Người nào cũng có mỗi một cái thị trấn bôn xa nho nhỏ đáng được rúm người đấy mà có 5-7 hội đoàn. Xong là cứ cãi nhau lên, cãi nhau xuống. Cái lãnh đạo làm sao được nổi cả một cái đất nước. Cho nên là khổ, cái bọn này nó chỉ biết đi chửi người khác, nhưng mà bỏ hỏi nó thế chúng mày có gì tốt hơn thì chúng nó không dám nói. Tao thì chẳng phải là gì, tao chỉ biết là đất nước của tao hiện giờ đang thanh bình, không còn tiếng súng nữa. Tất cả mọi người đi lo làm ăn, tất cả mọi người đều có công việc làm, và nhà nhà đều có gạo ăn, mặc dù không giàu có. Những con người nhưng mà nói một cách công bằng này, là Việt Nam đang phát triển dữ dội. Tao về Việt Nam tao chứng kiến mà, tại vì tao chứng kiến cho nên tao mới lưu việc, tao mới nói không có nhà nào không có máy lạnh nha mày, ghê gớm không? 100 ở Việt Nam bây giờ chuyện có cái máy lạnh hay có cái tủ lạnh nó là chuyện rất là bình thường, máy giặt không máy là lạnh bình thường, ngủ á máy lạnh nó ngủ á, cái chuyện đấy nó ở Việt Nam bây giờ nó bình thường, nó không có cái gì khó cả. Ủa chứ mẹ hồi xưa mấy chục năm về trước làm gì có. Và thì mấy chục năm về trước thì thứ nhất là điều kiện kinh tế nó không có cũng có mấy lạnh này ghê thiệt.
thằng Nguyễn Minh Hữu này ra ngoài nhé con, vào đây chửi bới để làm gì? Đấy, như thằng Nương Nì này đi đó, làm gọi là bỏ mình bỏ Nguyễn cái tao Minh Hữu con chạm rồi bỏ ông vậy chân trời, mà tao chưa hề đụng chạm với mày. Mày hiểu của điều này tao nói đi nói lại rồi, khi mày nhắc nhở hoặc là mày đụng chạm tới người đã mất, chính là mày không phải là con người. Tại vì con người không ai mà làm gì đó chân trời. Mày đi ngang ra có một cái đám ma là mày đã cúi đầu chào rồi. Cứu chi người ta đã là mất rồi, mày vẫn đố cố tình mày lôi lên mày để mày chửi là có người mày không có giá trị gì cả. Anh cho nó ra ngoài người em. Trong cái cuộc đời này đấy, ví dụ như thằng Nương Nì đấy, nó là công dân bình thường, nó chỉ là bây giờ người bộ đội về. Đứa nào bất mãn xã hội gì ở Việt Nam, tao kêu Lưu Ly nó cho tụi lên nói, mà tụi lên tụi phải dẫn giải, phải dẫn giải, phải có lý, phải có tình, có logic nha. Rồi mày lên, rồi tao lên, tao nói chuyện với mày. Mày cứ gì cho tụi nó lên đi. Nhưng mà chúng nó có dám lên đâu, chúng nó chỉ dám comment gọi con vớ vớ vẩn thôi. Lên thì chỉ chửi bới thôi chứ. Con Hương Golia, con Hương Golia gì không, cho lên luôn. Đứa nào muốn lên cứ việc lên, lên nói ok, mày đánh cho hỏi tại sao, tao sẽ giải nghĩa cho mày. Cho lên đi rồi tao lên. Con cho bác xuống đi, hồi có mời nó lên đi. Đứa. Tại nãy ok. Mà coi như đấy đó. Đó thì bây giờ các bạn nào muốn lên tranh luận với bác Cầm không? Nếu mà Trái Kiều đó muốn lên tranh luận thì các bạn cứ ok cho mình. Mình sẽ cho lên trên này. Cái vấn đề của các bạn ấy là tôi sẵn sàng cho các bạn lên nói chuyện. Nhưng mà vấn đề thứ nhất là cấm chửi. Thứ hai là riêng về vấn đề của Hồ Chủ tịch là lãnh tụ của đất nước Việt Nam, không ai được nói động xuống luôn. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn bất cứ ai mà lên trái chiều trình bày ý kiến, chúng tôi cho nói chuyện hết. Vấn đề là cái bọn này này, nó chỉ vào, nó chỉ chửi bới thôi, nó không bao giờ dám lên. Nhưng với những người yêu nước họ vào các diễn đàn của bọn Ba Sọc, người ta sẵn sàng đòi lên, chỉ chúng nó không cho dám cho lên. Người đâu kỳ lạ, suốt ngày chỉ biết ngồi đóng cửa chửi đổng. Vấn đề nó nằm ở chỗ là suốt ngày chỉ đóng cửa chửi đổng thôi, thì đừng bao giờ mong làm cách mạng. Các bạn thấy như ngày xưa đấy, những người cộng sản đó, họ dám chấp nhận coi là chống lại cả một cái thực dân Pháp, họ sẵn sàng chấp nhận gọi là đời cách mạng. Giờ đây ta mới hiểu đã bước chân vô là phải chịu tù đầy, là gươm kề cổ, súng kề vai. Chứ còn bọn này á, bây giờ nó chỉ ngồi trên Facebook nó gào thôi, còn ai xuống đường kệ ai. Ông anh chả có gì mà nói là lo cho đất nước cả. Đây nó cũng là một cái diễn đàn, anh nói này. Vào diễn đàn thằng Trương Quốc Huy không bao giờ nó dám cho lên. Thằng Cát Trắng hiểu chưa? Bởi vì nó lên không bao giờ trả lời được sự thật. Trả lời cho ta một câu hỏi. Bây giờ chỉ cho ta một cái ông lãnh tụ nào bên phía bọn mày đi. Chỉ cho một cái tổ chức bên phía bọn mày đi. Mà cái tổ chức đó phải uy tín. Uy tín hơn Đảng Cộng sản đi. Tao khẳng định một điều, không đứa nào nó làm được. Trả lời cho tao hỏi, khi mà đất nước này bị thực dân Pháp đô hộ, khi thực dân Pháp đô hộ, thì cái Việt Nam Cộng Hòa hoặc là cái gọi là dân chủ nhân quyền của chúng mày để ở đâu? Có thằng nào trả lời được cho tao câu đó không? Chắc chắn là chúng mày không bao giờ trả lời nổi câu đó. Chào chị Thúy Hoàng, lâu lắm mới thấy chị vào diễn đàn. Em uống rồi chị yên tâm đi. Khi nào chúng mày giải trả lời được những cái câu hỏi đó thì chúng mày hãy nghĩ đến cái chuyện lật đổ được cái đất nước này. Chứ còn bây giờ chúng mày suốt ngày chỉ có gì lên trên Facebook chửi, à bất cứ chuyện gì cũng chửi, xây dựng cũng chửi, đập phá đi cũng chửi, mà không xây dựng cũng chửi. Ok Trần Dần, đó. Đấy là gọi là lãnh tụ của bên cờ vàng đi. Thế còn tổ chức, vì là lãnh đạo một đất nước thì một cá nhân không thể lãnh đạo được. Cho cái tổ chức ông Trần Dần nào đi. Đừng nói với tao tổ chức Đào Minh Quân nhá. Về thì ăn đi kiện giết đất nước thì chẳng bắt đầu lo. Cái làm mơ đấy 36.000 tỷ USD, tao cũng chịu đấy.
Chào Nguyễn Nhung. Nó không bao giờ nó dám cho lên. Các bạn phải hiểu, riêng cái thằng Trương Quốc Huy, nó không bao giờ cho lên, nó chỉ nó ngồi lõi một mình thôi. Nó thủ dâm cho cái bọn ở bên dưới, cái bọn ba que ba sọc chúng nó sướng thôi. Vâng, dạo này diễn đàn thì nhà có khách rồi. Đấy, chỉ cần hỏi, chỉ cần trả lời cho ta một điều. Bây giờ có cái tổ chức nào, có cái cá nhân nào đủ sức lãnh đạo đất nước, giới thiệu cho tao. Riêng Đào Minh Quân là thấy không ổn rồi đấy. Suốt ngày chỉ ăn no mới đi kiện, mới quảng cáo cho vài cái hãng sản phẩm, lãnh đạo cái gì. Bên Mỹ có tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời kìa. Ta bảo rồi, cái chính phủ đó đấy, suốt ngày chỉ ăn mới no đi kiện thôi. Tao cũng sợ lắm. Toàn nhờ Mỹ không à. Mà nhờ Mỹ gì, nó bảo nó cho Việt Nam à, nó kiện được Trung Quốc thì nó sẽ cho Việt Nam 21 tỷ 21 nghìn tỷ. Nhưng mà nó vẫn phải biếu nước Mỹ 16 nghìn tỷ. Nếu như nó bảo nó sẽ biếu Việt Nam 36 nghìn tỷ đó thì chắc chắn là tao thấy thằng này yêu nước thật. Thế nhưng mà nó lại bảo là nó kiện Việt Nam xong nó chỉ cho Việt Nam 21 nghìn tỷ, trong khi nó lại phải còn biếu cho nước Mỹ 16 nghìn tỷ. À, tao thấy là hình như là nó coi như là vẫn yêu nước Mỹ hơn. Ai kêu gọi trưng cầu dân ý hả? Nó thằng đấy đấy mà về Việt Nam chắc suốt ngày cầm đơn đi dọc bờ hồ, chuyên chỉ ăn mới kiện thôi, xong bắt đầu ngồi quảng cáo cộng với thời gian lên Facebook, thời gian đâu lãnh đạo đất nước. Sao cái vấn đề không phải là dám? Bây giờ hỏi đấy, nếu nước Mỹ mà kéo hạm đội 7 đến tận cửa biển Việt Nam, nếu như mà Trung Quốc nhăm nhe định đánh Việt Nam, sẵn sàng có cuộc trưng cầu dân ý đánh ngay hòa, có ngay. Thế nhưng mà vấn đề bây giờ đất nước làm cái gì, việc gì đâu mà phải trưng cầu hả? Đất nước đang bình yên, mày thấy trên thế giới có cái nước nào trưng cầu dân ý đồng ý cho cái này lãnh đạo, đồng ý cho cái kia lãnh đạo không? Hai nữa, trưng cầu dân ý nó là phải là một tổ chức trong nước. Còn ông Đào Minh Quân là ai? Ông Đào Minh Quân là một người Mỹ rồi. Đấy, cái tư cách gì mà trưng cầu? Đang bình yên thì mới không cho trưng cầu dân ý. Ai trả tiền cho cái cuộc trưng cầu đó? Hả? Tao thử hỏi một điều, ai là người trả tiền cho cuộc trưng cầu đó? Bao nhiêu thùng phiếu? Bao nhiêu người kiểm phiếu? Bao nhiêu người nghỉ? Ai là người chi trả cho cái khoản đó? Mày có trả lương cho những người đi trưng cầu không? Cái vấn đề là chúng mày có trả tiền. Ok, cho lên giải trí 5 phút. Chúng mày có trả tiền cho cái cuộc trưng cầu dân ý đó không? Ăn tối ăn đồ đi. Tối đi. Ăn làm gì mẹ, cũng lấy ăn nhậu đi cha. Món này là món gì đó? Ủa? Mày chọc thèm anh rồi nha. Hình như là xá xíu à. Tối ngày cứ chửi lộn hoài vô gì nữa. Nó vào trưng cầu dân ý. Duyê. Mất khách quá. Anh nói thật, anh không bao giờ sao? Không bao giờ khoe bạn gái. Không, tao có ai quan tâm gì đâu. Đi ăn nhậu đi. Hồi nãy ông nào chọc anh giận vậy? À, cái thằng... Thằng nào nó bảo là ở Việt Nam tại sao không cho trưng cầu dân ý. Mà đi nhìn gái đang nhậu đi mấy cha. Cha tối ngày cha bên Mỹ mà cha không có tiền ăn mà cha tối ngày cha chửi hoài. Không. Đây là cứ người cái iPhone quẹt ăn xong rồi thanh bill tống bill trả tiền. Nhìn đùi không? Đó, nhìn. Giải trí đi 5 phút thôi nghe.
Em ăn chay mà. 5 phút thôi. Ví dụ một bữa ăn như này ở Việt Nam thì tính giá khoảng bao nhiêu ca? Má. Tao phải kiện đi. Thấy gì nước tương ngon không? Thấy gì nước tương ngon không? Ngon. Được. Ngon cái đấy không? Là phải dùng lưỡi đúng không? Cái đấy là dùng lưỡi chứ mới ngon. Đúng. Dùng thìa là không ngon đúng không? Ăn thêm cái gì? Ăn nước tương không? Hả? Nước tương ngon không? Ngon. Này là cái này là tương ớt nè. Ừ. Tương ớt nghe. Anh hỏi thật, mày đã bao giờ ăn cái món bánh cuốn chưa? Ở trong Nam có món bánh cuốn không? Gì à, vuốt cái coi vậy ba, tiếp viên ba vuốt cái còn phải bò đó. Vuốt cái là bò nha. Đâu rồi? Ngoài dược sư là thằng nào dám chọc anh Luli của em giận vậy? Hả? Ngoài dược sư là thằng nào? Mẹ anh có tay độc Âu Dương Phong đây. Ủa nó comment anh... đâu sao em thấy? Chắc là em chặn nó rồi. Nó bảo là hãy cho người dân Việt Nam cái quyền tự quyết đi. À rồi, quyền tự quyết đúng không? Ok, được. Đang có quyền tự quyết mà đâu có mất đâu mày. Mày khùng hả? Người dân Việt Nam có quyền tự quyết này không? Mà hãy đi ăn nè, kêu món gì là kêu. Cái này là cơm hải sản đó. Cái này là bò lúc lắc, đúng chưa? À. Rồi cái này là mực chiên, đúng chưa? Đó. Rồi cái này là mình hạt xương mai, đúng chưa? Đó. Người dân có quá có quyền tự quyết luôn nè. Thích uống nước ngọt thì uống nước ngọt, thích uống nước suối là uống nước suối, đúng chưa? Mà thậm chí mà thích uống hàng và có hàng trong đây nữa nè, không? À, quá tự quyết luôn. Muốn gì nữa? Em có cái quyền gì chưa được? Không 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 phải là chỉ ba sóng nó thèm mà Lưu Ly ngồi đây cũng đã thèm nè. Cái này tắt nha, này tắt nha đó. Cái này là tắt, này là muối tiêu. Đó, ví dụ bây giờ cái món này á thì bạn muốn chấm cái nào đó bằng chấm muối tiêu cũng được. Chấm nước tương cũng được, chấm tương ớt cũng được, đó là quyền tự quyết. Đúng không? Có gì đâu mà phải sắn, đúng chưa? Còn bây giờ nè, đây là cái đũa. Cái này á, mày muốn gấp mày ăn á, thì gấp bằng đũa ha. Còn không á, thì lấy muỗng, đúng chưa? Đúng không? Rồi còn không nữa đó, thì á, lấy tay bóc. Còn không nữa thì nhờ người kế bên á, gấp cho miếng ăn. Không đang phân tích cái quyền tự quyết cho bạn kia nha. Chấm mút được, này chấm nè cô. Đây giờ mình chấm nha. Rồi mình đưa ra miệng mình mút. Hơi cay một xíu mà nó đã cô ơi. Đâu nó đâu mất tiêu rồi sao em thấy nó? Chắc em block nó rồi. Nó bảo là bây giờ là muốn thay đổi cuộc đời. À, cầu dân ý đi bà. Tóm lại là Việt Nam có rất nhiều về gia vị. Đúng không? Hãy tận hưởng Việt Nam tới cách sống của bạn. Đó là nước tương và muối. Ok chưa? Trời ơi Hương ơi, rồi. Em đã nói với em okay, rồi. Ok, xong rồi em xuống nghe 5 phút giải trí rồi. Ok, để anh đang tiếp cho. Anh không hiểu được cái ngôn ngữ của Hương nó như thế nào, cỡ như thế nào nữa. Đã bảo là BD rồi mà lại còn phải mang theo vợ nữa là sao? Còn tao hỏi mấy tất cả cái thằng Hoàng Dược Sư một điều là bây giờ đất nước tao đang yên bình. Đấy. Dân đang rất thoải mái và tự do. Thế bây giờ mày muốn thay đổi theo hướng nào? Mày muốn gọi là lại quay lại cái thời kỳ Lê Máy Chém dọc miền Nam đúng không? Ok, cảm ơn em. Tao đã bảo rồi, những cái vấn đề đó tự nhiên lại đi trưng cầu dân ý để làm gì? Mày chỉ giải thích cho tao một điều, tại sao lại phải đi trưng cầu dân ý? Thế bây giờ mày không thể giải thích nổi, mày không đưa cho tao được một cái lý do gì mà bây giờ mày cứ bắt tao là phải đi trưng cầu dân ý, tao chẳng hiểu được. Trưng cầu dân ý nhá, này mất cái người mất người làm phiếu này, mất công đi bỏ phiếu này. Hello con, nghe vâng, không?
Nghe được không? Ngon, nghe nghe rất rõ. À, ok, thằng có thằng Hoàng Diệt Sư này tao nhớ như trong truyện Kim Dung như nó ở ngoài đảo mà. Để tao nói cho mày nghe, mày ngu đến mức độ vậy là Hoàng Diệt Sư, mày tao nói cho mày nghe, trưng cầu dân ý, đúng có cái điều đó, nhưng mày phải hiểu cái điều này, trưng cầu dân ý là một cái đất nước mà có một cái thế lực ngang bằng đối trọng thì lúc đó người ta mới hỏi ý kiến người dân, nước có nghĩa là trong đó ngang đối trọng. Giống như ngày xưa đó, ngày xưa thí dụ như có hai miền Nam Bắc á, thì mày nói câu đó thì hoàn toàn có lý, đúng. Trong khi đó cái chính thể Việt Nam thì từ Nam ra Bắc là một dải, không có một cái móng nào gọi là phải gọi là một cái thế lực mà nào để mà đối trọng với là cái Đảng Cộng sản Việt Nam mình, thì lấy cái chó gì mà để bây giờ để mà trưng cầu dân ý. Mày hiểu tao nói gì không? Tự nhiên không đủ đất nước người ta ngon lành, bây giờ tao hỏi mày, mày dĩ vợ mày ở nhà đó đủ cái gì, tự nhiên tao nói mày trưng cầu dân ý đi, vợ mày nó bỏ mày, mày chịu không? Tào lao gì vừa thôi đủ, mày mày vừa tào lao thì mày cũng tào lao vừa, mày không hiểu cái gì, mày không hiểu gì trưng cầu dân ý cả, mà mày cứ lo mà trưng cầu dân ý con khỉ. Mày hiểu nói không? Có phải là có một cái đối trọng, có nghĩa là một kẻ tám cân người nửa lạng, người ta đang phân dân thì người dân ta chọn gọi là trưng cầu dân ý. Còn cái này tự nhiên cứ quên tăng một đống vậy, bắt trưng cầu dân ý để làm gì? 90 phút đã kết thúc tỷ số. Bác cầm ơi, 90 phút đã kết thúc tỷ số đã rõ ràng rồi mà vẫn cứ bắt đá với Anty này, cái kiểu gì? Là sao? Thằng này nó ở ngoài đảo về nó có khác, nó không hiểu được cái cuộc sống trong đất liền rồi. Ngộ ghê. Nhắc lại một lần nữa, cái tự do dân ý đúng có cái từ đó chứ không phải là sai, nhưng mà phải có sự đối trọng. Trừ trường hợp khi nào mày lấy mẹ nó hơn nửa nước đi, lúc đó tôi gọi dân ý. Còn cái này đất nước người ta đang hòa bình đồ, đang hạnh phúc, mà bắt người ta trưng cầu dân ý là sao? Trời đất ơi là trời, đủ mấy mày khùng không? Đây là tư tưởng của Đào Minh Quân đấy. Tư tưởng của Đào Minh Quân đấy, bác cảm. Mày có điên thì mày cũng điên, chừa cho tao điên chút, cho tao cũng đã điên điên đây, gặp mày cũng điên hơn tao nữa. Đây mày hỏi hỏi ở trong bây giờ trong diễn đàn này, mày cứ hỏi người trong diễn đàn này, chẳng có ai là đảng viên, cũng chẳng có ai là cán bộ đâu, chẳng có ai là cộng sản đâu, hỏi xem họ có muốn trưng cầu dân ý không. Quá bán thì tao sẽ đề nghị nhà nước tao nói hòa bình, trưng cầu dân ý hòa bình tức là không có chiến tranh nữa là đã là hòa bình rồi. Mày hiểu chữ mày hiểu chữ hòa bình là gì không? Cái chữ hòa bình á mày phải áp dụng cho đúng chỗ và đúng nơi thì mới đúng. Một đất nước hòa bình là đất nước không có chiến tranh và đất nước im tiếng súng. Mày hiểu tao nói chưa? Còn mày hiểu tao nói không? Chứ không phải cái chữ hòa bình mày muốn dùng đâu, mày dùng đâu. Mày đừng có làm to chuyện đó. À, chào Bảo Trâm em. Nói chung mày cứ thử hỏi mỗi cái điều này. Hỏi. Tự nhiên đủ một cái đủ mà nhà mày đang hạnh phúc, con cái đùm đề, vợ đẹp con xinh, làm ăn đàng hoàng, xong cái đủ tao trưng cầu trưng ý đủ mày để cho chia năm xẻ bảy cái gia đình mày ra, mày chịu không? Phải chia mà tụi bay mà ly dị nha, mà ly thân sắp sửa đủ một tan rã đó, tao mới trưng cầu trưng ý để tụi bay họp lại thì còn có chuyện để mày nói. Con này tụi bay đang hạnh phúc, tự nhiên đùng một cái là đủ má mày gì mày bắt người ta mày phải nghe theo mày. Con nghĩ cách, con sẽ tìm đến gần nhà nó, xong bao con hỏi trưng cầu dân ý để cho con ngủ với bọn nó. Chuyện gì, chuyện vô duyên mà nói nhiều cái chuyện mà đủ, mà không nghe được một cái gì cả, không có lấy một cái gì qua thuộc gì là lý luận. Có ai cấm mày không có ý kiến đâu, mày nãy giờ mày có ý kiến là mày có ý kiến rằng cái ý kiến tao mày có ý kiến là không cần trưng cầu dân ý đấy, được hoàn toàn tự do có ý kiến đấy thôi. Mày mới hiểu cái điều tao nhắc lại một lần nữa, không cần phải hỏi ý kiến, không ai hỏi ngu gì chân trời. Tao đã nói rồi, khi dùng cái từ trưng cầu dân ý là phải có sự đối trọng. Đối trọng ở đây có nghĩa là một nửa nước Việt Nam mình đã là coi như là khác, bắt đồng chính kiến, và người ta có chính phủ, người ta có quân đội, người ta có đầy đủ, tương đương như giống cái bên kia. Đối trọng, mày hiểu không? Thì lúc đó mới là trưng cầu dân ý. Mày còn mày riêng cá nhân mày chỉ có mình mày đủ, má có một giấy không mà bắt ta trưng cầu dân ý là sao? Mày đủ, má mày muốn làm cha, mày vô nhà thờ mày làm đi, mày ở bên này mà nói xạo quá. Trời đất ơi, đủ mà thằng khùng. Cũng giống như hồi nãy tôi nói, tao bây giờ bỏ bao nhiêu ra cầu giấy mày đi. Bây giờ nếu mà muốn vậy á,
mày nói vậy thì bây giờ tao mày để nghĩa như thế nào cho người ta biết làm sao mà để cho thằng Mỹ á, ngay bây giờ bộ trưởng quốc phòng Mỹ đang thăm Việt Nam thì mày giải thích như thế nào cho tao nghe coi. Đang nói tự do ý kiến quyền, tự do ý kiến của tự dân thì đủ, tao nói mày nghe. Trong các diễn đàn từ ngày có Facebook mà nở rộ ra. Đúng rồi, đúng rồi. Thế thì các em ở bên Mỹ cũng đừng sủa về Việt Nam nữa. Ok. Em bắt người ta như thế. Thế mày ở bên Mỹ sủa Việt Nam vậy? Đúng không? Cái đầu của mày mà cái suy nghĩ của mày như vậy, mày muốn mày muốn làm lãnh đạo. Trời ơi, đụ má tao nghe tao muốn xỉu luôn. Chắc thằng này là fan ruột của Đào Minh Quân đây. Lúc nào mở miệng ra cũng trưng cầu dân ý. Nhắc lại một lần nữa, lần thứ ba, mày dùng cái từ đó là rất là sai. Hiểu chưa? Trưng cầu dân ý là có sự đối trọng trình độ mà không có tới đâu, chân trọng mày đặt chỗ bỏ vô. Mày nói ngu quá mà ai chịu cái nổi. Tao thì nói cho chúng mày nghe về cái chuyện tranh chấp quyền lực trong một đất nước nó như thế này này. Đầu tiên đấy là sẽ có hai, có tất nhiên là phải có hai cái bên đối lập. Đấy. À, đầu tiên là gì? Là bàn luận. Đấy, bàn luận mà không xong thì quay ra đánh nhau. Đánh nhau vẫn cứ không xong thì lúc đấy mới trưng cầu dân ý, đúng không? Chứ còn chẳng ở đâu ra tự nhiên là mày chả có cái gì cả. Cái đồ dân ấu. Đồ đi. Bao giờ đấy mày phải đủ cái đối trọng, mày ngồi nói chuyện với người ta. Người ta không đồng ý thì mày đánh nhau, đúng không? Đánh nhau cũng không được thì bắt đầu lúc đấy mới trưng cầu dân ý để xem ai là người nên lãnh đạo. Lúc đấy mới nhờ tiếng nói người dân. Chứ còn bây giờ nhà nước đang ném lãnh đạo, tự nhiên mày bảo bây giờ tôi đi hỏi dân, dân nó không đồng ý cho ông lãnh đạo nữa, ông xuống đi á. Mơ à? Thằng này nó ngủ 3 ngày mới nó mơ. Nó mơ lên sao quả. Cắm cho quả tên nửa vào, mày muốn bay đi đâu thì bay, làm cho tí thuốc lắc nữa là gọi là lắc quên đi cuộc đời, thì lúc đấy mày nên làm vua. Bởi vậy tao nói thiệt, tụi bay vô trong này, tụi bay vô trong những cái trang như vậy, tụi bay lý luận chính trị nó còn thấp quá, nó còn nhỏ, nó còn kém quá đi, thì tụi bay đừng có nên chỏ mỏ vào những cái chuyện như vậy. Tại vì sao là cứ làm sao đi vào những diễn đàn như này đấy, cứ lôi được một hai người nào có trình độ vào một tí đi, chứ đừng có người nó cùn quá như chúng mày. Đó, cùn, kêu bằng cãi cùn, cãi cối ấy, mà thực tình không có nói, mà ta nói rồi, không ai cấm mày phát biểu cả, đó là tự do nhân quyền, đó là tự do phát biểu đó. Nhưng mà mày phát biểu làm sao, cái lời nói của mày để cho nhiều người nghe, thì cái điều đó nó mới là tốt. Còn cái này mày nói mà không ai nghe, ai cũng chửi mày hết, thì làm gì mày nói làm cái gì, chứng tỏ là mày không có lý luận mẹ vậy rồi. Mày nói cho nó sướng mẹ mày thôi. Mày nói những chuyện không có trên đời. Tự nhiên đất nước người ta đang yên bình, không có chiến tranh gì cho mà Duy đang bận rồi nhé mọi người. Tào lao. đây là cái hậu quả của những người cuồng Đào Minh Quân đấy, mơ đến 36.000 tỷ USD đấy. Bởi vì ông ta ngồi, ông ta lấy đi. Mày nói chuyện khác thì ok. Mày sẽ nói như vậy, trong đất nước vẫn còn nhiều người bất mãn. Ok, đúng. Tại người ta không hiểu, hoặc là người ta bị chèn ép, hoặc là ta bị cái gì đó người ta không thỏa mãn thì ok. Chứ đủ không tự nhiên đùng một cái kêu trưng cầu dân ý, đủ mày có súng có gì đâu. Mày có chính phủ có mẹ gì đâu. Kéo tí Hoàng Dược Sư, kéo thêm ông nào trình độ nó cao hơn tí vào nhá. Chứ đừng vào không. Vào không một mày, mình. Mày nói cái chuyện đó không có xứng đối với tao đâu. Trời khổ ghê. Tao đã nói mày rồi. Đứa nào mà có đủ trình độ lý luận cứ việc lên đi, rồi tao lên tao trả lời cho. Còn mấy cái chuyện đến khùng khùng điên điên vậy nó hơi sức đâu mệt quá, làm cái chó gì tụi mày cũng cự chứ trời. Để tao nói một cách vô lý, một cách đơn giản rồi nghe. Mày đi ra nước ngoài, mày đi tham quan Singapore, mày đi Úc, mày đi Canada, mày thấy nhà cửa người ta, những cái chỗ mà ruộng mà nhà hát hí viện của người ta, rồi xong cái chỗ nhà mà trình diễn ban nhạc, rồi cái nhà cao cửa rộng đẹp quá này kêu nói cho nhanh nhá, nói cho nhanh nhá. AQ thì bây giờ không còn tuổi tí gì nên diễn đàn nữa, còn anh Sơn Tây thì đã bảo rồi, anh Sơn Tây thì anh nhây quá.
anh ấy không 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 đủ tầm, mời ông khác đi xem nào, mời mời khác nó lý luận nó cao cao một tí. Khi nói ra để mà có nhiều người ta nghe được là phải lý luận cho nó chính xác và phải có lập trường, rồi phải có trình độ, đây là trình độ văn hóa luôn, trình độ lý luận chính trị luôn. Tao là cái thằng tay ngang thôi, nhưng mà tao thấy cái bức xúc quá nên tao nói, tụi bay tao nói toàn là chuyện tào lao, nó thẳng kêu là tào lao, tao là tào lao, nó nói vậy đó. Đúng rồi, ông già cầm nguyễn là bây giờ không phải đi cắt cỏ, còn em cứ cố gắng ngồi rũ neo cho nó đẹp đi, không tí nữa mấy con mỹ đen nó lại gõ vào đầu cho lỏng hết não đấy em. Thấy không, mày mời nữa người nào mà có trình độ lý luận đi. AQ là đại diện cho chính phủ Việt Nam quốc gia lâm thời, khi nào mà nó cầm cái thẻ đại diện lên đây ngồi nói chuyện. Còn khi mà nó vẫn còn chưa cầm cái thẻ lên thì nó không có tư cách gì. Trời ơi, một cái thằng nói dối từ trên xuống dưới ai thì nghe nữa mà cho dám cho lên không. AQ tao nói cho biết mày, AQ lên đây rất nhiều, lên các diễn đàn cũng rất nhiều rồi, không diễn đàn nào. Thế nhưng mà vấn đề đấy là nó không đủ trình độ để nó ngồi nói chuyện. Còn bản lĩnh hay không đấy, mọi người ở đây đều biết, AQ biết. Làm gì có cái chuyện vài cái đồng bạc, đây, nói thật nhá. Nói theo đúng thằng Duy nó nói đấy. Người Việt Nam không nèm nhèm, nói là nào. Có ít thì tiêu ít, có nhiều, chơi nhiều. Nhưng nó phải nói là phải làm. Vài cái đồng bạc nhây 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 nhây. Bảo anh làm IT, chào Nguyễn Dương anh em. Làm IT lương ở bên Mỹ cả 100,000. Bảo bắn có 1 đô về để chứng minh xem là có thực sự có tiền hay không. Không dám bắn. Anh vẫn đi làm cu li bình thường. Chả có cái gì mà phải sợ. Hương Gô Lia Phạm à. Ở trên đời này không phải mấy ai được làm ông chủ. Mà thực ra ông chủ cũng là cu li cho người công nhân. Phải đi kiếm việc về cho công nhân nó làm. Trên đời này đấy, nếu mà nói cái từ cu li đấy, thì tất cả mọi người đều làm cu li. Thằng Tổng thống cũng là làm cu li. Ai cũng làm cu li hết. Có cái gì đâu mà phải xấu hổ. Vâng, bác cứ ấy đi. Lúc nào bác lên thì ok, con đưa lên. Không, chả có cái vấn đề gì Dương Hân ạ. Nhưng vấn đề bây giờ AQ muốn lên với tư cách gì? Lên tư cách gì và lên nói chuyện cái gì mới là được. Chứ còn bây giờ cứ ok, ok lên làm gì? Còn chưa xin lỗi tất cả mọi người cái vấn đề là xuyên tạc, nói dối, nói trá thì chưa bao giờ lên được. Lên là phải xin lỗi là vì một phút bức xúc hay là cái gì đó mà muốn nói dối dìm hàng người khác. Chơi cái trò nào nó cũng phải có luật của nó. À quý hả? Chơi cái trò nào cũng phải có luật của nó. Nói mà không làm đã là thất hứa, bất tín. Đừng để thằng Duy nó lại lên, nó lại nói cho. Nói thật em đấy, em nói thật, em không phải là những người mà có tiền. Em nói thật, những gì em không có tiền đấy. Em đôi khi em nói chuyện với bọn anh ấy, nó còn có một chút gọi là tôn trọng, nể nang một tí. Bởi vì dẫu sao thì mình cũng là người gọi là ít tiền đi. Nhưng riêng cái tầm cỡ anh thằng Duy lên, nó hạ xuống, nó dập cho phát một à. Nó còn đang ngồi trong này đó. Đừng để cho những người như Duy nó khinh. Thật đấy mà. Ai cũng như thôi, chơi trong cái cộng đồng này, nói đơn giản như ngày xưa làm cái thôi, anh thì chả có gì học học. Nếu mà anh đã gọi là anh là thuộc dạng là bị đuổi học, bởi vì là không có khả năng tiếp thu. Lúc nào mà học bao nhiêu năm rồi. Cái chuyện đó đấy, thì anh sang diễn đàn Duy giải thích. Bởi vì là ở đây đấy là không có nói chuyện hách lích. Ở đây là nói chuyện về chính trị, nói về đất nước. Chứ còn mấy cái nick Facebook này, bao nhiêu người bị report, rồi là bị rip, rồi là bị hack, đó là chuyện bình thường. Không có cái gì mà phải kêu ca cả. Mà cũng chưa bao giờ nghe nói lại bảo AQ, dư luận họ nói thế. Còn chỉ đích danh ra bảo ai bảo AQ hack.
thì cũng chưa tìm thấy ai bảo AQ hack cả. Ok, cảm ơn em, cái tình nghĩa đấy thì anh cũng thấy hơi nghi nghi đấy. Đây mọi người đang đang muốn em lên để nói chuyện với AQ này, vấn đề cái nick cái nổng gì này, em có nói chuyện với AQ không này. Đấy mọi người muốn em lên cho em nói chuyện AQ này, em có lên được không? Chứ còn nói AQ, nếu AQ nói AQ đã đại diện cho chính phủ Việt Nam lâm thời đi, tôi sẽ sẵn sàng mời lên, gạt bỏ cái chuyện hack leak với lại chuyện nói dối nó điêu ra. Chưa nói đến nhân cách. Nếu như AQ bảo AQ là đại diện cho Việt Nam lâm thời, đại diện cho gọi là tổ chức gọi là Việt Nam quốc gia lâm thời đi, tôi cho AQ lên đàng hoàng. Tôi lên để học hỏi thôi, tôi không có đủ sức để dạy. Hương nói gì mà để cho Dương Hân nổi nóng lên thế? Cái gì? Hương muốn lên không? Hương muốn lên anh đưa lên. Anh đưa Hương lên nói chuyện đàng hoàng. Nó chán không muốn nói chuyện với AQ rồi đúng không? Từ chối đúng không? Này, ok. Nick của Lưu Ly nhá. Hôm nay bị mất, ngày mai sang Duy Nguyễn phát lại giới thiệu nick mới, thoải mái. Thằng Lưu Ly mặt xảo trá, mặt trâu bò, Lưu Ly chuyên gia cua dạo lè. Là cái gì hả thằng điên lắm? Mày đúng ăn nói, ăn không nên đòi, nói không nên lời. Ngậm mẹ mõm lại đi con. Chú Hoàng Jacky, chú Hoàng Jacky đâu hả? Mọi người có ai thấy chú Hoàng Jacky đâu? Duy đang ngồi ngoài nên không ấy. Táp chú Hoàng Jacky vào cho nhờ việc nhá. Không, riêng Hương cho lên ngay. Vấn đề là Hương có lên hay không thôi. Đấy, em có một phiếu vote, một phiếu vote rất là uy tín. Hương em có lên không? Cái gì mà dám không? Vấn đề là dám cái gì? Cái địt cậu, cái thằng điên nắm này, mày là cái chó gì mà tao phải ngồi tao đọc cái comment của mày? Biến, tao chưa lừa mẹ mày lên giường. Lên yên tâm đi. Đừng có hận tao. Thì rõ ràng không đủ trình độ còn gì nữa. Nếu đủ trình độ không bao giờ phải đi nói náo. Đúng không? Nếu đủ trình độ không bao giờ phải đi nơi nào. Nếu đủ trình độ đấy. Nói cho AQ nghe này. AQ nói người Mỹ rất là quyền lực đúng không? Chỉ một nguyên một cái điều này thôi. AQ nói người Mỹ rất là quyền lực. Cái hộ chiếu của Mỹ rất quyền lực. Người nước Mỹ rất tự do. Thế nhưng mà lên trên mạng đấy, AQ còn đéo dám nhỏ mặt ra. Tức là AQ không bằng Lưu Ni, một người Việt Nam. Không dám nói thẳng cái chính kiến của mình. Tức là mất tự do. Vậy thì thử hỏi. Cái đủ cái tư cách đó thôi. AQ lấy cái gì để mà so với lại Newly mà đủ trình đam hay không đủ trình đam. Đúng không? Cứ thử suy nghĩ một điều đi. Nếu như AQ nhá, dám bỏ mặt ra như Newly thì mới nói là người Mỹ quyền lực. Nếu như mà dám công nhận tao là ba sọc, tao là phản động thì nó mới là tự do. Còn đằng này làm cái gì không dám. Lúc nào cũng bảo chỉ là nên học hỏi, mặt thì giấu nhẹm. Chẳng hiểu người Mỹ sao khổ thế. Người Mỹ lên trên Facebook mà phải giấu mặt à? Hả? Người Mỹ lên Facebook phải giấu mặt sao? Tôi chưa nói đến cái chuyện gì cả. Chưa nói giàu nghèo. Tôi chưa nói cái chuyện Duy Nguyễn với chuyện AQ là chuyện riêng. Bây giờ tôi chỉ so sánh AQ lúc nào mồm cũng nói cần tự do, cần dân chủ.
rồi chê cái hộ chiếu Việt Nam không có quyền lực. Nhưng mà tôi thấy một điều này, lên Facebook này tôi sẵn sàng được ngồi trưng mặt ra trước bàn dân thiên hạ. AQ thì phải giấu mặt. Tôi sẵn sàng chấp nhận, tôi nói tôi bưng bô Cộng sản. AQ đéo bao giờ dám nói bưng bô thằng Mỹ. Tại sao phải nhục thế? Tất cả những cái việc đó đấy là đều là cái chuyện của Mã Đáo đấy, là chuyện của Mã Đáo. Hiểu chưa? Còn đã vào diễn đàn Newly phải so sánh với Newly này. Đấy, so sánh như này, nhìn đây này. Đấy, chúng ta đối diện với nhau đấy. Lúc nào cũng nói người Mỹ được bảo vệ, được chính phủ, nhà nước bảo vệ ghê lắm, quyền tự do ngôn luận ghê lắm. Hà cớ gì mà lên trên mạng Facebook này phải giấu mặt. Còn phản động thì nói bố nó phản động đi. Tao không thích Cộng sản, tao thích nước Mỹ, tao bưng bô nước Mỹ. Ok. Ví dụ như Newly này, mọi người bảo bưng bô Cộng sản. Ok, tao bưng bô Cộng sản. Sao không? Tao làm gì được không? Cái việc Newly có làm chính trị hay không? Có liên quan gì đến AQ không? Có cần phải giới thiệu ra không? Mà tôi cũng chưa thấy thằng chính trị gia quốc tế nào nó phải giấu mặt cơ. Chỉ trừ những thằng xã hội đen thì nó giấu mặt. Chứ còn làm chính trị chưa thấy một thằng nào giấu mặt. Làm chính trị người ta phải trưng mặt ra, dù ra chợ, dù trên truyền hình, người ta phải trưng ra để đưa tiếng nói của mình ra để cho mọi người biết đến mình. Làm gì có thằng nào chính trị mà phải giấu mặt? Ở nước Mỹ làm chính trị phải giấu mặt à? Rõ ràng, làm cái gì cũng thế thôi, phải có bản lĩnh. Bản lĩnh là phải làm sao? Mình sống giữa trời đất này là phải đầu đội trời, chân đạp đất. Có cái mặt thì mà không dám đưa ra. Đúng rồi, anh đi cua gái thì thua em, nhưng mà để hấp dẫn con gái thì anh lại hơn em một chút, Duy Nguyễn ạ. Thật sự đấy, con gái nó bảo, nói chung là anh Newly thì nhỏ con hơn Duy Nguyễn, không cơ bắp bằng Duy Nguyễn. Thế nhưng anh Newly có đôi mắt này đẹp này, có cái mũi đẹp này, có cái bộ râu men hơn Duy Nguyễn. Anh nghe câu đấy anh thấy sợ sợ, tại vì chỉ sợ mình lúc nào lỡ dại, không trụ vững được. Rồi sa ngã thế. Đấy, AQ cứ thử suy nghĩ đi. Bây giờ nhá, các bạn nói là nước Mỹ rất tự do. Đấy, thì tự do thì nói gì thì nói đi, đúng không? Mình làm gì thì mình làm. Nước Mỹ rất dân chủ, rất là quyền lực. Thì mình phải cho thiên hạ thấy được mình là ai. Chứ còn giấu mặt đi thì còn làm được cái gì? Hả? Giấu mặt thì không bao giờ làm được cái gì. Đâu đây, đây là anh đã chụp cái tin nhắn đó cho rồi nha. Đừng có đùa. Nói có sách mách có chứng đấy. Không phải là có cái đúng mà là phải đúng hoàn toàn. Anh đấy có sự tiến bộ rồi đó. Vì nhiệm vụ sao ra mặt được. Này, em hỏi thật nhé, anh có ra cái mặt của anh đi chăng nữa thì người ta cũng chỉ biết anh là AQ thôi. Còn trên giấy tờ, trên cái Facebook của anh, à trên cái passport của anh đấy, người ta biết anh AQ là ai đâu hả? Anh không là cái nghĩa địa gì là người ta đẩy cả. Việc gì mà phải khó. Nào AQ nói cho mọi người biết AQ làm nhiệm vụ gì nào. Hả? Chả có cái nhiệm vụ gì là phải giấu mặt cả. Anh thấy trên đường đi đấy, mỗi người một công việc đúng không? Mỗi người một nhiệm vụ không? Nhưng có ai cứ phải chùm cái mặt ở đường để đi không? Có khác gì gọi những người phụ nữ ở Ả Rập không? Trên này nó chỉ là cái mạng Facebook thôi mà. Nó chỉ là một cái link Facebook thôi mà. Chứ đâu có cái gì nó gọi là lộ quá về bản thân của anh đâu. Liên quan gì đến giấy tờ pháp luật của anh đâu. Nhưng mà nói chung đấy là anh sợ rồi đấy thì thôi không sao cả,
tôi tốt nhất ngồi dưới comment. Chả có cái... Này, anh cứ yên tâm một điều nhé. Anh có nói thế nói nữa về Việt Nam, anh vẫn về bình thường. Anh có biết cái thằng Tâm Như nó làm ở đài RFA không? Nó lên nó chửi nhà nước hàng ngày hàng giờ ở trên RFA đó. Thằng Chân gọi là Chân Như à, gọi gì? Mọi người có thể nhắc ở trên cái cặp đôi ở trên RFA là con Hòa Ái với Chân Như không? Đấy cái thằng Chân Như đó. Nó lên trên đài nó nói chuyện hàng ngày hàng giờ. Ông Đoàn Trọng chửi cộng sản không biết bao nhiêu, người ta vẫn về đó thôi. Người ta vẫn về đó thôi. Hả? Này, anh nói cho Hương biết này, tại sao Mã Đáo giấu mặt, tại sao anh Tư giấu mặt? Bởi vì ở nước Mỹ, đang ở nước Mỹ, cái đất nước nó không có tự do và nhân quyền, cho nên là anh ấy sợ không an toàn. Chứ còn một khi anh về Việt Nam nhá, anh trơ mặt ra là chuyện bình thường. Tại vì ở Việt Nam pháp luật nó bảo vệ con người rất kỹ càng. Nó bảo rồi, đến cái cỡ như Đoàn Trọng chống cộng khủng khiếp ở trên ở phố Bôn Sa đó, làm báo chí đó, vẫn về nước, vẫn vào gọi là vĩ tuyến 17, vẫn đến cầu Hiền Lương, đến sông Bến Hải, rồi lại sang bên Bôn Sa, có sao đâu. Chứ mà lên phát biểu vài câu trên Facebook thôi mà làm gì mà đến cỡ đó, anh cứ hèn thì nó vừa phải thôi. Đấy, rõ ràng các bạn có thể thấy nhá, tại sao người Việt ở Mỹ nên nói chuyện, nói gọi là nói dối, nói chống lại cái cộng đồng ở đó đi thì phải giấu mặt. Thế nhưng mà với những người mà ở Việt Nam, họ lên Facebook họ chửi Việt Nam, chửi cá một cái nhà nước, họ vẫn trường mặt ra. Thế rõ ràng cái cộng đồng ba sọc đó với cái cộng với lại cái đất nước Việt Nam thì thử hỏi nơi nào mới là nơi nhân quyền, nơi nào mới là nơi tự do. Đúng, bây giờ là phải bắt, phải ra mặt và phải nói yêu, quý, ghét. Chứ còn vào đây là không còn cái tuổi học hành nữa rồi. Bởi vì thứ nhất, anh đã quá tuổi để đến trường rồi. Không một cái trường lớp nào nó lại nhận anh vào ngồi học, nhất là học cái môn tiếng Việt ấy mà lớn tuổi như thế cả. Vào ăn hiếp trẻ con này, tác dụng gì? Hèn nó vừa vừa đấy, đâu đến mức độ quá. Được thì cho Minh Khang lên xem nào. Đèo quá bạn ơi. Được chưa Lưu ơi? Được chưa Lưu ơi? Ok được rồi. Ok. Mình chào bạn Lưu Ly và chào cả nhà. Mình chỉ xin lên được khoảng 2 3 phút mình hỏi Lưu Ly một câu thôi. Là anh Lưu Ly ơi, thế cái ngày xưa cái đoàn tàu mà đoàn tàu người vượt biển đấy mà sang bên Philippines đấy thì các anh treo cờ gì ở cái đoàn tàu đó à anh? Cái chuyện đấy hỏi anh, các anh nhập cảnh khi mà anh sang biên vượt biên ấy thì sang bên Philippines ấy thì lúc đó các anh phải treo cờ gì? Các anh treo Việt, các anh treo cờ Việt Nam Cộng Hòa hay là treo cờ anh Lưu Ly có thể trả lời à, anh A Quy có thể trả lời em được không ạ? Em chỉ, đấy, mày, em chỉ, nhiên chỉ mày... muốn hỏi các anh bởi vì tự nhiên mày nhắc anh làm cho anh giật chết cả mình, bởi vì anh có đi đâu, có đi vượt biên đâu mà anh biết nó treo cờ gì. Vâng em xin lỗi anh Lưu Ly nhá. Em hỏi anh A Quy. Anh A Quy thì anh có thể comment cho em rằng là cái ngày xưa cái đoàn tàu mà vượt biên ấy mà sang tị nạn ở bên Philippines với cả Thái Lan đấy thì cái đoàn tàu đó thì là treo cờ Mỹ hay là treo cờ Việt Nam Cộng Hòa?
Anh Quy có thể comment được hộ em không ạ? Cái này hỏi anh Sơn Tây này, hỏi anh A Quy này, hỏi ở đây có cả anh Daniel Nguyễn này. Anh A Quy comment được không ạ? Em chỉ hỏi anh, hai việc đấy thôi, một việc nữa. Nhưng mà mong muốn là anh có thể trả lời hộ em là cái đoàn tàu đó sang bên Philippines ấy thì các anh treo cờ Việt Nam Cộng Hòa hay là treo cờ Mỹ ạ? Họ trả lời rồi, đức treo cờ đỏ sao vàng đó em. Bởi vì theo em tìm hiểu được biết anh A Quy ạ, là cái ngòi cái ngày đó cái đoàn tàu đó đi sang bên Philippines và sang bên Thái Lan ấy thì sang bên đó thì bên chính phủ Philippines, chính phủ Thái Lan và các chính phủ khác không cho treo cờ Việt Nam Cộng Hòa mà bắt phải treo cờ Mỹ. Đấy, phải bắt cờ phải treo cờ Mỹ thì họ mới cho vào tạm thời ở nước họ. Thì em phải khẳng định với anh này, những cái lời giảo hoạt mà của anh với Hùng Lân ý, chỉ là lừa được trẻ con thôi anh A Quy ạ, mấy cả Hùng Lân ạ. Bởi vì rõ ràng rằng ngay từ cái thời đó quốc tế người ta đã không công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia rồi, mà hà cớ gì các anh dám lên mạng tuyên truyền rằng là Việt Nam phá hiệp định Paris 1973. Anh đừng nên trả lời, bởi vì em đã tìm hiểu những người trả lời. Em mong muốn anh comment. Thế nên là em mong muốn với anh nhé, chính từ năm 1975 đó quốc tế người ta đã không công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia rồi. Và cái thứ hai nữa anh A Quy ạ, em nghe thấy anh A Quy với cả anh Hùng Lân nhỉ, bảo rằng là sẽ lấy chức danh là của Việt Nam Cộng Hòa đi kiện, gửi cái kiện lên Liên Hợp Quốc về nhân quyền của Việt Nam. Em trả lời anh A Quy biết thế này này, các anh thì chả có một cái tư cách gì để gửi đơn lên Liên Hợp Quốc cả. Bởi vì Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc, Việt Nam lại còn đăng ký nhân quyền với cả thế giới. Thế bây giờ em hỏi anh, Việt Nam còn đi giao giảng nhân quyền cho thế giới thì hà cớ gì các anh lại còn bảo đi về kiện được Việt Nam với nhân quyền. Anh A Quy có hiểu ý em không? Cho nên là em khẳng định với anh một lần nữa nhé, các anh đừng lừa bọn trời bọn trẻ trâu nữa. Quân khúc, mọi người phải nên nhớ đây không phải là quân khúc, đừng có gán ghép, đây không phải là quân khúc, đây là thằng em nó nằm ở bên nước ngoài, nó nằm ở trong cái trang chôn phản động. Vâng, đó. Em, anh Như Ly nói đúng đấy, bởi vì là em đang làm ở bên Lào, thì chính vì thế em mới tìm được, hiểu được những vấn đề đó, bởi vì ở bên Lào này thì cũng có một số lính của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đấy, nhưng mà người ta sẽ trả lời em là ở lịch sử không ghi những điều đó. Thì bây giờ em hãy hỏi anh A Quy mỗi hai điều đó thôi. Bây giờ Việt Nam là một đất nước mà đi giao giảng nhân quyền mà các anh kiện Việt Nam nhân quyền thì em bó tay với anh A Quy. Đó. Cái thứ hai nữa, Việt Nam là thành viên của tổ chức Liên Hợp Quốc. Thì hà cớ đấy. Anh chả nói đâu xa, anh chả nói đâu xa ngay. Anh nói cho Linh biết này. Em là Nguyễn Thùy Linh mà. Anh vâng vâng vâng. Anh chẳng nói đâu xa này, nói ngay tại cái con gọi là con lúc đấy là cái con nhân viên cảnh sát Mỹ đó. Khi mà người vâng. Việt Nam Cộng Hòa mở bên đó cầm cờ vàng đi gọi là biểu tình với nọ kia đấy. Nó mới vơ cái cờ vàng, vâng. Cái vo viên nó vứt vào sọt rác rồi đấy. Có ai làm gì nó đâu, vâng. Có kêu ca gì đâu. Vâng, vâng đúng. Đó. Anh Lưu Ly, em thì em rất là... Cho em ngắt lời anh Lưu Ly một tí nhá. Bởi vì thực ra là em thì em chỉ theo dõi thôi. Diễn đàn của anh với cả diễn đàn của anh Duy Nguyễn, anh Trung Vũ với cả của cái chú Bằng nhỉ, em thấy có chú Bằng thì thứ trưởng em vào em xem, nhưng mà em vô tình thì em được xem cái diễn đàn của anh Hùng Lân với cả anh A Quy bàn với nhau để lừa cái bọn trẻ trâu mà nó cuồng mẽo ấy, bài chung mà nó cuồng mẽo ấy, thì nó lại lại mang cái hiệp định giữa Paris 1973 ra, thì em cũng không cần phải dẫn chứng lịch sử đâu. Em chỉ hỏi mỗi hai vấn đề đó thôi. Là em chỉ mong muốn anh A Quy có thể trả lời comment ở dưới ấy. Là cái đoàn tàu mà vượt biển đó thì cứ sang bên tị nạn ở các nước khác ấy, thì họ bắt các anh có được quyền treo cờ ba sọc hay không? Hay là bắt buộc phải treo cờ Mỹ thì nó mình người ta mới cho vào nước họ.
Đấy. Cái thứ hai nữa là các anh cứ bảo là Việt Nam không có nhân quyền. Báo cáo với anh Nga Quy nhé, Việt Nam nằm trong chỗ tổ chức của nhân quyền thế giới, còn đang đi giao giảng bố thí nhân quyền cho một lựa cho nước khác, mà anh lại đi anh bảo là Việt Nam không có nhân quyền thì em bó tay các anh. Mà trong khi đó là em thì không dám lên ra mặt bởi vì em không biết về chính trị chính em gì cả. Thì thôi, em cảm ơn anh Lưu Ly đã cho em lên diễn đàn. Đấy, thì không là xong là nếu mà anh Quy mà có trả lời được những điều đó thì em sẽ lại xin lên tiếp ạ. Thế cảm ơn anh Lưu Ly cho em xuống nhá. Ok, thế nhá. Ok. Em cảm ơn cả nhà. Và nói cho A Quy này hiểu thế nào là nhân quyền này. Nhân quyền là được ăn cái gì mình thích, được nói cái gì mình muốn nói, và mình được trường mặt ra thiên hạ nếu như mình thích. Còn cái nhân quyền của anh là cái nhân quyền mà không dám tự nhận mình là ai, không dám nhân quyền để làm cái gì. Vâng, chào anh Linh Kha. Quy, chào tất cả anh em dưới diễn đàn. A Quy nó đòi kiện Việt Nam về nhân quyền à? Bây giờ thế này nhá, xin phép mọi người, mình nói với A Quy một câu như thế này. Thứ nhất là một cá nhân đi kiện một đất nước có chủ quyền về nhân quyền. Có được không? A Quy. Ít ra. À, tôi sẽ trả lời cho này. Iran hay China có nhân quyền hay không? Kệ mẹ Iran với China. Việt Nam chỉ biết Việt Nam thôi. Vậy tóc thì cần tôi biết nói thế giới. Bạn là A Quy muốn kiện về nhân quyền, ít nhất là phải là một tổ chức. Một cái tổ chức nào đó. Chứ còn bản thân A Quy là một cá nhân. Hơn nữa A Quy lại không phải là công dân của nước Việt Nam. Thế thì A Quy trả lời cái gì? Kiện ai? Kiện củ khoai à? Hả? Do vậy mà A Quy nói như thế là sàm. Thứ hai là A Quy kiện về nhân quyền. Thế nhân quyền ở Việt Nam có cái gì? Hả? A Quy nói đi. Chắc là tại để em trả lời cho Hương một câu với Hương ơi. Chắc là tại Tài Sơn mới lại Mã Đáo mới Hạo Lam thì xấu trai nhưng không muốn đưa mặt ra. Chỉ có lý do vậy thôi, có gì đâu, đẹp trai như Lưu Ly đưa mặt bình thường. Đấy, nãy giờ xem trên diễn đàn của nhà anh ấy có thấy ai giấu mặt không? Bây giờ chúng mày chứ suốt ngày như thế là đòi kiện về nhân quyền. Thế rồi là đòi đa đảng, thế rồi đòi đủ các thứ. Thế bây giờ lại có một cái câu chuyện nữa là vi phạm Hiệp định năm 1973, đòi kiện như thế là phải Việt Nam Cộng sản vi phạm Hiệp định năm 1973. Bây giờ như thế là A Quy... có thể nói với A Quy thế này. Năm 1973 thì có 4 thành phần tham gia vào ký cái hiệp định Paris năm 73, nhưng mà chủ yếu là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ. Thế còn mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Cộng hòa miền Nam Việt Nam lúc đó là các bạn phải biết rằng là lúc đó chỉ là hai thực thể tồn tại trên một cái vùng đất ở phía Nam thôi. Thế vậy thì A Quy bảo là Việt Nam Cộng sản. Anh Sơn Tây hình như là có A Quy vào anh bắt đầu là có máu nổi loạn hơn sao đấy. Em hỏi anh ở Mỹ kìa, chúng nó bắn chết đầy, cảnh sát bắn chết đầy người ấy kìa. Đấy, nhân quyền đấy. Nó bắn bòm bòm rồi đấy, nhân quyền đó. Cái vụ nhà tù của gọi là vụ lạm dụng tình dục của nhà tù đấy. Có biết cái nhà tù đấy là nhà tù gì quên mất tên rồi. Đó, nhân quyền đó.
thôi đi, đừng nói từ nhân quyền ở đây nữa đi, có tiền thì làm cha tí nạ, không có tiền thằng nào cũng thế thôi à, nước nào vậy à. Bây giờ anh phải nói này, nếu nói về nhân quyền, có những cái nước Mỹ nó hơn Việt Nam, nhưng mà có nhiều cái Việt Nam còn hơn Mỹ nhiều. Phải nói một điều như thế. Nhân quyền nhỉ? Đấy, nó bị bắn chết chỉ vì ngứa háng thôi. Được rồi, để em mời Duy nó lên tí nhanh nhá, cho nó phang cho nó tan nát đi. Ừ, thằng Duy nó lên. Guantanamo. Vâng vâng, okay. Cảm ơn anh nhá. Để anh xuống. Duy em có lên không? Lên chém cho lúc đi. Để cái cỡ này suốt ngày nói từ nhân quyền. Cái chuyện nước Mỹ tự do hay nước Mỹ nhân quyền không cần biết, nhưng em chỉ hỏi tại sao một con người mà lên đây không dám nói, không dám tự nhận mình là ai, chống thì bảo chống, ghét bảo ghét, yêu bảo yêu, việc gì mà cứ phải lấp ló, mồm thì nói là học hỏi nhưng mà trong lòng thì là muốn chống, mặt mũi thì giấu nhẹ. Sống ở Mỹ cơ mà, mình là công dân Mỹ cơ mà, sợ cái gì? Đấy, ít ra như thằng William đấy, nó dám về Việt Nam nó đi biểu tình đó. Bởi vì đến tầm này đấy, em nói thẳng với anh AQ nhá, anh không đủ tư cách. Sao lúc này lại không đưa được lên này? Anh Duy ra lại đi, rồi vào lại đi. Hiện không thể đưa em lên máy ảnh được. Cái chuyện yếu sinh lý gì nó chuyện bình thường. Em sẵn sàng cho lên rất nhiều rồi, nhưng mà anh củ nhây. Anh đi nói dối, anh đi xuyên tạc, anh không chưa nói lời xin lỗi. Xin chào anh. Ở Việt Nam này nó bị cúp điện rồi anh ơi. Cộng sản làm ăn như quần vậy đó, tối ngày khuya đi cúp điện rồi. Thông cảm nha. Không có đèn cây à? Online bằng 4G. Nó nãy anh Sơn Tây anh vô nữa hả? À, vẫn có. Sao tự nhiên có lúc nào có em á là anh lặn đâu rồi, lúc mà em làm chuyện đại sự thì anh vô. Anh vô trình bày cái gì mà để cho anh Luli của em nóng giận vậy? Suốt ngày kêu nước Mỹ ở Việt Nam đầy nhân quyền, dùng dây thun thắt cổ người. Làm chuyện nó anh về mẹ dây thun thì quá đáng ông ơi, dây nịt. Đó. Nhưng mà cái đó anh Sơn Tây không có hiểu, đúng không? Sao chuyện ở Việt Nam chuyện nhỏ như vậy thì anh cũng thấy, đúng không? Mà ở bên Mỹ á, cái chuyện mà nó lớn quá trời không để ý. Đó, ở Việt Nam này á, là có mấy cái bài báo anh đọc đúng không, là trong đồn công an này nọ dùng dây nịt thắt cổ tự tử đúng không? Nó cái đó là có thiệt, toàn là mấy đầu trộm đuôi cướp không anh ơi, không? Nó đầu trộm đuôi cướp này nọ, nó có những cái việc mà ai biết được, thì cái đó thừa nhận nha là cũng có đi, đúng không? Nhưng mà năm nó thiệt nha anh, cùng chừng lắm chục vụ à. Mà cái chuyện đó mình là người ở ngoài, đúng không? Mình đâu có biết rõ được cái nguyên nhân sao ta chết đâu. Vậy thì anh nói cái nguyên nhân người ta tại sao người ta tự tử, anh nói theo một kịch bản giống như là anh dựng ra vậy đó, đúng không? Nút gì xong giờ cúp điện rồi không nút, nóng lắm. Nó anh nó lại đi chứ, tự nhiên anh vô xong rồi cái anh chọt chọt bạn em vài câu rồi anh đi ra. Khổ em. Chào, cứ chào, chào mọi người nha. Em cứ hứ thế là diễn đàn của anh bị report đó. Đâu có làm gì đâu mà report. Cúp điện rồi. Anh AQ, anh cứ suốt ngày kiện cáo cái vấn đề lích niếc của em đó. Thôi nói chung cái vấn đề của AQ là không đáng để em nói chuyện. Em không có cần phải gọi là đôi co với một cái người mà em đạp cái chân. Em nói thẳng 100 lần cũng nói câu này, đúng không? Đàn ông mà có mấy cái đồng bạc mà làm em bực mình quá là em coi thường. Mà một khi em đã coi thường là em coi như côn trùng giấu côn trùng dế kiến này thôi. Em không có khe, đúng không? Còn cái chuyện em làm thế nào đó thì ở Việt Nam người ta 90 mấy triệu người, con mắt người ta cũng nhiều hơn anh AQ, đúng không? Anh AQ chả là cái đinh cái que gì hết. Nó em cũng chả cần phải ngồi chứng kiến trình bày với anh, đúng không? Tại căn bản của anh là người dám chơi mà không dám thua, đúng không? Thua thì không dám chung. Đối với em những cái hạng người đó, em cần phải đưa văn bằng pháp luật ra làm gì cả. Còn thằng nào ở Việt Nam nói câu đó
thì nếu mà Duy Nguyễn chứng minh được văn bằng pháp luật của nhà nước ra thì dám thua nổi thì Duy chơi. Còn đơn giản ông A Quy em đã cạn lời, đã mệt mỏi lắm đó. Còn ông Sơn Tây thì chưa tới cái mức đó, nên em còn cù nhây với anh Trúc Đỉnh. Đối với Sơn Tây trong mắt em chỉ là ngu thôi, chứ chưa có mức là chơi không được đó. Em cũng chưa bao giờ nói là ừ anh Sơn Tây là em đạp với chân em có thường, không có đó. Có thể là số phận này nọ, cuộc đời của anh ăn học sau đó để dẫn cho anh ngu, thì em chỉ nói anh ngu thôi, chứ em khác nha. Em khác, em không có coi thường anh như không coi thường anh như là em coi thường anh A Quy nghe. Đúng là dám chơi những vấn đề á mà em nói với anh gắt vậy á, thì cũng không phải là thù hận ghét bỏ gì anh hết, muốn cho anh tốt hơn thôi. Cuộc đời nó còn ngắn lắm, đúng không? Nó còn ngắn lắm, bây giờ là thêm bạn bớt thù, chứ không có cần gì mà phải gọi là suy nghĩ với anh hết. Okay. Rồi xong chưa, nhận Sơn Tây chạy em xuống á. Anh Sơn Tây vẫn còn này, mua vé nghe nhạc giao hưởng rồi mà giờ bị cấm nghe nhạc rồi, đả đảo đế quốc Mỹ này. Cấm nghe nhạc rồi đả đảo đế quốc Mỹ hả? Thôi để cho anh nói tiếp đi, em xuống chút em lên nữa. Ok. Thanh Bình em spam nhiều thế em. Những cái đấy cũng anh rất là cảm ơn em, nhưng không cần phải đến như vậy. Nói chung đấy, là bây giờ như này, anh A Quy em nói thẳng một câu nhé. Đà thằng Duy Nguyễn đấy, nó khinh. Thì dẫu sao thì nó thôi vẫn còn có một chút giá trị. Bởi vì tầm Duy Nguyễn nó đòi hỏi nó hơi cao. Thế nhưng mà nếu như để những người khác mà khinh nữa đấy, thì nó rất là mất mặt. Bởi vì anh đã nói là anh làm chính trị đúng không? Anh làm cách mạng đúng không? Ít ra anh phải được sự lễ trọng của quần chúng. Nhưng bây giờ thử hỏi xem, anh thứ nhất này, anh chơi mà không dám chịu này, anh đi nói dối diễn đàn ở diễn đàn khác này, anh đi nói xuyên tạc về người khác này, thậm chí một cái gọi là status giấy trắng mực đen rất rõ ràng, anh vẫn có thể xuyên tạc thêm mắm thêm muối ra. Anh thử hỏi là nếu như mà qua một mình anh ấy thì nó đã biến đổi thành như thế rồi, thì nếu như mà sang một cái gọi là một thằng cũng giống như A Quy nữa đi, thì nó biến dạng cỡ nào? Thử hỏi rằng có tìm ra được sự thật không? Lúc này trắng thành đen đúng không? Vậy thì ai người ta chấp nhận nữa? Ai người ta chấp nhận một chính trị gia ăn nói như vậy nữa? Chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Hiện bây giờ anh không có cái camera. Anh ra thì vào lại đi, có camera thì em cho lên. Có cái gì đâu. A Quy bảo A Quy hiện đang làm nhiệm vụ bí mật. Nói thật chứ, làm một thằng đàn ông bên nước Mỹ quyền lực nhất nhì thế giới mà không dám, không thể đọ bằng cái thằng gọi là cộng sản thì vĩnh viễn chỉ thua thôi. Tâm lý giỏi, chả có cái thứ tâm lý nào mà nó sống trên sự dối trá cả. Hello, gì mà nóng đó, vậy vẫn phải giấu mặt chán đòi không? Gì mà nóng vậy anh Lưu Lý? Có gì đâu. Thì người ta muốn tìm hiểu về Việt Nam, học hỏi thì ta lên thôi, chứ có gì đâu mà mọi người cứ cầu nhầy rồi bức xúc rồi cứ chửi kêu hoài ngày này qua ngày nọ. Chỉ là một thằng chịu tốt thôi, muốn học tiếng Việt học không xong, nói chuyện không rành, mọi người thông cảm. Nhiều khi mình nói sai lỡ lời cũng giàu gì cũng men tính phết đấy chứ, chồng cũng men đấy chứ. Đúng thì đã tin đây nè, thì cho coi đấy đấy, tin tức đó, đúng không? Tin tức nhiều khi đưa ra cho mình sai đúng không? Cho nên mình nói cái chuyện đó là chuyện bình thường, cái gì đó mà phải bức xúc như vậy. Bây giờ thấy bộ râu này chứ vậy, có nghĩa là biết cái gì. Nhưng mà nói thôi không có gì đâu, thì thời buổi này mà làm gì đâu mà phải chống cộng chống đội chứ tùm ré. Mình chỉ lên mình học hỏi những cái gì tiêu cực thì mình nêu ra thôi. Cái gì đâu mà phải chống cộng mấy chống quẹt đến lý. Có đâu. Mọi người đề cao quá. Thật sự nhiều khi những tin tức giống như Ly Sài Phạm, okay, nhiều khi người ta đưa tin tức ra sai thôi. Còn cái chuyện của Duy Nguyễn thì để đó. EQ sẽ có chương trình nói về Duy Nguyễn, về cái chuyện hát không. EQ không muốn dùng, không có lợi dụng diễn đàn của Lưu Ly. Mà nói về cho mọi người hiểu thế nào là hát nít mắt. EQ không muốn giải thích đây. EQ cho nói về thôi. Okay, không phải nói xấu ai hết. Ở đâu mình phải nói sự thật, nó ra làm sao, hát dễ là không à, EQ không muốn nói, chuyện là chuyện của Duy. Còn ai muốn chửi EQ gì đó thì mặc kệ. Nhưng mà hồi nãy đó,
muốn nói về hiệp định 73 đó, cái anh Thái Hoàng anh nói một câu này. Thật sự trong cái hiệp định Paris đó, là chỉ có hai miền thôi, thằng Mỹ với lại người cộng đại khái là cộng sản miền Bắc thôi. Vậy người cộng sản miền Nam và người Việt Nam Cộng hòa, cái chữ ký nó nằm ở đâu? Ủa, bốn người ký trong tờ giấy mà nói là thật sự có hai người là sao? Cái đó là cái lấp liếm và cái đó là cái khinh thường mặt trận giải phóng miền Nam. Bây giờ ăn cháo đá bát đúng không? Người ta đứng lên lật đổ giùm cho các anh. Các anh quay qua nói lại là bà Nguyễn Thế Bình không thể có thế gì hết. Cho xuống đó. Em nói thật. Đúng không? Đúng. Đừng đúng không Louis? Nói như này này. Bây giờ anh phải hiểu một điều. Ừ thì anh đồng ý là anh bỏ anh muốn lật lại cái hiệp định hòa bình đấy đi đúng không? Nhưng mà bây giờ Việt Nam Cộng hòa đâu? Cái chuyện đó Luli không có lo, tại vì cái chuyện đó đã có người ở đằng sau họ lo rồi. Đã đầu hàng vô điều kiện rồi. Chính phủ đã giải tán rồi. Còn cái gì nữa để okay, bây giờ Luli có muốn nói về chính xác là ông Dương Văn Bình là ai không? Ông có được quốc hội đến thì một tổng thống hợp hiến hợp pháp tại Việt Nam Cộng hòa khi đó. Thì cái chuyện đó nếu như ông ta đã đầu hàng thì tức là Việt Nam Cộng hòa đã đầu hàng thì làm gì còn cái gọi là Việt Nam Cộng hòa nữa. Bây giờ AQ nói với Lưu Ly này, nếu người ta kiện người ta thua đó là chuyện của người ta, mắc hà cớ gì người các anh phải lo á, chuyện là chuyện bình thường, cứ để cho người ta kiện, người ta muốn kiện là kiện, người ta kiện mà mình phải nói trên giấy tờ đàng hoàng. AQ không hiểu tại sao mọi người cứ cho là cộng sản miền Bắc là lại có điểm, không phải đâu, không, cái này là của hai bên đấy. Và của kiện là việc của người ta, còn cái vấn đề phản đối cũng lại là việc của ai, đúng không? Ủa? Anh kiện đúng không? Cứ kiện. Còn bọn em có quyền phản đối hoặc bọn em có quyền bóc mẽ, đấy là quyền của bọn em. Nó chả có liên quan. Thì đúng rồi. Thế thì anh có kiện thì đúng rồi. Thì đúng rồi, cái chuyện thì AQ muốn nói là cái chuyện mọi người trong nước nói thì cứ nói, người ta kiện thì cứ kiện, mà các anh chị cứ đi bôi nhọ này thế mới nói. Kể người ta chính phủ, người ta muốn đưa ra cái gì thì kể người ta. Ông Đào Minh Quân, ông có muốn nói gì đó, ông kiện thì đó là cái đó là tâm lý chiến. Các anh chị rất là, nói thật sự, Luli tưởng là, AQ tưởng Luli hiểu rất nhiều về những cái chuyện chính trị. Nhưng các anh chị phải hiểu, sự trong cái chính trị đó, nó có cái thật thật, giả thật thật. Cái đó mới là cái quan trọng. Chứ không lẽ mà đi hoạch tẹt cho người ta biết hết những cái phương cách mình làm hay sao Luli? Người ta nói dương đông kích tây. Lưu Lê có hiểu chưa? Còn cái vấn đề thì A cũng hiểu này. Ở bên này cũng dương đông kích tây, cũng đằng sau cái chuyện phản đối này đấy. Là cũng là cái vấn đề rồi, gì rồi. Sao hiểu được? Nhưng đi cũng không thể nói ra rồi. Rồi. Rồi rồi, thì ok, okay thì chấp nhận thì đó, cho nên mình chấp nhận. Các anh chị muốn nói gì nói, người ta làm gì kệ người ta. Nhưng mà AQ muốn nói như vậy, các anh chị đừng có dùng những cái lời lẽ thiếu văn hóa. AQ vào chưa bao giờ người ta làm nào. Gì kệ người ta thì đến lúc này chúng tôi nói cái gì cũng kệ, chúng tôi cũng không phải kêu ca gì cả, không phải đâu. Nhảy nói là có gì đâu mà nhảy đông đông lưu ly, mình người lớn rồi lưu à, mình nói chuyện không cần phải dùng những cái từ miệt thị mà thiếu văn hóa như vậy đâu. AQ có bây giờ chửi ai đâu. Mà mọi người cứ cho AQ này thế nọ. Cho nên AQ muốn lên năm nay á, ngày hôm nay muốn lên á, có nhiều cái vấn đề lắm. Mà tại vì mọi người không cho AQ lên nha. Tại vì cứ cho là AQ là một người không hiểu, không biết gì hết. Thì cứ cho lên đi. Nếu AQ chửi, AQ nói sai, các anh chị đá xuống. Đó là chuyện bất thường. Bây giờ 200 người, người ta không muốn ngồi nghe AQ nói chuyện. Thì bây giờ chủ diễn đàn cũng không thể nào mà chấp nhận cái điều đó được. Đó, à, anh Sơn Tây có muốn nên gọi là đam AQ A Củng gì không? Thì em sẽ mời anh Sơn Tây lên, hoặc ai có cái muốn lên đam anh AQ thì mình sẽ mời lên. Cái vấn đề nằm ở chỗ là AQ thì chỉ bảo chống người ta kiện kệ người ta, thì ở Việt Nam người ta nói cũng kệ người ta, có cái gì đâu. Công bằng, tất cả là công bằng. Chơi với người cộng sản lúc nào cũng công bằng. Anh chấp nó hack nick của anh chấp tất cả. Nó chẳng ai có khả năng hack nick được của Lưu Ly, cứ hack thoải mái, chả sao cả. Không có nick này Lưu Ly nên lập nick khác, có cái gì đâu mà phải sợ. Nếu ai nữa vượt qua được cái khả năng bảo mật của Hàn Quốc thì cứ việc.
Nguyễn Nhi em cũng là một người cũng là rất là chinh chiến ở trong cái cộng đồng yêu nước này, em có muốn lên phản biện nói chuyện không? Vấn đề nó nằm ở chỗ là bây giờ các ông bảo đấy là tâm lý chiến. Tôi có muốn chiến đấu với các ông đâu mà tôi phải đón nhận cái tâm lý chiến của các ông. Hả? AQ bị rớt mạng ra ngoài rồi. Em không có cái khuất trung kiên, em không có cái camera. Hoàng Vin, có cái gì mà gọi là không công bằng, đúng không? Cái vấn đề là ai muốn kiện cứ kiện, còn chúng tôi phản đối, chúng tôi vẫn cứ có quyền phản đối, rõ ràng là công bằng chưa? Như thế mà không nhìn thấy sự công bằng thì đúng là thì đúng là vế lở. Thực sự mà nói đấy là mình rất buồn, buồn cho AQ cũng là một cái thế hệ mà gọi là Việt Nam cũng gọi là như kiểu là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa đó. Ok. Đạn nạc tại em không nói rõ. Cái vấn đề đấy là chúng tôi nhìn thấy cái sự gọi là thật sự lắm đúng không? Em cảm ơn anh Newly lại cho em lên diễn đàn ạ. Ok. Anh AQ ơi, đấy nhá, anh lại bắt đầu lấp liếm cái câu hỏi của em mà anh không đi vào đúng cái câu hỏi vừa nãy em hỏi anh nhá. Xong là anh là một người lèo lái chuyện. Anh đánh lái chuyện thấy giỏi không? Anh thuộc lại tổ lái đấy anh AQ ạ. Em sợ anh AQ lắm. Bởi vì em biết anh AQ là một người tổ lái lắm, thân đâm ra là em thì em không học thuộc lịch sử. Nhưng mà em đấy, em chỉ hỏi mỗi hai vấn đề đó thôi. Thế mà anh không đi vào cái mục chính mà anh phải lèo lái như vậy à? Còn nếu anh trả lời được rằng khi cái đoàn người đó sang bên Philippines ý, mà phải treo cờ Mỹ ý, anh ạ, thì em phải khẳng định với anh luôn một điều này. Từ khi thể chế Việt Nam của Cộng Hòa của các anh tồn tại đến khi nó bị vụt tắt và chết đi đấy thì hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẽo của các anh. Và em chứng minh cho anh một điều nữa này. Chính vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ của các anh ấy thì các anh chỉ là đám ngụy quân ngụy quyền thôi. Cái thể chế đó là một thể chế tay sai. Em không cần học giỏi lịch sử đâu anh ạ, nhưng mà em sẽ trả lời anh đúng như thế. Anh AQ công nhận không ạ? Đấy, anh thấy không? Cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa Mỹ dựng nên, và đến khi các anh thua trận rồi, vô đầu hàng vô điều kiện rồi, các anh không làm gì có điều kiện gì đâu mà các anh đòi ra điều kiện với mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam đó. Cho nên đến khi các anh phải chạy đi rồi nhá, các anh vẫn phải mượn lá cờ của bố mẹo, các anh mới được quốc tế công nhận và cho vào tị nạn để lấy đường đi sang Mỹ. Thì thêm một lần nữa em chứng minh cho anh ấy, bọn trẻ trâu mà các anh lừa nó nhá, thì là em phải chứng minh với anh lần này, từ khi ra đời đến từ khi các anh chết đi thì hoàn toàn các anh phụ thuộc vào bố mẹo, được bố mẹo hà hơi tiếp sức. Đấy, em không cần học giỏi lịch sử đâu, chỉ cần mỗi điều đó thôi để cho anh biết như vậy. Anh Newly ơi, em cảm ơn anh nhá, cho okay. Em lên cho em xin xuống ạ. Và... ok. Nói với các bạn như này, bạn không thể nào mà đi thay người khác kiện cái vụ kiện của người khác được. Đúng không? Bác Cầm có muốn lên nói chuyện không bác Cầm ơi? Cái Việt Nam Cộng Hòa đó là một trong bốn người, một trong bốn bên ký kết cái hiệp định. Nhưng các bạn hãy thử nhìn lại xem, cái hiệp định đó, nói thẳng câu, đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 đấy, nó đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa rồi. Bởi vì không cần cái hiệp định đó, Việt Nam cũng hòa bình rồi.
thì cần gì nữa, còn còn cái ai nữa đâu mà đứng ra mà gọi là dùng cái hiệp định đấy để phân xử. Việt Nam Cộng Hòa thì đầu hàng rồi, Mặt trận Giải phóng Dân tộc Miền Nam Việt Nam thì cũng lúc đấy cũng đã xuất hiện là một người trong cái Đảng Cộng sản rồi, còn đâu nữa mà kiện mấy cáo. Còn bây giờ các anh có tư cách gì để mà kiện nào? Các anh là một công dân Mỹ, một tổ chức ở bên Mỹ, lấy cái cớ gì kiện Việt Nam? Còn các anh bảo đấy là tâm lý chiến, đấy là quyền người ta. Tôi đéo thích cái quyền đấy của các anh, tôi chống lại cái quyền đó đó. Đấy cũng là quyền của chúng tôi. Mà tôi cũng bóc mẹ ra các anh, nên là các anh dùng vụ kiện đó để làm gì? Để nâng cao cái uy tín, để thu được nhiều tiền từ đồng bào mà thôi. Tôi thích bóc mẹ các ông đấy. Các ông làm gì được không? Còn tôi thấy một điều đơn giản như này. Các ông lập ra một cái chính phủ, nhưng cái chính phủ đó suốt bao nhiêu năm đã làm được cái việc gì? Vậy thì các ông còn giữ gìn cái chính phủ đó để làm gì? Các ông, hiệp định đó là bốn bên: Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Giải phóng Dân tộc Miền Nam Việt Nam. Thế nhưng mà bốn bên bây giờ đấy, Mỹ thì nó rút đi rồi, nó không còn quan tâm rồi, đúng không? Việt Nam Cộng Hòa thì đầu hàng rồi, Mặt trận Giải phóng Dân tộc Miền Nam Việt Nam thì sáp nhập vào Đảng Cộng sản rồi. Thế thì bây giờ chính thể duy nhất đó là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là chủ của cái hiệp định đó. Thích đốt thì đốt, thích giữ thì giữ. Có cái gì mà kiện cáo nữa? Sao em lại hỏi câu anh buồn cười? Lịch sử là gì thì anh cũng chịu thua em. Em không hiểu đến từ lịch sử là gì thì anh cũng chịu thua rồi đấy. Này, hiệp chương trị hiệp ấy, cái vấn đề mà người ta nói bất cứ một câu nào ra mà chúng mày cũng ngồi đó chúng mày nói được á, tao cũng chịu thua gì đấy. Có biết thế nào là nói ý không? Có biết thế nào là nói móc không? Anh Sơn Tây thoát ra xong vào lại đi, hoặc là gửi yêu cầu đi, em đưa lên, giờ em đưa trên này tự nhiên nó không được. Có biết thế nào là nói móc không? Dùng một câu lối móc lối méo, một cái câu lối trách móc giận hờn để mà trở thành một cái gọi là chứng cớ, tao cũng chịu thua mày rồi. Nhưng mà không còn cái điểm gì hay hơn rồi. Chào Hoàng Phú, lâu lắm rồi em mới vào diễn đàn của anh chơi nha. Dạo này em bận lắm à. Anh gửi yêu cầu đi, bấm vào cái yêu cầu đấy, cái request đấy. Chứ em đưa cái này nó không... À được rồi. Chào. Hello. Chào anh. Ê, bữa nay mới là cái màu anh thích nè. Cái áo bữa nay mới là cái màu anh thích nè. Ok. Chào cho mọi người. Chào Lưu Ly. Cho xuống bây giờ đấy. Ê, chơi vậy không có được nha. Mà không có phép vừa lê với tôi nha. Ok. Đây có nghĩa là bây giờ là vàng hẳn rồi đấy, đúng không? Ở đây anh trả lời cái bạn mà giấu mặt đó. Ê, Lưu Ly này ngồi đó nói IQ là che mặt, rồi cái bạn kia cũng che mặt vậy, rồi nói chuyện ai mà tin, nói chuyện sao, đúng không? Nhưng mà để lên anh phản biện cái bạn vừa hỏi cái câu mà đi vượt biên để cái cờ gì đó, ok. Rồi, không biết cái em đó học cái ai mà nói là phải để cái cờ Mỹ mới cái tàu vượt biên mới được nhận nha. À, để nói cho nghe, lúc anh đi, anh là người đi vượt biên, rõ ràng anh là thuyền nhân nè, biết gì không? Treo cái quần cho treo cái cờ gì, lúc đó Việt Nam nghèo chết mẹ luôn, làm gì có tiền mua cái cờ gì mà treo. Nó dốc không à, ai dạy cái câu phải treo cờ Mỹ mới được mấy cái kia nhận vô tị nạn vậy, tàu lâu rồi đủ rồi. Sao Luli sáng giờ anh thấy Luli diễn đàn của Luli very good, very very good. Lý yeah. do không thì bây giờ nói vậy nè, ok. Luli, cái cách nói chuyện của Luli á, bây giờ Luli nói gì thế nào, bây giờ anh so sánh thẳng luôn giữa Luli với Duy đi. Luli, anh thích Luli một cái, Luli nói căng thẳng có, nhưng mà Luli không có chửi tầm bậy tầm bạ. Nói thiệt á, Duy là chửi nhiều quá,
Anh nói thiệt luôn á. Thấy không? Bây giờ anh nói ngược, anh hỏi Luli nè. Luli với anh Luli biết anh em mình là suy nghĩ trái chiều, đúng chưa? Chưa bao giờ anh dùng một cái chữ nặng như Luli. Mình đồng ý là phải trái chiều thôi, đúng không? Cái ý thức hệ mình khác nhau, mình không thể nào mà cùng hướng. Có một vài điểm thì cùng hướng thì ok, nhưng mà trái chiều vẫn là ok luôn. Chưa bao giờ anh miệt thị dùng một cái lời nặng nói Luli, thiệt luôn. Và ngược lại, anh cảm thấy Luli nói chuyện với anh cũng vậy luôn. Chưa bao giờ có một cái ý gì mà miệt. Ví dụ như mình đang bàn chính trị thì mình nói nặng nói nhẹ một vài chữ ok, nhưng mà không có dùng cái chữ miệt thị, không có chửi người ta. Luli để ý đi, anh lên diễn đàn nói chuyện không bao giờ chửi ai, mặc dù có người nọ hỏi những cái câu hỏi đó rất là tào lao luôn, nhưng mà anh vẫn trả lời bình thường. Mình không có nóng được, ok, hiểu không? Mình rồi mình cuồng á thì mình bị đuối lý thì mình đuối lý, chứ mình không có chửi ai hết đó. Anh là vậy đó, ok. Mà anh cảm thấy Luli hợp với anh là vậy đó. Luli nói chuyện ok, nhưng mà Luli rất là giỏi, anh nói thiệt. Luli chưa bao giờ bị đuối lý bao giờ, không? Không phải. Nhưng, thực ra thì nó, nhưng mà anh thích Luli là như thế. Thực ra không phải vấn đề là đuối lý không đuối lý, mà nằm ở chỗ này này, là chúng ta nói chuyện nó phải dựa trên một cái sự cái tinh thần. Tinh thần đó là gì? Nó cầu tiến, tức là em nói mà nó đúng thì anh phải công nhận điều đó đúng, và phải dùng cái gọi là như Duy nói là gọi là cái kiến thức cơ bản để hiểu. Bây giờ nó nói những cái chuyện đó mà mình không hiểu đấy thì tất nhiên nó nổi nóng, đấy là chuyện cũng rất là bình thường thôi. Không, nhưng mà gì nè, ai là không nói nóng, anh nói Lưu Liên sao? Anh em mình là trái chiều, cái ý thức hệ của mình ngược nghịch nhau, nhưng mà không có nghĩa là anh lên đây anh mắng mỏ Lưu Liên có bao nhiêu lần. Tại sao anh thích lên nói chuyện với Lưu Liên? Thấy không? Mình trái chiều nhiều khi anh nói thiệt á, vì có trái chiều anh mới suy nghĩ được, ok, là bên kia người ta suy nghĩ như thế nào, ở đâu đó có một cái bài học để cho anh học. Lưu Liên hiểu chưa? Chứ không phải là anh trái chiều cái nói quýt thằng Lưu Liên coi gì, chứ nó không có mẹ gì để nó. Anh nói thiệt á, bạn hay với bạn dở, đôi khi nó là như này, anh Sơn Tây này, đôi khi nó như này, là có những trận chiến trên bản ngoại giao và cũng có cái trận chiến ở trên chiến trường đấy, cho nên là có đôi khi là phải như vậy. Bởi vì là như này, cũng có thể là lúc đấy là thằng Duy nó không thể bàn được nữa rồi, là bắt đầu là phải rút súng ống ra để bắn nhau và dùng hỏa lực rồi. Không, mình đã nói là anh em với nhau rồi. Có bao giờ anh lên đây anh dùng một, anh lớn tuổi hơn các em rất là nhiều, nhưng mà sao anh vẫn tôn trọng? Nhưng mà ngược lại anh thấy Duy nó nói chuyện không tôn trọng ai hết đó, ok. Rồi trong này là nguyên cái đám trong này là cũng hùa theo luôn. Không thể nói là nguyên đám như vậy được, bởi vì là bây giờ chúng ta phải đa phần bây giờ mọi người thôi, không thể gọi là đám hay là gì hết cả, đấy là sự thiếu tôn trọng với mọi người. Anh nói như thế nên là mọi người lại chửi, bởi vì sao gọi là một đám. Xin lỗi, anh biết lỡ lời, anh xin lỗi ngay lập tức, là vì anh đã đi chỉ trích một cái người dùng những cái lời lẽ không có tôn trọng, thì anh xin lỗi mọi người nha. Cái câu đó anh xin lỗi mọi người, anh đồng ý luôn đi rồi đó. Bởi vì á, dù nói gì nói đi nữa, anh vẫn thích cái cách Luli nói chuyện hơn. Mình trái chiều nhưng mà mình vẫn lịch sự với nhau, đúng không? Còn cái ý kiến chính trị gì đó cứ việc ra nói ra, cùng hướng khác hướng, ok, anh là fair play, nhưng mà không miệt thị lẫn nhau, đúng không? Mình đâu có làm được gì đâu, đúng không? Luli đâu qua đây lật đổ được chính phủ Mỹ đâu, và anh cũng không có mong gì về Việt Nam làm gì lật đổ chính phủ gì bên Việt Nam cả, đúng không? Mình thấy cái khác chiều mình lên mình trình bày, mình thảo luận với nhau nghe vậy thôi, chứ đúng không? Tại sao mình phải chửi nhau? Người ta không thích nghe cái luận điệu của mình. Bây giờ anh ngồi đó, anh áp giống như hồi sáng ngày đó, Duy nó cũng vậy à. Anh đã nói là khác chiều, nó không thể nào mà anh tin cái theo, anh phải theo cái luận điệu của Duy hay là Luli được, đúng không? Và anh cũng không bắt buộc là Luli phải tin những gì anh nói, đúng không? Mình bàn luận thôi, đúng không? Cảm thấy nghe được thì hấp thụ, còn không nghe được chẳng sao, chẳng cần phải chửi ai đó. Mình nói hay người ta sẽ nghe mình, anh chỉ biết điều đó thôi. Mình chân lý người ta sẽ nghe mình. Mình chửi người ta đã không nghe rồi, bây giờ mình chửi người ta càng ghét mình. Thấy chưa? Miệt thị. Được, tạm thời là công nhận với anh cái gọi là cái luận điều đó, tức là gì? Chúng ta bàn luận với nhau dựa trên cái gọi là sự tôn trọng lẫn nhau. Đúng. Nhưng mà có nghĩa là sự tôn trọng này thường thường ấy là nó có một cái giới hạn, em cũng nói thật với anh. Đấy, chúng ta phải công nhận với nhau, kể cả bên Mỹ cũng thế thôi. Là nó luôn luôn có một cái giới hạn. Có nghĩa là khi mà người ta đã không thể nào mà chấp nhận lỗi, bởi vì có những lý lẽ nó rất rõ ràng rồi nhưng anh vẫn không công nhận chẳng hạn, thì rõ ràng là không thể nào giới hạn được. Cho nên là mỗi một người là có một cái cách, một cái tư duy phản biện khác nhau. Đấy, thì chúng ta cũng thông cảm điều đó.
Nhưng đã nói như thằng Duy nói rồi là không có nghĩa là gì, có nghĩa là nó nói thì nói thế nhưng không phải thù ghét cái gì cả, tức là nó là cái nhận xét cá nhân, anh hiểu không? Đó là chỉ là một câu nhận xét, một câu nhận xét không phải câu chửi. Không, nhưng mà không, nhưng mà những cái thì cái đó là cái quan điểm của em, ok. Nhưng mà để nói gì à, bên Mỹ tại sao cái cách mà Duy nói chuyện hở ra là chửi người ta ngu, mà bây giờ ngược lại anh lên đây anh chửi người này ngu người kia ngu, Lưu nghĩ sao? Cái đó bên anh nói thiệt đó, cái đó là cái mà bên Mỹ người ta rất là nhạy cảm vấn đề đó. Mình nghĩ khác người ta, mình khôn hơn người ta chỗ nào không? Bởi vì anh không bao giờ nói anh khôn hơn tụi em tất cả, đúng không? Mình khác thôi, mình suy nghĩ khác thôi. Lưu Ly thích ăn cơm, anh thích ăn hủ tiếu, chẳng có nào ngu, chẳng có nào khôn cả. Mình thích ăn, mình thích những cái khác nhau, thế thôi. Chẳng ai ngu, chẳng ai khôn. Lưu Ly nên nhớ, anh bây giờ anh nói cách mấy mà Lưu Ly không nghe, anh vẫn không bao giờ miệt thị Lưu Ly. Lưu Ly nên nhớ điều đó, nhớ à. Anh em mình nói chuyện bao nhiêu lần, không bao giờ anh dùng lời nặng để anh nói người ta, không bao giờ. Okay, mình khác chị, mình khác. Sẽ gọi là có ý kiến với Duy về điểm này, đó. Có nghĩa là nhưng mà không, Duy thừa biết điều đó là bởi vì đứa không phải không ra mà nói đấy. Anh Sơn Tây anh cũng phải hiểu một điều là trước đây đấy là Duy cũng rất là ưu tiên anh trên diễn đàn chứ không phải không, đúng không? Anh lên diễn đàn Duy là cũng rất biết, nhưng mà để nói cái này nè, anh nói này có thể Duy đang nghe luôn, nhưng đó nói là lúc nào bởi vì em với Duy không thấy cái sự tôn trọng của anh, các em là chủ diễn đàn đó, thằng Duy là ngay ngày đầu lúc đầu là lúc nào cũng chửi người ta, biết là bây giờ dám cá đi lên phản đam đi, mà thằng nào chửi ngu trước người đó thua, bây giờ có dám cá không, hay là miệt thị người ta trước là người đó thua. Anh cá luôn, là nó thua dài dài luôn á, thua xa và thua luôn, lúc nào cũng chửi người ta, miệt thị người ta, cái đó là không tốt nha. Mình muốn nói gì thì nói nhưng mà không có chửi người ta, đúng không? Đó, okay. Vậy thôi đó được rồi, thì cái vấn đề đó thì khi một lúc nào đó thì Duy nó nghe được chẳng hạn, có thể nó tiếp nhận ý kiến của anh hoặc nó không tiếp nhận thì nó không nè, nói luôn nè, anh nói luôn nè, Lưu Ly cái tánh rất là nóng nhưng mà Lưu Ly vẫn kiềm chế được, bởi vì anh thường bây giờ anh nghe vô đóng góp chia sẻ diễn đàn với Lưu Ly, anh em mình rất là trái chiều, anh biết tánh Lưu Ly rất là nóng nhưng mà Lưu Ly vẫn còn cái lịch sự tối thiểu, mình không có miệt thị người ta, miệt thị những người trong này ok, nhưng mà mình đã là khách mời. À dạ, Lưu Ly và chủ diễn đàn, anh lúc nào anh cũng tôn trọng Lưu Ly. Mình được quyền khác nhau, anh nói hoài cái điểm này, cái điểm rất là quan trọng. Anh không bao giờ biểu Lưu Ly là phải đi theo cái chính kiến của anh. Không bao nói giờ. Cho James Nguyễn một câu này, thì bây giờ nói bảo Duy là người không có học ấy, thì tôi nói bạn cứ học dài dài đi, không đuổi được thằng Duy. Đấy, nói nhanh cho vuông. Thế cho nên đừng mà đấy lại, anh Sơn Tây vừa nói xong, đừng nói ai ngu. Được chưa? Đúng vậy. Cho nên bạn chưa nghe xong, bạn ấy đã bắt đầu nhau và nói mới lại bảo là Duy Nguyễn ngu. Bạn cứ học dài dài đi, ngồi xem mẹt rồi có cuộc sống như nó đi rồi hãng gọi là ngu hay khôn. Đấy. Thôi được anh Sơn Tây, diễn đàn của em okay. Thì nó cũng hết giờ rồi. Thì anh có thank ý kiến you. Như vậy thì em cũng tiếp nhận. Đấy, rồi anh em thì cũng có cái cách để bàn nhau để nói chuyện. Đúng vậy, cảm ơn Lưu Ly và cảm ơn tất cả mọi người. Anh lúc nào cũng tôn trọng Lưu Ly, tại vì okay. Ngược lại Lưu Ly tôn trọng anh. Rồi, thank vâng, you. Vâng. Để mai vẫn áo đỏ tiếp, ngày mai vẫn áo đỏ tiếp. vâng, ok. Bye mọi người, chào mọi người. Thôi, diễn đàn cũng hết 4 tiếng rồi nha. Đấy, Duy nghe chưa? Đấy, nhá. Thôi, hết giờ rồi em ơi. Anh cũng 12 giờ hơn rồi, cũng phải đi nghỉ thôi. Chào tất cả mọi người nhé.